Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 371, lùi xe. Trương Dương thì đắc ý mỉm cười, hắn thật sự là không hiểu Triệu Kim Phân này, Phong Trạch Nhất Trung có bộ dạng hiện tại, chồng của cô ta nên gánh trách nhiệm, nếu như hai vợ chồng họ thông minh, trong chuyện này nên bảo trì trầm mặc, nhưng Triệu Kim Phân lại chủ động tìm mình gây khó dễ, chẳng lẽ cô ta cảm thấy một thường ủy của Phong Trạch thì hay lắm sao? Ngươi dám tìm ta làm phiền, ngày mai ta sẽ chơi nam nhân của ngươi. Sau khi Triệu Kim Phân đi, Trương Dương mới nhớ tới vừa rồi Khưu Kim Trụ có gọi điện thoại cho mình, hắn gọi lại cho Khưu Kim Trụ, tâm tình của Khưu Kim Trụ thủy chung vẫn thấp thỏm, nghe thấy Trương Dương gọi tới, gã cuối cùng cũng không nhịn được, nói thị trưởng Trương, nghe nói là có người muốn xử tôi. Ý tứ của câu này quá rõ ràng, gã là muốn cầu viện Trương Dương. Trương Dương tuy coi thường Khưu Kim Trụ, nhưng mấy việc gần đây khiến hắn phát hiện Khưu Kim Trụ cũng có chút tác dụng, Khưu Kim Trụ nói với hắn như vậy. Chứng tỏ người khác muốn xử Khưu Kim Trụ có 8-9 phần 10 là liên quan tới việc hắn giúp mình làm việc. Trương Dương hỏi, anh nghe ai nói? Khưu Kim Trụ không dám giấu Trương Dương, đem chuyện Trình Diễm Đông nói với mình ra kể lại cho Trương Dương. Trương Dương vẫn có chút ấn tượng với tên Trình Diễm Đông này, cảm thấy người này có chút phong độ của người có tri thức, làm người cũng rất khiêm tốn. Nhưng gã nói với Khưu Kim Trụ những lời này khẳng định là có mục đích, trong nội bộ cục công an người có năng lực như Khưu Kim Trụ không nhiều. Triệu Quốc Đống không nghi ngờ gì nữa là kẻ đứng mũi chịu sào. Trình Diễm Đông để lộ chuyện này cho Khưu Kim Trụ, chứng tỏ gã đã có điều bất mãn với hành vi của Triệu Quốc Đống. Trương Dương nói có thời gian thì hẹn gã ra ngoài, tôi muốn nói chuyện với gã. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khưu Kim Trụ vội vàng nói, tối nay thì sao, tối nay tôi tới Bạch Lộ Tân Quán đặt chỗ. Gã là thật sự sợ hãi rồi. Trương Dương cười cười. Tố chất tâm lý của tên Khưu Kim Trụ này thực chẳng ra làm sao cả, gặp phải chút gió lay cỏ động đã hốt hoảng thế này rồi. Trương Dương dẫu sao thì tối nay cũng không có việc gì, liền đáp ứng. Chủ nhiệm văn phòng chính phủ thành phố Trương Đăng Cao lúc này tới xin chữ ký, gã cầm một tập hóa đơn, những cái này đều là vật dụng văn dòng và ghi chép sử dụng xe mà Trương Dương sử dụng, án chiếu theo quy định thì trên mỗi một hóa đơn đều phải có chữ ký của Trương Dương. Trương Dương nhìn tập hóa đơn. Không khỏi có chút đau đầu, tôi bảo này đồng chí Đăng Cao, anh mỗi ngày đều bận rộn làm những chuyện lông gà vỏ tỏi này, anh có thấy phiền không? Trương Đăng Cao cười khổ, nói thị trưởng Trương, tôi cũng không muốn làm phiền anh đâu, nhưng bên trên có quy định này, tôi cũng đành chịu. Trương Dương vừa ký vừa nói, gần đây việc của tôi nhiều lắm, một cái phiếu xe, lúc dùng xe chẳng bao giờ tìm được cả. Trương Đăng Cao nói, những cái phiếu đó đều thanh toán cho anh rồi. Trương Dương nhướng mắt lên. Có chút bất thiện nhìn gã, ý gì đây? Thì ra tôi không nên thanh toán những cái phiếu đó à? Trương Đăng Cao vội vàng giải thích, thị trưởng Trương, tôi không phải là có ý này. Anh không phải có ý này thì có ý gì? Ai cũng nói là phó thị trưởng không được có xe riêng, tôi từ lúc tới Phong Trạch nhậm chức đã có không xe, nhưng khi tôi dùng xe, đến chiếc xe con của chính phủ thành phố cũng không có lấy nổi một chiếc. Trương Đăng Cao nói, gần đây ai cũng bận kháng hạn. Các lãnh đạo đều bận tới hương trấn chỉ huy, xe quả thật là hơi thiếu. Trương Dương nói, bọn họ kháng hạn thì tôi cũng bận làm cải cách giáo dục, tình hình hạn hán quan trọng, giáo dục còn quan trọng hơn, chúng ta không phải là thường nói, có nghèo thế nào cũng phải học, có khổ cũng không thể để trẻ con khổ đúng không? Trương Đăng Cao không còn gì để nói, giảng đại lý thì gã không giỏi, luận tới nói năng ngoắt nghéo thì gã lại càng không bằng vị phó thị trưởng này, gã thở dài, nói thị trưởng Trương. Tôi cũng là vì phục vụ cho các lãnh đạo thôi, có dễ dàng gì đâu, nếu là trước đây thì tôi được gọi là tổng quản đấy. Trương Dương cười nói, tổng quản trong cung à. Trương Đăng Cao không khỏi bật cười, tôi so với tổng quản cũng mạnh hơn một chút, các lãnh đạo có gì không hài lòng đều phê bình tôi, vừa rồi bí thư Triệu vừa phê bình tôi đấy. Trương Dương nói, phê bình anh cái gì? Phê bình tôi làm đặc biệt hóa, an bài cho anh một thư ký chuyên chức. Trương Dương nói, những người này sao mà nhiều chuyện thế? Tiểu phó cũng không phải là thư ký chuyên chức của tôi mà. Trương Đăng Cao gật đầu. Trương Dương ký xong những hóa đơn đó, đưa cho Trương Đăng Cao, nói tôi chuẩn bị tới các xã trấn tìm hiểu tình hình văn giáo vệ sinh cơ sở, anh phải cấp xe cho tôi đó. Trương Đăng Cao nói, thị trưởng Trương, thật sự là không có xe mà, chỉ cần bên trên có xe, thôi khẳng định sẽ phân cho anh. Nhưng gần đây ai cũng cần dùng xe. Tôi thật sự là không dám đảm bảo với anh. Trương Dương híp mắt lại, nói chút chuyện này mà cũng làm khó anh à. Trương Đăng Cao nói, thế này đi,
ban xe con còn có một chiếc Nissan, thường ngày đều dùng để vận chuyển đồ dùng văn phòng, năm ngoái có thêm một chiếc xe chở khách, cho nên chiếc xe Nissan Pickup này ít được dùng, nếu anh không ngại thì tôi tìm cho anh một lái xe, chiếc xe này trước tiên để anh dùng. Trương Dương nghe vậy lìa mừng rỡ, xem ra không bức gã thì thằng ôn này không chịu làm cho mình. Trương Dương hứng thú đứng dậy, nói, dẫn tôi đi xem xe. Trương Đăng Cao bất lực, chỉ có thể dẫn hắn tới kho xe, chiếc xe Nissan Pickup đó quả nhiên là đỗ ở trong bãi xe, thường ngày lãnh đạo chẳng ai muốn ngồi chiếc xe này, dẫu sao thì cái thứ bất luân bất loại như thế này, ngồi vào không lộ ra được khí chất của lãnh đạo, khoang xe hơi nhỏ, không để được bao nhiêu đồ, hiện tại có xe hàng rồi nên số lần sử dụng chiếc xe này càng ít. 3 năm chạy 5 vạn cây em, tất nhiên là bảo dưỡng rất tốt, nhìn cũng chẳng kém xe mới là mấy. Trương Dương đi quay chiếc xe pickup này, điều duy nhất khiến hắn không hài lòng là nó màu xanh lục, thằng ôn này cực kỳ kỵ húy cái màu này, Trương Đăng Cao nói, lái xe của ban xe con đều ra ngoài rồi, hay là đợi lát nữa về tôi nghĩ biện pháp an bài cho anh. Trương Dương nói, tự tôi biết lái xe, không cần tài xế, có thể tiết kiệm được chút nào thì hay chút ấy, đưa tôi chìa khóa. Trương Đăng Cao tìm chìa khóa của chiếc pick-up này, đưa chìa khóa cho hắn. Trương Dương kéo cửa xe rồi ngồi vào, không ngờ đồ bên trong cũng khá, Trương Dương cười ha ha, nói, được, chấp nhận tạm, chiếc xe này để tôi dùng trước đi, gara cũng để tôi dùng, tiền xăng mỗi tháng. Trương Đăng Cao mặt mày khổ sở nói, phương diện xăng cũng có chế độ, tôi chỉ có thể án chiếu theo chế độ mà làm thôi. Nói tới hai chữ chế độ, trong lòng gã thực sự là bất lực tới cực điểm. Giảng chế độ với phó thị trưởng Trương, chẳng khác nào là đàn gảy tai trâu. Gã phát hiện mình và phó thị trưởng Trương này giao phong thì luôn luôn rơi vào thế hạ phong, rất bị động, rất nhiều chuyện đều bị bức phải làm, sau cùng lại không thể không làm. Ví dụ như an bài thư ký cho hắn, hay ví dụ như là phải đưa chiếc pick-up này cho hắn. Trương Dương đã bắt đầu khởi động xe pick-up, tiếng ồn của xe rất lớn, có điều động lực lại đủ, dẫu sao cũng là 2.4. Trương Dương một là không quá quen thuộc với tính năng của xe pick-up, thứ hai là mấy ngày rồi chưa sờ vào xe, chỉ lo lùi xe, nhưng không ngờ có một chiếc xe ở phía sau đi tới, chiếc xe đó không ngừng bấm còi, nhưng Trương Đại Quan Nhân Nhân vẫn chỉ lo lùi xe. Dầm một tiếng, đuôi xe chiếc pick-up đâm vào chiếc xe Lam Điểu đó, người ở trong xe Lam Điểu sợ đến nỗi giật nảy mình. Trương Đăng Cao cũng sợ đến ngây ra, xe vừa mới giao vào tay thằng ôn này đã xảy ra sự cố giao thông. Kỹ thuật lái xe của hắn con mẹ nó thật là bưu hãn. Trương Dương lập tức dừng xe, đẩy cửa nhảy xuống, đuôi xe pick-up không sao, nhưng chiếc xe Lam Điểu bị đâm thì lại không may mắn như vậy, cửa xe trước và sau bên hông phải đều lõm vào. Trương Dương đúng kiểu vừa ăn cướp vừa la làng, hắn muốn áp đảo đối phương trên khí thế, chỉ vào chiếc xe đó, nói, anh đi ra cho tôi, lái xe cái kiểu gì đấy. Một cảnh sát từ trong xe bước ra, cảnh sát này không phải là ai xa lạ. Chính là cục trưởng cục công an thành phố Phong Trạch Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch. Gã cũng không ngờ chiếc xe pick-up đó lại lao thẳng về phía mình, may mà tốc độ không nhanh, trong xe trừ gã ra thì không còn ai khác. Triệu Quốc Đống nhìn thấy người lái xe không ngờ lại là phó thị trưởng Trương Dương, trong lòng than thầm, con mẹ nó thế này không phải là oan gia ngõ hẹp ư. Trương Dương cũng nghĩ tới câu này, hắn nhìn cửa xe Lam Điểu đã biến hình, lại nhìn đuôi xe pick-up vẫn nguyên vẹn. Một loại cảm giác tự hào đột nhiên dâng lên, cười hắc hắc, nói cục trưởng Triệu, thì ra là anh à, xe của anh không chịu được đâm, xe Nhật phải không? Sắt mỏng quá. Triệu Quốc Đống bực bội không thôi, đúng là tao lái xe Nhật thật, nhưng xe mày lái cũng là xe Nhật, chẳng qua là đuôi xe pick-up cứng hơn một chút, gã chỉ vào nhãn xe pick-up, thị trưởng Trương, xe của anh cũng là xe Nhật mà. Trương Dương lúc này mới nhìn mấy chữ anh văn to tướng đó, con mẹ nó, mất mặt quá. Nhìn mấy chữ như lòng gà này, lão tử còn cho rằng là sản phẩm của đế quốc Mỹ. Trương Đăng Cao thấy hai bên va chạm xe đều là người quen, cũng yên tâm, kỳ thực ở trong trụ sở chính phủ thành phố phát sinh sự cố giao thông, có 8-9 phần 10 đều là người quen. Gã đứng ở bên cạnh nhìn thấy rất rõ, là Trương Dương lùi xe đâm vào xe Triệu Quốc Đống. Nhưng Trương Đại Quan Nhân lại không cho rằng như vậy, Trương Dương nói, tôi nói này cục trưởng Triệu, anh không có việc gì thì lái xe đến đây làm cái gì? Bãi đỗ xe của cục công an không chứa nổi chiếc xe này của anh à. Triệu Quốc Đống bị câu này của hắn khiến cho tắc tị, thầm nghĩ con mẹ nó quá càn rỡ rồi, ai quy định là xe của cục công an không thể tới chính phủ thành phố? Ai quy định là bãi đỗ xe của chính phủ chỉ có thể đỗ xe của các ngươi? Nhưng trong lòng có giận hơn nữa thì vẫn phải để ý tới mặt mũi,
Triệu Quốc Đống nói, là tôi sai, tôi sai. Tôi không để ý thấy thị trưởng Trương lùi xe. Trương đại quan nhân rất rộng lượng xua xua tay, nói, bỏ đi, dẫu sao cũng không có tổn thất gì, kỹ thuật lái xe của anh sau này phải luyện nhiều hơn nhé. Triệu Quốc Đống suýt nữa thì bị hắn chọc cho tức giận đến nỗi phải trở mặt, thầm nghĩ cái gì mà không tổn thất, hai cái cửa xe của tao biến hình rồi, kính cũng vỡ một khối lớn, đi sơn lại không biết phải tốn bao nhiêu tiền đây, thế mà gọi là không có tổn thất gì à. Kỹ thuật lái xe của tao kém ư, lúc tao chơi xe, mày con mẹ nó còn chưa biết xì mũi cơ, bấm còi với mày cả nửa ngày, vậy mà mày còn đạp ga đâm thẳng vào, kỹ thuật lái xe của ai kém chứ? Trương Đăng Cao ở bên cạnh nhìn, trong lòng mừng thầm, Triệu Quốc Đống ở Phong Trạch nổi danh là cường thế, nhưng ở trước mặt vị phó thị trưởng không giảng đạo lý này thì cũng chỉ có nước bấm bụng mà chịu. Triệu Quốc Đống cho rằng mình là không thèm chấp Trương Dương, nhưng trong mắt người khác thì gã phải chịu thiệt, phải nhận xui xẻo. Trương Dương lái chiếc xe về chỗ đỗ, chìa khóa xe thì bỏ vào trong túi, bước ra nhìn, Triệu Quốc Đống cũng đỗ xe lại rồi, thân xe bị hủy không nhẹ, từ sắc mặt của Triệu Quốc Đống có thể nhìn ra, trong lòng thằng ôn này ấm ức tới cực điểm. Trương Dương trong lòng đã có một lý giải mới với tính năng của xe pick-up, không ngờ lúc đâm nhau, chiếc xe này lại chiếm được tiện nghi lớn. Trương Dương nói, cục trưởng Triệu, tới văn phòng của tôi ngồi đi. Hắn cũng biết mình đối lý, cho nên mới đề xuất lời mời nói. Triệu Quốc Đống gật đầu, nói thị trưởng Trương, tôi hôm nay tới cũng là vì đặc biệt muốn tìm ngài đây. Triệu Quốc Đống tới tìm Trương Dương là bởi vì chuyện của Tạ Đức Tiêu. Trương Dương nghe nói ý đến của gã, lông mày nhíu lại, mặt đầy vẻ không vui, nói cục trưởng Triệu, chuyện này không phải đã rất rõ ràng rồi ư. Tạ Đức Tiêu có dính líu tới cướp của. Triệu Quốc Đống cười nói, thị trưởng Trương, tôi không giấu gì ngài, quan hệ cá nhân giữa tôi và Tạ Đức Tiêu khá tốt, người này tôi cũng hiểu, anh nói gã là gian thương thì tôi không phản đối, nhưng nói gã là kẻ cướp thì tôi cảm thấy khả năng không lớn, gã rất có tiền, không thể vì 1 vạn đồng mà đi cướp giật được, và lại, Phong Trạch Nhất Trung nợ gã hơn 100 vạn, gã đòi nợ cũng là danh chính ngôn thuận, việc gì phải dùng loại thủ đoạn cực đoan đó. Tôi tuy không phải là cảnh sát, nhưng tôi cũng biết, rất nhiều phần tử phạm tội đều là vậy, máu nóng dồn lên nhì chuyện gì cũng dám làm. Triệu Quốc Đống nói, thị trưởng Trương, Tạ Đức Tiêu luôn miệng nói anh có đưa cho gã một tờ giấy viết tay, bảo gã tới khoa tài vụ nhận tiền. Trương Dương trừng mắt lên, mặt mày phẫn nộ nói, cục trưởng Triệu, anh rốt cuộc là tin gã hay tin tôi? Triệu Quốc Đống tuy biết nhiều hiểu rộng, nhưng loại nhân vật như Trương Dương thì gã cũng là lần đầu tiên lĩnh giáo. Gã ý vị thâm trường, nói cảnh sát chúng tôi chỉ tin vào chứng cứ. Trương Dương cười nói, đúng vậy, là nên tin chứng cứ, gã nói tôi đưa cho gã một tờ giấy viết tay, vậy thì bảo gã lấy tờ giấy đó ra, chỉ cần lấy ra được thì tôi thừa nhận ngay. Đối diện với Trương Dương, Triệu Quốc Đống thật sự là không còn gì để nói, gã thở dài, căn cứ vào những gì mà Tạ Đức Tiêu nói, tờ giấy đã bị trưởng khoa tài vụ của Phong Trạch là Trương Duệ Dung giấu đi rồi, cho nên... Trương Dương nói, cục trưởng Triệu, lời nói của loại gian thương như Tạ Đức Tiêu mà anh cũng tin à. Tôi biết quan hệ cá nhân của hai người không tồi, nhưng một cách sát không nên để tình cảm chi phối. Triệu Quốc Đống càng nghe càng thấy tức, thằng ôn này không ngờ lại mượn chuyện này để giáo huấn mình, ngươi là cấp phó ban, ta cũng là cấp phó ban, ngươi dựa vào gì mà giáo huấn ta. Triệu Quốc Đống nói, phó thị trưởng Trương, anh hiểu lầm rồi, tôi tới là để tìm hiểu tình huống chứ không phải là xin cho Tạ Đức Tiêu. Từ lúc tôi tiến vào đội ngũ cảnh sát, tôi luôn giữ pháp luật theo lẽ công bằng đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, trước giờ không cho phép vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, càng không bao che cho bất cứ ai. Trương đại quan nhân cười nói, tôi tin anh là một đồng chí tốt. Triệu Quốc Đống tức giận rồi, con mẹ nó, tao cần mày khẳng định à. Trương Dương Thủy Trung dùng ngữ khí của kẻ bề trên để nói chuyện với gã, điều này khiến Triệu Quốc Đống cảm thấy sỉ nhục chưa từng có. Triệu Quốc Đống nói, thị trưởng Trương, chúng ta không thể bỏ qua cho người xấu, cũng không thể đổ oan cho người tốt, tôi muốn để đồng chí Trương Duệ Dung hiệp trợ điều tra. Trương Dương nói, Tạ Đức Tiêu không phải là người tốt gì cả, anh muốn tìm hiểu tình huống thì tôi không phản đối, nhưng ngàn vạn lần đừng làm nhiễu loạn trật tự của Phong Trạch Nhất Trung, tiền lương có khăn lắm mới được phát xuống, tình tự của các giáo viên vừa bình phục lại một chút, cũng có chút lòng tin với lãnh đạo mới của trường học, các anh làm cảnh sát thì cũng ít tới nơi đó thôi. Tiếng còi cảnh sát luôn khiến lòng người hoang mang, còn không biết các anh muốn làm ra đại sự lớn gì. Triệu Quốc Đống nói chuyện với Trương Dương một lát, trong lòng sinh ra cảm giác không có nổi nửa câu vừa ý, cho dù là ngồi ở đây nói chuyện với hắn tiếp thì cũng chẳng có được hiệu quả gì.
Triệu Quốc Đống từ trong lời nói của Trương Dương đã nhận được một số gợi ý, Tạ Đức Tiêu khẳng định là trúng kế của Trương Dương rồi, Trương Dương không nể mặt mình, nếu như gã muốn điều tra Trương Duệ Dung, không loại trừ khả năng Trương Dương trở mặt với gã. Lúc Triệu Quốc Đống ra khỏi cửa thì gặp tân hiệu trưởng Thường Lăng Phong của Phong Trạch Nhất Trung, Triệu Quốc Đống quan sát Thường Lăng Phong một lát, giữa gã và Thường Lăng Phong không có bất kỳ sự lai vãng gì, đã không quen nhau thì tất nhiên là không thể nói tới giao tình. Trương Dương nhìn thấy Thường Lăng Phong vào, mỉm cười đứng dậy, anh tới đúng lúc lắm, tôi đang chuẩn bị gọi điện thoại cho anh. Thường Lăng Phong đi tới đối diện bàn làm việc của Trương Dương rồi ngồi xuống, anh ta tới làm gì vậy? Kỳ thực Thường Lăng Phong đã đoán ra, vị cục trưởng cục công an này tới đây có 89 phần 10 là vì vụ án cướp tiền của Phong Trạch Nhất Trung. Trương Dương nói, còn không phải là bởi vì Tạ Đức Tiêu ư, gã không ngờ lại hoài nghi tôi. Thường Lăng Phong cười cười, gã quay lại nhìn ra sau, xác định không có ai ở ngoài nghe lén mới nói, chuyện đó, tôi thấy hay là thu tay đi, Tạ Đức Tiêu cũng không phải là kẻ đại gian đại ác, thật sự là tống hắn vào tù vì tội cướp tiền thì hơi tàn nhẫn. Con người anh mềm lòng quá. Thường Lăng Phong nói, không phải là mềm lòng mà là không cần thiết. Trương Dương cười nói, tôi biết nên làm thế nào, nhân tình này tôi sớm muộn gì cũng bán ra, có điều không thể bán cho Triệu Quốc Đống được. Thường Lăng Phong nói, anh không thích gã à? Trương Dương lắc đầu, nói, rất không thích, người này có vấn đề. Thường Lăng Phong cười nói, tôi thấy anh có bệnh nghề nghiệp của Ủy ban Kỷ luật rồi, ở trong mắt anh, mỗi một cán bộ đều có vấn đề. Anh không có vấn đề. Tôi tuyệt đối tin là vậy. Thường Lăng Phong nói, tôi chẳng phải là cán bộ gì cả, là anh bức tôi làm nên không tính. Trương Dương nhìn đồng hồ, chiều rảnh không, cùng đi ăn cơm. Thường Lăng Phong lắc đầu, nói, anh biết mà, tôi đối với loại ăn uống xã giao đó không có hứng thú gì cả, cũng không giỏi ứng phó, hay là anh đi một mình đi. Đúng rồi, kế hoạch mà tôi bàn với anh thế nào rồi? Trương Dương nói, chuyện đầu tư vào giáo dục là chuyện tốt. Anh viết kế hoạch đi, tôi sẽ dùng danh nghĩa của chính phủ thành phố Phong Trạch để phát lời mời ra ngoài. Thường Lăng Phong cười nói, không cần phải long trọng như vậy, tôi cảm thấy trước tiên vẫn làm trong phạm vi nhỏ thôi, dựa vào cơ sở của phòng chiêu thương Giang Thành của chúng ta trước kia, mời mấy xí nghiệp lớn làm tăng uy danh là rất dễ dàng. Trương Dương nói, ý của anh là... Thường Lăng Phong nói, trước tiên thành lập một quỹ trợ học, vận hành ở Phong Trạch Nhất Trung, sau này từng bước mở rộng ảnh hưởng. Trương Dương nói, được, nói chung chuyện này giao cho anh cứ thế mà làm, tôi toàn lực ủng hộ. Thường Lăng Phong kháng nghị, thì ra sau này những chuyện này anh đều không quản. Trương Dương nói, tôi là phó thị trưởng, chủ quản không chỉ là giáo dục, văn giáo vệ sinh, chuyện của cả Phong Trạch nhiều lắm, tôi nào có thể cả ngày nhìn chằm chằm vào một chỗ. Thường Lăng Phong nói, thế này đi, tôi mời mấy xí nghiệp có tính đại biểu của Giang Thành tới, thứ bảy nhé. Anh cứ xem thế nào mà làm. Tôi toàn lực ủng hộ. Trương Đại Quan Nhân lái xe pick-up tới khách sạn Bạch Lộ, sau nhiều ngày tới Phong Trạch, cuối cùng cũng kiếm được xe riêng, Phó Trường Trinh ngồi ở ghế phụ, người ta đều là lãnh đạo ngồi, thư ký lái xe. Ở đây thì bọn họ lại đổi vị trí. Phó Trường Trinh cũng hiểu, Phó Thị trưởng Trương đã coi mình là tâm phúc để bồi dưỡng rồi, nhưng Phó Trường Trinh lại không chắc, với phong cách làm việc của Phó Thị trưởng Trương rốt cuộc có thể đi bao xa ở Phong Trạch. Trương Dương lúc đừng xe, nói tiểu phó. Có thời gian thì đi học lái xe đi, sau này làm việc cũng tiện hơn. Phó Trường Trinh dạ một tiếng. Trương Dương lúc này đã quen với tính năng của pick-up, làm một pha đỗ xe điệu nghệ, đưa xe vào giữa hai chiếc xe khác. Phó Trường Trinh xuống xe trước, vòng sang bên kia mở cửa, lái xe thì gã không biết, nhưng mở xe thì rất quen tay. Làm thư ký, mấy cái trò đơn giản này là phải biết. Trương Dương đắc ý cười cười, chưa đi tới cửa lớn thì di động đổ chuông. Là Cố Giai Đồng gọi, thì ra Thường Lăng Phong muốn quỹ trợ học trước tiên gọi cho đám bạn bè thân thích, Cố Giai Đồng, Lâm Thanh Hồng, Lưu Kim Thành, Tào Chính Dương, Tiết Minh, An Ngữ Thần, Kiều Mộng Viện, những xí nghiệp gia và nhà đầu tư có thực lực ở Giang Thành toàn bộ đều được mời. Cố Giai Đồng vốn muốn tới nhà máy chế thuốc kiểm tra công việc, lại thêm lâu rồi chưa gặp Trương Dương, cho nên nhân cơ hội này tới Phong Trạch xem thử. Trương Dương đối với việc này cầu còn không được, thời gian mà Thường Lăng Phong hẹn là thứ bảy. Cố Giai Đồng chuẩn bị tới trước một ngày, như vậy có thể ở riêng với Trương Dương. Trương Dương lúc gọi điện thoại, nhìn thấy Khưu Kim Trụ và Trình Diễm Đông đã từ trong nhà ăn bước ra đón, hắn hẹn thời gian với Cố Giai Đồng xong liền gác điện thoại, mỉm cười bước vào. Trình Diễm Đông bước nhanh lên trước, chia tay về phía Trương Dương,
Trương Dương vẻ mặt hòa ái bắt tay với gã, tôi và đồng chí Diễm Đông đã biết nhau rồi. Trình Diễm Đông cười cười, Khưu Kim Trụ vội vàng chạy lên chào một tiếng thị trưởng Trương. Trương Dương gật đầu, nói chúng ta vào trong nói chuyện. Khách sạn Bạch Lộ tuy bình thường không có nhiều khách, nhưng Phong Trạch dẫu sao cũng chỉ là một thành phố cấp huyện, ra vào rất dễ gặp người quen. Trình Diễm Đông và Khưu Kim Trụ đều không muốn để người khác biết mình có quan hệ riêng với Trương Dương. Mấy người tiến vào phòng, em họ Khưu Kim Tùng của Khưu Kim Trụ cũng đợi ở bên trong. Trương Dương giới thiệu Phó Trường Trinh với họ, mọi người ngồi xuống. Trình Diễm Đông sở dĩ để lộ tin tức nội mạc cho Khưu Kim Trụ, mục đích của gã chính là uyển chuyển tỏ thái độ với Trương Dương. Gã muốn thông qua quan hệ của Khưu Kim Trụ mà móc nối với Trương Dương, cục công an bề ngoài thì là Triệu Quốc Đống độc đoán. Nhưng dưới sự lãnh đạo chuyên quyền của Triệu Quốc Đống, các bộ môn đều sớm đã sóng ngầm cuồn cuộn. Trình Diễm Đông là một người có suy nghĩ, gã tốt nghiệp Đại học Cảnh quan Trung Hoa, nếu như không phải là cha mẹ sức khỏe kém cần chiếu cố, gã vốn có thể có lựa chọn tốt hơn. Sau khi tới Phong Trạch, sự chênh lệch giữa hiện thực và lý tưởng khiến Trình Diễm Đông lạnh lòng, bề ngoài thì gã tuân theo sự chỉ huy của Triệu Quốc Đống, nhưng trong lòng lại nảy sinh sự phản cảm rất lớn đối với sự chuyên quyền tham công của Triệu Quốc Đống. Rất nhiều lúc phản cảm có thể áp chế trong lòng, thậm chí có thể ẩn giấu cả đời. Trình Diễm Đông tuy có phản cảm với hành vi của Triệu Quốc Đống, nhưng một mực không đối kháng với gã, thậm chí phủ định ý kiến của gã. Nhưng từ sau vụ cướp tiệm vàng, Trình Diễm Đông liền bị nguy cơ to lớn bao trùm, thượng cấp đã hạ kỳ hạn cho họ, tới giờ vẫn chưa có bất kỳ manh mối gì. Cục trưởng Cục Công an Trung Quốc sẽ không gánh trách nhiệm này. Trong chuyện này người có khả năng bị đá ra ngoài nhất chính gã và đại đội trưởng hình cảnh Khưu Kim Trụ. Chính vì chuyện này mà Trình Diễm Đông có cảm giác đồng bệnh tương liên với Khưu Kim Trụ. Người ta khi cảm thấy nguy hiểm, bảo hộ mình là phản ứng của bản năng, Trình Diễm Đông tất nhiên không cam tâm cứ vậy bị Triệu Quốc Đống đá ra, gã bắt đầu tìm cơ hội, bằng vào khứu giác mẫn duệ của gã phát hiện Trương Dương rất có khả năng chính là cơ hội tốt nhất của gã. Lúc uống rượu một khi xen vào tính mục đích quá nhiều, uống rượu như vậy không thể nào tận hứng, tiệc tối tiến hành hơn một tiếng thì kết thúc, bởi vì có quá nhiều người có mặt. Trình Diễm Đông không tiện nói gì, Trương Dương cũng nhìn ra tâm tư của gã, không nhắc tới đề tài mẫn cảm. Sau bữa tối, Trương Dương về phòng mình, không lâu sau thì nghe thấy tiếng gõ cửa, gã đi tới chỗ mắt nhìn ra ngoài, Trình Diễm Đông một mình đứng ở ngoài cửa. Trương Dương cười cười, mở cửa để Trình Diễm Đông đi vào. Trình Diễm Đông cười nói, thị trưởng Trương, tôi mang ít trà sơn giã cho ngài, vừa rồi nhiều người quá nên không tiện lấy ra. Trương Dương cười nói, khách khí làm gì? Vào ngồi đi, vẫn còn sớm mà, chúng ta thưởng thức trà mà anh mang tới. Trình Diễm Đông nhân cơ hội tiến vào phòng, ngày hôm nay trước khi gã tới bái phòng Trương Dương, gã đã điều tra kỹ càng, bối cảnh của Trương Dương gã cũng biết được ít nhiều rồi. Từ các loại sự tích trong quá khứ của Trương Dương, gã đã đưa ra một kết luận, Trương Dương có năng lực đối kháng với Triệu Quốc Đống. Trình Diễm Đông sở dĩ lựa chọn Trương Dương cũng là hành động bất đắc dĩ, gã hiện tại nếu như không chủ động. Kết cục của gã tất nhiên là thành thí tốt. Khách chủ ngồi xuống, Trương Dương nếm từ lá trà mà Trình Diễm Đông mang tới, than khẽ không tồi. Trình Diễm Đông nói, cũng không được tính là trà lá ngon gì cả, có điều thuần một màu xanh tự nhiên, lại mọc hoang, sau khi hái xuống, chú tôi tự mình chế đó. Trương Dương nói, Phong Trạch có núi à? Trước đây gã chưa nghe nói tới, cả Giang Thành nhắc tới núi thì trước tiên sẽ nghĩ tới núi Thanh Đài của Xuân Dương, phía Phong Trạch nổi danh nhất là Hồ Phong Trạch. Trình Diễm Đông cười nói, có. Núi Bích Loa, ở phía nam hồ Phong Trạch, độ cao so với mực nước biển chỉ có hơn 200 mét, phong cảnh cũng tính là không tồi, sản vật rất phong phú, kể ra thì chỉ nên gọi là đồi núi, không sánh được núi Thanh Đài của Xuân Dương. Trương Dương nói, anh tới núi Thanh Đài bao giờ chưa? Trình Diễm Đông gật đầu, năm ngoái có tới, cũng là lần đó tới núi Thanh Đài mới nghe được công tích vĩ đại của thị trưởng Trương, việc khai phá du lịch núi Thanh Đài là do một tay ngài làm nên. Trương Dương cười ha ha, Trình Diễm Đông dùng bốn chữ công tích vĩ đại để hình dung thì có chút hơi quá, có điều núi Thanh Đài quả thật là chính tích của hắn, mà không chỉ có hắn, Lý Trường Vũ cũng bởi vì chiêu thương dẫn từ núi Thanh Đài mà giành được chính tích rõ rệt, từ đó mà thuận lợi leo lên ghế phó thị trưởng thường vụ Giang Thành. Trình Diễm Đông nói, thị trưởng Trương, lần này tôi tới là muốn bàn với ngài một chuyện. Trương Dương gật đầu, không có việc thì không lên điện tam bảo, Trình Diễm Đông chọn lúc này một mình tới gặp mình. Dụng ý của gã không cần nói cũng biết. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, nói, đồng chí Diễm Đông, nơi này không có người ngoài, chúng ta cứ thành thật nói chuyện với nhau đi, đừng cố kỵ gì cả.
Chương 372, chẳng sợ cái gì. Trình Diễm Đông tuy là trước khi tới đây đã cân nhắc rất lâu, nhưng khi thật sự đối diện với Trương Dương, trong lòng vẫn có cảm giác thấp thỏm, ngôn ngữ cũng biến thành có chút do dự. Trương Dương nhìn ra Trình Diễm Đông vẫn có chút cố kỵ, gã cười nói, anh đã không muốn mở miệng, vậy thì tôi hỏi trước vậy, cục trưởng Triệu hôm nay tìm tới chỗ tôi không hiểu gã cho lắm, người này rốt cuộc là như thế nào? Câu này hỏi rất thâm, trực tiếp cắt vào trọng điểm, Trương Dương tính chuẩn rằng Trình Diễm Đông tìm mình muốn nói chuyện chính là bởi vì chuyện của Triệu Quốc Đống, gã đã không dám nói vậy thì mình mở đề tài trước vậy. Trình Diễm Đông nói, thị trưởng Trương, cục trưởng Triệu tìm ngài làm gì? Từ câu này của Trình Diễm Đông có thể nhìn ra gã vẫn rất cẩn thận. Trương Dương nói, bởi vì chuyện của Tạ Đức Tiêu, gã nói quan hệ cá nhân giữa gã và Tạ Đức Tiêu không tồi, cho nên muốn tới để tìm hiểu tình huống cụ thể của vụ án. Tạ Đức Tiêu luôn miệng nói rằng tôi có đưa cho anh ta một tờ giấy, cục trưởng Triệu của các anh muốn giúp Tạ Đức Tiêu thoát khốn. Đề tài một khi đã bắt đầu, triển khai cũng dễ dàng hơn nhiều. Trình Diễm Đông nói, quan hệ giữa cục trưởng Triệu và Tạ Đức Tiêu rất tốt, tòa nhà văn phòng của cục công an chúng tôi là Tạ Đức Tiêu nhận thầu. Trương đại quan nhân cũng biết tình tiết này rồi, Trình Diễm Đông không thể nào vô duyên vô cớ mà nói những lời này, án chiếu theo lẽ thường mà nói, chỉ cần là công trình của cơ quan nhà nước, rất ít khi không tồn tại vấn đề, chỉ cần điều tra, hoặc ít hoặc nhiều đều có thể tra ra một số việc, Trình Diễm Đông chẳng khác nào là để lộ một nhược điểm của Triệu Quốc Đống cho Trương Dương. Trương Dương nói, chẳng trách Triệu Quốc Đống nguyện ý ra mặt cho gã, Tạ Đức Tiêu này ở Phong Trạch còn có quan hệ nào khác không? Trình Diễm Đông nói, Tạ Đức Tiêu rất biết làm ăn, quan hệ ở các phương diện tại Phong Trạch cũng tính là không tồi, đừng nhìn gã hiện cứ tìm Phong Trạch đòi tiền, nhưng lúc trước, quan hệ giữa gã và Mạnh Tông Quý giống như là anh em ruột vậy. Trương Dương cười nói, anh em ruột vì tiền mà trở mặt cũng không phải là hiếm thấy. Trình Diễm Đông không nói gì. Hai tay đan vào chén trà lộ ra vẻ bối rối. Trương Dương nói, nghe nói anh là người có bằng cấp tốt nhất trong hệ thống cảnh vụ Phong Trạch. Trình Diễm Đông khiêm tốn nói, tôi tốt nghiệp Đại học Cảnh quan Trung Hoa, lúc đó suýt nữa thì được làm nghiên cứu sinh, bởi vì cha mẹ tôi sức khỏe không tốt, tôi cũng không dám tiếp tục học nữa, kể ra, ở Phong Trạch làm việc cũng gần được 8 năm rồi. Trương Dương nói, 8 năm đã là phó cục trưởng, tuổi hơi trẻ đó. Câu này nếu người khác nói thì rất bình thường. Nhưng là hắn nói ra thì có chút không bình thường, người ta mang tiếng tốt nghiệp đại học mà lăn lộn 8 năm mới lên được cấp khoa, một vệ giáo sinh như hắn mới ở trong thể chế của 2 năm đã là cấp phó ban, thật sự là khiến người ta tức chết. Trình Diễm Đông đương nhiên là không thể nào so sánh với Trương Dương, mỗi người đều có mệnh vận của mình, dạng cán bộ như Trương Dương đừng nói là ở Phong Trạch, cho dù là ở Bình Hải cũng hiếm thấy. Thành công không thể phục chế, quan đồ cũng không thể phục chế. Trình Diễm Đông nói, chắc là cái chức phó cục trưởng của tôi cũng đi tới điểm cuối rồi. Sao vậy? Trương Dương có chút kinh ngạc hỏi. Trình Diễm Đông nói, Phong Trạch liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp tiệm vàng, tới hiện tại vẫn còn chưa có manh mối gì, vụ án này là do tôi phụ trách, lần trước lúc cục trưởng Vinh tới đã hạ mệnh lệnh cho chúng tôi, trong 2 tuần nếu như không thể phá án thì phải chịu trách nhiệm, mắt thấy kỳ hạn sắp tới gần rồi, tôi đã chuẩn bị tâm lý từ chức rồi. Vòng một vòng. Đề tài cuối cùng cũng quay lại trọng điểm. Lần trước khi Vinh Bằng Phi và Trương Dương ngồi cùng xe tới, Trương Dương chỉ biết rằng y tới Phong Trạch là vụ chuyện cướp tiệm vàng, nhưng biết Vinh Bằng Phi ra hạn kỳ phá án. Trương Dương bắt đầu hiểu vì sao Trình Diễm Đông lại chủ động nương tựa mình, chuyện cướp tiệm vàng vẫn chưa có manh mối, án chiếu theo chỉ thị của Vinh Bằng Phi lúc trước, Cục Công an Phong Trạch phải có người chịu trách nhiệm, Trình Diễm Đông có 89 phần 10 là phải chịu trách nhiệm này, Triệu Quốc Đống sẽ đá gã ra. Chuyện này nếu đổi lại là ai cũng sẽ không cam tâm, bất kể quan hệ trước đây giữa Triệu Quốc Đống và Trình Diễm Đông như thế nào, một khi Triệu Quốc Đống đem Trình Diễm Đông ra thì tốt. Quan hệ của hai người cũng tất phải đứng ở thế đối lập. Trình Diễm Đông không cam tâm phải gánh chịu oan ức cho Triệu Quốc Đống. Cho nên gã nghĩ tới Trương Dương, muốn thông qua Trương Dương xoay chuyển tình cảnh khó khăn hiện tại. Trình Diễm Đông là một người thông minh, gã biết trên thế giới này bất kỳ chuyện gì cũng có cái giá của nó, muốn người khác giúp đỡ mình. Hoặc là có thể hồi báo đủ cho đối phương, hoặc là có thể chứng minh mình có giá trị để lợi dụng. Từ trên người Khưu Kim Trụ, Trình Diễm Đông nhìn thấy hy vọng, gã cho rằng mình còn có năng lực hơn Khưu Kim Trụ, Trương Dương đã coi trọng Khưu Kim Trụ, mình cũng có thể giành được sự tín nhiệm của hắn. Trương Dương hiện tại đã nhìn thấu mục đích của Trình Diễm Đông này rõ ràng là thông minh hơn Khưu Kim Trụ nhiều, gã trước đây từng là tay trái tay phải của Triệu Quốc Đống, cũng có nghĩa là hiểu nội bộ hệ thống công an hơn Khưu Kim Trụ nhiều. Dạng người như vậy,
đối với Trương Dương mà nói thì rất có giá trị. Thời gian Trương Dương tới Phong Trạch tuy không dài, nhưng đã ý thức được thể chế của Phong Trạch là một thiết súng trận do Bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa đứng đầu, muốn ở đây làm việc được thì phải xây dựng ban để của mình, chỉ dựa vào một cá nhân mà đơn đả độc đấu, ở Phong Trạch không thể nào giành được thành công. Trương Dương mỉm cười, nói, loại chuyện như quy định kỳ hạn phá án là quá theo chủ nghĩa giáo điều, không ai đảm bảo trong kỳ hạn quy định nhất định có thể phá được án, và lại, cho dù là không phá được án, người nên chịu trách nhiệm là Cục trưởng Triệu chứ không phải là anh. Trình Diễm Đông cười khổ, nói Cục trưởng Triệu giao chuyện này cho tôi phụ trách vụ án này, trách nhiệm đương nhiên là của tôi rồi. Trương Dương nói, tôi ghét nhất là loại lãnh đạo này, một khi có công lao thì luôn đứng lên trước, khi phải gánh trách nhiệm thì lại là người đầu tiên trốn ra sau. Câu này nói trúng tim đen của Trình Diễm Đông. Trương Dương nói, yên tâm đi, quan hệ giữa tôi và Cục trưởng Vinh không tồi. Chuyện này tôi có thể giúp anh. Trương đại quan nhân hiểu rằng muốn khiến người khác trung thành với hắn, vậy thì phải thể hiện ra thực lực của mình, dùng thực lực nói chuyện, khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Trình Diễm Đông không thể vừa mới tiếp xúc với Trương Dương đã thành thật chân thành, nói hết những gì ở trong lòng ra, bất kỳ quan hệ nào cũng phải trải qua quá trình dò xét, từ từ giành được niềm tin. Trình Diễm Đông nói, Cục trưởng Triệu là em vợ của Bí thư Thẩm, rất nhiều chuyện mọi người đều phải nể mặt Bí thư Thẩm. Gã Huyền chuyển truyền tín hiệu cho Trương Dương. Trương Dương gật đầu, Bí thư Thẩm rốt cuộc là người thế nào? Bằng hữu thân thích của ông ta ở trong thể chế Phong Trạch thật sự là không ít. Trình Diễm Đông cười nói, không có gì là lạ cả, nếu tôi ở vị trí của ông ta, tôi cũng thích dùng người của mình. Trương Dương ngẫm nghĩ một lúc, câu này của Trình Diễm Đông quả thật là có đạo lý, lăn lộn trong thể chế, ai cũng đều muốn dùng người mà mình tin tưởng, hình thành ban để của mình. Bí thư thành phố cấp huyện như Thẩm Khánh Hoa cũng vậy, cho dù là địa vị cao như Cố Doãn Chi cũng không thể ngoại lệ. Bí thư Cố trước khi lui xuống, cũng tìm cho không ít thân tín của mình những vị trí thích hợp, đại biểu trong đó là Hạ Bá Đạt, hiện giờ Hạ Bá Đạt đã là thị trưởng Nam Thích rồi. Trình Diễm Đông nhìn đồng hồ, đã sắp 10 giờ rồi, gã đứng dậy cáo từ, Trương Dương cũng không giữ gã lại, cuộc gặp mặt tối nay đã sơ bộ đạt được mục đích của song phương, Trình Diễm Đông đã biểu đạt tính quan trọng của mình với Trương Dương. Trương Dương cũng chứng tỏ sức ảnh hưởng của mình với gã, còn quan hệ sau này của họ phát triển tới mức nào thì còn phải cần chứng minh. Sau khi Trình Diễm Đông đi, Trương Dương chuẩn bị đi tắm rửa nghỉ ngơi, hai ngày nay mới coi như là tìm được một chút cảm giác của phó thị trưởng, xe cũng có rồi, bên dưới cũng đã cải thiện được một chút. Yêu cầu của Trương đại quan nhân đối với sinh hoạt cũng không phải là quá cao, thằng ôn này cũng không phải là kẻ xa hoa lãng phí, có điều sống sướng quen rồi. Nếu thật sự phải chịu khổ thì có chút không thích ứng được, cho nên mới có chuyện thường trú ở khách sạn Bạch Lộ và chiếc xe pick-up này. Trương Dương cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của mình, đồng thời cũng suy nghĩ tới ảnh hưởng có thể tạo thành, hắn cố gắng làm tất cả thật chu đáo, để tránh người khác gièm pha. Trương đại quan nhân cảm thấy phó thị trưởng như mình cũng không đến nỗi, ít nhất thì mấy ngày mới tới cũng không gây ra phiền phức gì lớn. Người ta sống trên thế giới này có bạn thì cũng có thù. Mỗi khi thay đổi một hoàn cảnh mới thì sẽ qua ân được rất nhiều bạn bè mới, đồng dạng cũng sẽ xuất hiện rất nhiều kẻ thù mới. Trương Dương tới Phong Trạch đã bắt đầu có ý thức phân chia phạm vi của mình. Trương Dương đang suy nghĩ xem mình tiếp theo nên phát triển ở Phong Trạch như thế nào thì chuông cửa reo. Trương đại quan nhân nhìn đồng hồ, đã hơn 10 rưỡi rồi, vào lúc này không ngờ còn có người tới thăm. Hắn híp mắt lại nhìn mắt mèo, bên ngoài là một cô gái mặc quần áo học sinh, da thịt rất trắng, mắt rất to. Thắt bím tóc hai bên, cứ như là cô em hàng xóm vậy. Trương đại quan nhân cho rằng cô ta tìm sai phòng, không mở cửa, cô gái đó vẫn cố chấp ấn chuông. Trương Dương chỉ có thể mở cửa phòng, nói với cô gái, tìm ai? Cô gái nói, thị trưởng Trương, tôi tìm ngài. Trương Dương có chút kỳ quái nhìn cô ta, có chuyện gì thì ngày mai tới chính phủ thành phố tìm tôi, muộn rồi, giờ không tiện. Cô gái đó quật cường chen vào cửa, thị trưởng Trương, anh nghe tôi nói đã. Không thể cứ bắt tôi đứng ở ngoài cửa thế này được. Tôi nói này cô bé, tôi không quen cô. Cô gái đó mắt lệ chứa chan, nói cầu xin anh đó, anh nói gì cũng phải cho tôi cơ hội chứ, nếu không thì tôi cùng đường mất. Trương đại quan nhân rất có lòng trắc ẩn, đặc biệt là đối với nữ hài tử xinh đẹp trẻ trung, cái này cũng không phải là trong lòng hắn có tà niệm gì. Đây là bởi vì nữ hài tử trông đáng thương thì vốn dễ khiến người ta động lòng, mà nữ hài tử xinh đẹp trông đáng thương thì càng khiến người ta động lòng hơn. Trương Dương gật đầu, hắn đứng tránh khỏi cửa, lui ra sau, cô gái đó muốn đóng cửa, Trương Dương nói, cô đừng đóng cửa, cứ vậy mà nói đi.
Cô gái vẫn lật tay ra sau đóng cửa lại. Trương Dương cảm giác có một loại nguy hiểm không nói thành lời, mình con mẹ nó cũng sợ ý cúa, nửa đêm nửa hôm sao có thể để một nữ hài tử tùy tiện vào phòng. Vạn nhất chuyện này để người hữu tâm biết, không chừng sẽ tạo thành phiền phức. Trương Dương nói, tôi nói này, cô có chuyện gì thì mau nói đi, muộn lắm rồi, cô không về nhà thì cha mẹ lo lắng lắm đó. Cô gái đó nuốt lệ, nói, cha mẹ tôi đều không còn nữa. Trương Dương ho khan một tiếng, nói, xin lỗi, tôi không biết. Trong nhà cô chắc cũng còn có người thân nào khác chứ, để anh chị cô lo lắng thì không tốt đâu. Tôi chỉ có một người anh, hiện tại bị người ta bắt rồi. Trương Dương càng nghe càng thấy không ổn, hắn ngắt lời cô gái, tạm dừng, cô tên gì? Tạ Quân Xước. Trương Dương nghe thấy cô ta họ Tạ, trong lòng lập tức đoán ra được 7-8 phần, hắn cẩn thận hỏi lại, Tạ Đức Tiêu là anh của ô à? Tạ Quân Xước gật đầu, nói thị trưởng Trương, tôi biết anh tôi đắc tội với anh ấy nếu có chỗ nào đắc tội với anh thì tôi xin lỗi anh, chỉ cần tôi làm được, bất kỳ chuyện gì tôi cũng làm. Trương Dương nói, tôi nói này Tạ Tiểu Thư, tôi không quen anh cô, chuyện anh ta làm cũng không phải là tôi quản, cô tìm sai chỗ rồi. Trương Đại Quan Nhân hạ lệnh trục khách. Tạ Quân Xước nói, anh tôi tuy tham tiền, nhưng chuyện cướp của anh ấy không bao giờ làm, anh tôi nói là anh có đưa cho anh ấy một tờ giấy. Bảo anh ấy tới phòng tài vụ lấy tiền, anh tôi trước giờ không nói dối tôi bao giờ, thị trưởng Trương, anh là đại nhân vật, anh tôi có chỗ nào đắc tội thì xin anh đại nhân đại lược, đừng tính toán với anh ấy làm gì. Trương Dương nói, cô thật sự là tìm sai chỗ rồi, chuyện này cô nên tới cục công an, anh cô không thuộc phạm vi quản lý của tôi. Tạ Quân Xước cắn chặt môi, bốc một tiếng quỳ xuống trước mặt Trương Dương. Trương đại quan nhân nào đã thấy loại trận thế này bao giờ, lập tức có chút dựng tóc gáy. Hắn thở dài lui ra sau một bước, Tạ Tiểu Thư, cô mà không đi là tôi gọi người đó. Tạ Quân Xước nói, thị trưởng Trương, tôi từ nhỏ đã mất cha mẹ, là anh tôi nuôi tôi lớn, hai anh em tôi dựa vào nhau mà sống, nếu như anh tôi bị định tội cướp của, vậy thì cả đời này coi như xong rồi, cháu tôi mới 3 tuổi, chị dâu tôi đang mang thai 6 tháng, cả nhà chúng tôi chỉ trông vào anh tôi, nếu như anh tôi vào tù thì chúng tôi biết phải làm sao đây. Trương Dương nói, cô đứng dậy trước đi. Đứng dậy rồi nói. Tạ Quân Xước hai tay nắm váy, nói tôi tin là anh tôi bị oan, anh nếu không đáp ứng tôi giờ sẽ xé quần áo của mình, sau đó tố cáo anh phi lễ, cho anh nếm thử mùi vị bị oan uổng. Trương Đại Quan Nhân lần đầu tiên bị nữ hài tử uy hiếp như vậy, song hắn biết nhiều hiểu rộng, lúc này trán cũng túa mồ hôi, tôi nói này Tạ Tiểu Thư, chúng ta đang nói chuyện yên lành, một nữ hài tử như cô làm vậy không nghĩ tới danh tiết hà. Tạ Quân Xước nói, vì anh tôi có thể ngay cả tính mạng cũng không cần, danh tiết gì đó đối với tôi mà nói thì không quan trọng. Thị trưởng Trương, tôi quỳ ở trước mặt anh, không phải là bởi vì tôi ti tiện, mà là muốn dùng thành ý để đổi lại chút lương tri của anh, muốn anh nói với tôi một câu thật lòng. Trương Dương nói, cô muốn tôi nói cái gì? Tạ Quân Xước nói, anh rốt cuộc là có đưa tờ giấy đó cho anh trai tôi không? Anh có phải là cố ý lập bẫy để anh trai tôi chui vào không? Trương Dương nói, cô bao nhiêu tuổi rồi? Tạ Quân Xước hơi ngây ra, cái này thì có liên quan gì tới anh? Trương Dương nói, tâm cơ của cô khá sâu đấy, nửa đêm nửa hôm tới phòng của tôi, lợi dụng loại phương pháp này để bức tôi có trăm miệng cũng khó bề chối cãi, trên người có phải là còn lén mang theo máy ghi âm không? Muốn bức tôi nói ra những lời trái với lương tâm, sau đó thì ghi lại. Trong mắt Tạ Quân Xước lộ ra vẻ sợ hãi, Trương Dương nói không sai, cô ta quả thật là có giấu máy ghi âm. Muốn bức Trương Dương thừa nhận đã lập kế hại anh trai cô ta, nhưng không ngờ Trương Dương lại tinh minh như vậy, thoáng cái đã vạch trần mục đích của cô ta. Tạ Quân Xước nói, anh đã không chịu nói, vậy thì đứng trách tôi. Cô ta cắn chặt môi, muốn xé váy. Lại nghe thấy Trương Dương nói, ở trước mặt tôi, có cho dù là muốn cởi quần áo thì liệu có cơ hội không? Tạ Quân Xước trong lòng ngây ra, đột nhiên cảm thấy một cái búng tay cách không đánh lên ngực mình, lập tức cảm thấy thân thể tê đi. Mềm oặt ngã xuống đất. Tạ Quân Xước trong lòng sợ hãi, cô ta muốn há miệng hét lên, nhưng ngay cả một chút tiếng động cũng không thể phát ra được. Tạ Quân Xước trước lúc đến đã tính toán tất cả, nhưng hiện tại biến hóa đột nhiên khiến cho những kế hoạch tiếp sau của cô ta không thể thực hiện được. Trương Dương nhìn Tạ Quân Xước rồi thở dài, kỳ thực cô cứ nói chuyện tử tế với tôi chưa chắc đã không giúp cô, nhưng cô lại cứ muốn uy hiếp tôi, sau này cô sẽ biết, con người tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Đặc biệt là nữ nhân. Trương Dương cầm điện thoại lên gọi điện cho quản lý trực ban, nói tới cũng trùng họp, hôm nay người trực ban vẫn là Lữ Yến,
Lữ Yến vội vàng chạy tới phòng Trương Dương, nhìn thấy Tạ Quân Sước nằm dưới đất liền kinh ngạc hỏi, thị trưởng Trương, có chuyện gì vậy? Trương Dương nói, cô bé này tìm nhầm phòng, phiền cô đưa cô ấy về. Lữ Yến gật đầu, đỡ Tạ Quân Sước dậy thì phát hiện Tạ Quân Sước không động đậy được. Trương Dương lại cách không giải huyệt cho Tạ Quân Sước, Tạ Quân Sước thân thể thả lỏng, tay chân lập tức khôi phục, có Lữ Yến ở trong phòng, cô ta tất nhiên là không thể thi triển kế hoạch của mình được nữa, chỉ có thể hậm hực nhìn Trương Dương một cái, hất tay Lữ Yến rồi, nói, tôi tự đi được. Nhìn bóng lưng của Tạ Quân Sước, Lữ Yến không khỏi ngây ra. Trương Dương nói, quản lý của khách sạn Bạch Lộ các cô kém quá đấy, một người sống sờ sờ như vậy có thể vào phòng tôi. Lữ Yến áy náy nói, xin lỗi thị trưởng Trương, đây là tôi thất trách, lát nữa tôi nhất định sẽ phê bình nhân viên trực quầy. Trương Dương lắc đầu, nói, bỏ đi. Lữ Yến không nhận ra Tạ Quân Sước, nhưng thấy các anh mặc của cô ta chắc không phải là loại gái làng chơi, vả lại, trong khách sạn Bạch Lộ rất ít khi có chuyện kiểu này, cô ta nói khẽ cô gái này trông thanh thuần như là nữ học sinh vậy. Vừa hay khách sạn chúng tôi có một học sinh trường nghệ thuật vào ở. Cô ta không biết ở đây lấy được quần áo, cho nên mới thuận lời trà trộn vào. Trương Dương cười nói, bỏ đi, tìm nhầm phòng thôi, không cần phải truy cứu. Khi Tạ Đức Tiêu cho rằng mình khó thoát được tai kiếp thì gã được thả, là Khưu Kim Trụ thả gã ra, tạm giam 2 ngày đã làm mòn đi nhuệ khí của Tạ Đức Tiêu, thấy Khưu Kim Trụ thì lộ ra vẻ thật thà hơn nhiều, không dám nói nhiều nữa. Khưu Kim Trụ nói, Tạ Đức Tiêu, anh biết mình vì sao lại vào đây không? Tạ Đức Tiêu đương nhiên biết, gã rất quy củ, nói, biết rồi. Gã biết mình vì đắc tội với Trương Dương cho nên mới bị bẫy, bị người ta gán cho tôi cướp của mà bị tống vào đây. Khưu Kim Trụ nói, anh không sao rồi, khoa trưởng Trương của Phong Trạch Nhất Trung vừa tới, nói rằng chỉ là hiểu lầm. Tạ Đức Tiêu nói, cảm ơn đột trưởng Khưu. Khưu Kim Trụ nói, không cần cảm ơn tôi, anh đi cảm ơn thị trưởng Trương ấy. Tạ Đức Tiêu cười nói, vâng, vâng, tôi nhất định sẽ tới cảm ơn thị trưởng Trương. Khưu Kim Trụ nói, sau này làm người đừng có ngang ngược, trước khi làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ vào. Tạ Đức Tiêu cũng không quên tới cảm ơn Triệu Quốc Đống, gã cho rằng mình có thể được thả là nhờ có Triệu Quốc Đống giúp, nhưng khi vừa nói một chữ cảm ơn với Triệu Quốc Đống thì Triệu Quốc Đống lại nói, anh đừng cảm ơn tôi cũng không giúp được gì cả, phải cảm ơn em gái anh ấy. Em gái tôi, Tạ Đức Tiêu lập tức ngây ra. Triệu Quốc Đống nói, đúng rồi, nếu không phải là cô ta đi cầu phó thị trưởng Trương, lần này anh sẽ không dễ dàng được thả đâu. Em gái anh tốt thật, xả thân cứu anh. Sau này nhất định sẽ thành giai thoại. Nụ cười trên mặt Tạ Đức Tiêu lập tức biến mất, một cỗ ám ảnh lập tức ép cho gã không thở được. Triệu Quốc Đống nói, sau này phải đối tốt với em gái anh nhé, em gái anh thực sự là hy sinh cho anh quá nhiều. Triệu Quốc Đống không nghe thấy gì nữa, gã vội vàng ra khỏi cục công an. Tiếng còi của xe cảnh sát làm Tạ Đức Tiêu tỉnh lại, gã nhìn thấy em gái Tạ Quân Sước ngồi trong chiếc Audi màu lam vẫy tay với gã, Tạ Đức Tiêu lúc này mới hồi thần lại. Kéo cửa xe ngồi vào. Tạ Quân Sước mặt mày tươi cười, nói anh, họ thật sự thả anh ư. Tạ Đức Tiêu sắc mặt âm trầm, nói em đi cầu Trương Dương à. Tạ Quân Sước gật đầu. Tạ Đức Tiêu gầm lên, hắn làm gì em. Tạ Quân Sước bị tiếng gầm của anh trai khiến cho giật nảy mình, cô ta lập tức minh bạch, anh trai nhất định là hiểm lầm rồi. Tạ Quân Sước nói em không làm gì cả. Em chỉ đi cầu thị trưởng Trương. Em là con gái. Sao có thể vứt bỏ tự tôn, anh ngồi tù thì có làm sao? Em có biết sự thanh bạch và danh tiết của nữ hài tử mới là quan trọng nhất không? Tạ Quân Sước tức giận hét lên, anh nói linh tinh cái gì đó. Tạ Đức Tiêu tức giận nhìn Tạ Quân Sước, đột nhiên giơ tay lên tát cho cô ta một cái, đánh cho khuôn mặt trắng nõn của Tạ Quân Sước có thêm 5 vết ngón tay. Tạ Quân Sước dùng sức cắn chặt môi, cố gắng khống chế bản thân, không để nước mắt rơi xuống, nhưng vành mắt đã đỏ rực lên. Cô ta đẩy cửa, ôm mắt chạy về phía con ngõ ở đằng xa. Hai mắt Tạ Đức Tiêu đầy tia máu, gã đấm mạnh một cú lên cửa xe, sau đó lại ngồi vào ghế lái, nghiến răng nghiến lợi nói, Trương Dương, thằng xúc sinh mày, ta và mày thề không đội trời chung. Tạ Đức Tiêu mắt đỏ bừng xông vào trong văn phòng của Phó Thị trưởng Trương, Trương Dương đang ngồi nói chuyện với Phó trưởng Trinh, Tạ Đức Tiêu xông vào, mặt tươi cười, có điều nụ cười có chút kỳ quái. Trương Dương nói, Tạ Đức Tiêu, anh tới tìm tôi à? Tạ Đức Tiêu nghiến răng cười nói, Phó Thị trưởng Trương, tôi là đặc biệt tới cảm ơn anh. Trương Dương nói, bỏ đi, tôi tâm lĩnh là được rồi, giờ tôi không rảnh.
Tạ Đức Tiêu bước lên trước một bước, nói, đâu được. Tôi mang ơn anh, tôi nói sao cũng phải báo đáp. Tay gã giấu sau lưng nắm chặt con dao sáng loáng, khi Tạ Đức Tiêu chuẩn bị ra tay thì ngoài cửa truyền tới giọng nữ bén nhọn, anh. Anh dừng tay lại cho em. Tạ Đức Tiêu bị tiếng hét của em gái khiến cho giật bắn mình, trong lòng y vốn có áp lực cực lớn, tiếng hét của Tạ Quân Sước khiến gã sợ hãi vạn phần, con dao ở trong tay keng một cái rơi xuống đất. Phó Trường Trinh nhìn thấy con dao sáng loáng thì lao lên cướp, Tạ Đức Tiêu phát giác sự tình bại lộ, dứt khoát hạ quyết tâm, nhấc chân đá Phó Trường Trinh ra, gã cúi xuống muốn nhặt dao, ngón tay vừa chạm vào đuôi dao thì Trương Dương đã đi tới trước mặt gã, nhẹ nhàng đá con dao ra. Con dao vừa hay rơi xuống cạnh Tạ Quân Sước, cô ta cúi xuống nhặt lên. Tạ Đức Tiêu thấy dao không còn, chuyện đã tới nước này, gã bất chấp tất cả, liều mạng lao về phía Trương Dương, bị Trương Dương đá một cái vào bụng. Trương Dương vốn không muốn động thủ, nhưng thằng cha này thực sự là quá đáng ghét, không ngờ lại chạy tới văn phòng thị trưởng mưu hại mình, thật sự là gan to tài trời, một cước này đá không nhẹ. Tạ Đức Tiêu bị đá cho nằm bệt ra đất, nhất thời mất đi sức chiến đấu, không bò dậy nổi. Phó Trường Trinh từ dưới đất bò dậy, gã hậm hực nói, tôi đi gọi cảnh vệ. Tạ Quân Sước mặt đã không còn chút huyết sắc nào, cô ta đứng chặn ở cửa, đóng cửa phòng lại, cô ta hiểu pháp luật. Hành vi của anh trai hôm nay đã vi phạm pháp luật, hơn nữa còn là trọng tội, ý đồ mưu sát phó thị trưởng, cái này không phải là chuyện chơi. Tạ Quân Sước bị anh trai tát cho một cái, ủy khuất tới cực điểm, cho nên đẩy cửa xe chạy ra, nhưng chạy chưa được bao xa thì lại thấy chuyện này không ổn, cô ta chỉ có một người anh trai, hơn nữa Tạ Đức Tiêu chiếu cố cô ta từ nhỏ tới lớn, đặc biệt yêu thương cô ta, người khác chỉ cần dám khi phụ cô ta, Tạ Đức Tiêu sẽ liền mạng đòi lại công đạo. Tạ Quân Sước càng nghĩ càng thấy sợ, cô ta lo anh trai dưới cơn tức giận lại làm ra chuyện không có lý trí. Tạ Quân Sước sau khi quay lại thì thấy xe Audi của anh trai đã biến mất, cô ta suy đoán chỉ có một khả năng, anh trai có 89 phần 10 là đi tìm Trương Dương đòi lại công đạo rồi, cho nên vội vàng bắt xe đuổi theo. Tạ Quân Sước nuốt lệ nói, thị trưởng Trương, tôi cầu xin anh, đừng gọi cảnh vệ. Cô ta quỳ xuống rồi. Phó Trường Trinh nói, đứng dậy. Còn lằng nhằng nữa là bắt cả cô luôn đó. Trương Dương nói, tiểu phó, ra ngoài xem thế nào, chuyện này trước tiên đừng làm ầm ĩ. Phó Trường Trinh ngây ra, gã đối với ý tứ của lãnh đạo vẫn khá là thấu triệt, gật đầu rồi nói với Tạ Quân Sước, tôi ra ngoài xem, động tĩnh vừa rồi đã khiến bảo vệ chạy tới. Tạ Quân Sước lo gã lừa mình, vẫn quật cường cản ở đó. Trương Dương nói, cô còn quỳ nữa thì tôi lập tức gọi cảnh sát đấy. Tạ Quân Sước nghe thấy hắn nói vậy, chỉ đành tránh khỏi cửa. Phó Trường Trinh đi ra cửa, quả nhiên nhìn thấy hai bảo vệ chạy tới, Phó Trường Trinh án chiếu theo ý tứ của Trương Dương, xua tay nói, không có chuyện gì, thị trưởng Trương đang xử lý tranh chấp. Tạ Đức Tiêu lại gào lên, Trương Dương, thằng xúc sinh mày, mày không phải là người. Trương Dương bị gã gào thét khiến cho bực bội, đá một cước lên người gã, Tạ Đức Tiêu cứ vậy há hốc miệng, cổ nổi gân xanh, nhưng không hét ra được tiếng nói. Tạ Quân Sước bước tới đỡ anh trai, mắt lệ chứa chan nhìn Trương Dương, xin lỗi thị trưởng Trương, xin lỗi. Anh tôi hiểu lầm thôi. Trương Dương nhíu mày, quay về trước bàn làm việc rồi ngồi xuống, thở dài, Tạ Đức Tiêu, anh lớn vậy rồi mà sao không có não à? Tôi làm gì anh mà anh không ngờ lại cầm dao xông vào văn phòng mưu hại tôi. Tạ Đức Tiêu trừng mắt lườm Trương Dương, vẻ mặt như hận đến nỗi không thể nuốt sống hắn. Trương Dương nói, Tạ Quân Sước. Cô giải thích với anh cô đi, nói chuyện này cho rõ ràng. Tạ Quân Sước cắn môi, chuyện này quả thật có chút khó nói, tôi có thể dẫn anh tôi ra ngoài nói không? Trương Dương lắc đầu, nói luôn ở đây đi, dẫu sao thì tất cả đều có mặt, có gì mà không thể nói rõ được chứ? Tạ Quân Sước bất lực, chỉ đành ở trước mặt Trương Dương kể lại tất cả những gì xảy ra tối qua cho Tạ Đức Tiêu. Tạ Đức Tiêu bị Trương Dương chế trụ, gã không muốn nghe cũng không được, sau khi nghe xong, trong lòng đã bắt đầu chột dạ. Xem ra Trương Dương quả thật không làm gì em gái mình. Những gì Tạ Quân Sước nói đều là sự thực, Trương Dương ở bên cạnh nghe, nhớ tới hành vi của Tạ Quân Sước tối qua không khỏi mỉm cười, đợi khi cô ta nói xong, hắn lại hỏi, có chuyện này tôi không hiểu, một nữ hài tử như cô sao lại biết được tôi sống ở đâu? Tạ Quân Sước do dự không nói gì. Trương Dương liền uy hiếp, chuyện hôm nay cô đều thấy rồi đó, nếu như không nói rõ chuyện này cho tôi hay, kết quả sau cùng thế nào? Hai anh em cô hãy chuẩn bị tư tưởng đi. Tạ Quân Sước nghĩ một lát rồi lý nhí nói, cục trưởng Triệu nói cho tôi biết. Triệu Quốc Đống. Tạ Quân Sước gật đầu, tôi tìm anh ta nhờ anh ta giúp anh tôi,
anh ta nói với tôi rằng, chuyện của anh tôi là do anh bẫy. Trương Dương bật cười, quả nhiên là gã, tôi cảm thấy một cô bé như cô làm sao mà có được năng lực đó. Hắn đứng dậy đi tới trước mặt Tạ Đức Tiêu, vỗ một cái lên người gã, huyệt câm của Tạ Đức Tiêu lập tức được giải, gã lúc này cảm thấy sợ rồi, những lời vừa rồi của em gái đã chứng minh, mình rất có khả năng đã trách lầm Trương Dương, gã sở dĩ nộ hỏa trùng thiên, tới tìm Trương Dương liều mãng cũng là bởi vì Triệu Quốc Đống nói những lời đó, mình rõ ràng là bị Triệu Quốc Đống lợi dụng. Với công phu vừa rồi mà Trương Dương thể hiện, mình tìm người ta liều mạng chỉ có được táng mạng. Trương Dương nói, Tạ Đức Tiêu, anh tìm tôi liều mạng, có phải là do Triệu Quốc Đống xúi dục không? Tạ Đức Tiêu im lặng không nói gì, gã đứng dậy đi ra ngoài cửa. Trương Dương gọi gã lại, cứ vậy mà đi ra, chuyện vừa rồi anh tưởng cứ thế là xong ư. Tạ Đức Tiêu dừng bước, ủ rũ nói, thị trưởng Trương, muốn đánh muốn giết tùy anh, chuyện mà tôi làm, tôi tự gánh trách nhiệm. Tạ Quân Sước nuốt lệ nói, thị trưởng Trương. Trương Dương vội vàng nói, thôi, cô đừng có lại quỳ ra đó, dưới gối nam nhi có hoàng kim, mà nữ hài tử thì cũng không thể quỳ trước mặt người ta được. Chương 373, khởi động quỹ. Tạ Quân Sước nói, thị trưởng Trương, anh tôi là vì cho rằng tôi bị khi phụ, thế nên mới mất đi lý trí, làm ra chuyện hồ đồ vừa rồi, tôi thay anh tôi xin lỗi anh đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng so đo với anh ấy. Sau này tôi nhất định sẽ nhớ ân đức của anh. Trương Dương nói, tôi không cần cô nhớ ân đức gì cả, để tránh anh cô lại cho rằng tôi làm gì cô, Tạ Đức Tiêu, coi như anh tốt số, ông trời ban cho anh một đứa em gái tốt. Chuyện hôm nay tôi coi như là chưa xảy ra, anh về tự giác ngộ đi, Triệu Quốc Đống làm vậy rốt cuộc là giúp anh hay là hại anh, nghĩ cho kỹ rồi tới tìm tôi, nếu như cảm thấy mình sai thì ở ngay trước mặt tôi nói xin lỗi, nếu như cảm thấy mình không sai, anh cầm con dao lớn hơn tới đây. Tạ Đức Tiêu không biết nói gì, được em gái kéo ra khỏi văn phòng của Trương Dương. Cho tới khi lên xe Audi của Tạ Quân Sước, Tạ Đức Tiêu mới hồi thần lại, nghĩ tới hành vi vừa rồi của mình, lập tức cả người đầm đìa mồ hôi, nếu như Trương Dương vừa rồi báo cảnh sát, e rằng cuộc đời của gã xong rồi. Tạ Quân Sước nhìn bộ dạng của anh trai, vừa tức giận lại vừa đau lòng, cô ta tức đến nỗi đánh lên người anh trai mấy cú, nói anh hồ đồ lắm, anh hồ đồ lắm. Tạ Đức Tiêu nói, anh cho rằng là gã khi phụ em, cho nên anh. Vì sao anh lại không tin lời em? Tạ Đức Tiêu nói, hắn không giống người tốt. Tạ Quân Sước nói, em xin thề, em thực sự là không lừa anh, em và thị trưởng Trương rất trong sạch, nếu anh không tin, em có thể tới bệnh viện để giám định. Cho dù là ở nói những lời này ở trước mặt anh trai mình, nhưng Tạ Quân Sước vẫn cảm thấy một loại vũ nhục, nhưng cô ta lại không thể không nói, cô ta sợ anh trai mình lại làm ra chuyện ngốc nghếch. Tạ Đức Tiêu hiện tại trong lòng đã tin lời em gái mình nói, gã buồn bã thở dài một tiếng, nói anh không phải là không tin em, anh là không tin hắn. Tạ Quân Sước nói, kỳ thực thị trưởng Trương không phải là người xấu, nếu như anh ta thực sự là muốn đối phó anh, chỉ bằng vào chuyện vừa rồi đã có thể tống anh vào ngục, vĩnh viễn không thể trở mình rồi. Tạ Đức Tiêu nói, Triệu Quốc Đống lừa anh. Tạ Quân Sước nói, em sớm đã nói với anh rồi, nhân phẩm của Triệu Quốc Đống có vấn đề. Anh cứ nằng nặc quan hệ với gã, giờ thì hay rồi, suýt nữa thì bị gã hại chết. Tạ Đức Tiêu nói, Quân Sước, anh là người làm ăn thì phải xử lý quan hệ tốt ở mọi phương diện, anh và gã là lợi dụng lẫn nhau thôi. Tạ Quân Sước tức giận nói, em thấy đều là gã lợi dụng anh nào có bản sự mà lợi dụng gã. Tạ Đức Tiêu tới hành thích không ảnh hưởng tới tâm tình của Trương Đại Quan Nhân, sau khi anh em Tạ ra đi, Phó Trường Trinh đi vào. Hắn toàn trình trải qua sự việc vừa rồi. Nhìn thấy Trương Dương thả Tạ Đức Tiêu đi, có chút không hiểu, hỏi thị trưởng Trương, cứ thế bỏ qua sao? Trương Dương gật đầu, không bỏ qua như thế thì chẳng lẽ thực sự tống gã vào đại lao? Phó Trường Trinh nói, nhưng gã vừa rồi rõ ràng là muốn ám sát anh. Trương Dương khinh thường nói, gã chẳng có bản sự đó đâu, tiểu phó, chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết thôi, tôi không hy vọng nó bị truyền ra ngoài. Phó Trường Trinh vội vàng tỏ thái độ, thị trưởng Trương cứ yên tâm. Tôi sẽ không nói gì đâu. Trong lòng thì thầm nghĩ, thị trưởng Trương không nhìn nổi con gái rơi lệ, Tạ Quân Sước bộ dạng đáng thương, ngay cả chuyện lớn như vậy cũng bỏ qua, xem ra thị trưởng Trương cũng có nhược điểm. Ngón tay của Trương Dương đan vào nhau, chống cằm, hắn có ý kiến của mình, hôm nay sở dĩ thả Tạ Đức Tiêu đi, không chỉ là bởi vì Tạ Quân Sước đối với anh trai dụng tâm đến khổ, quả thực khiến người ta đồng tình, nhưng Trương Dương thả Tạ Đức Tiêu đi. Nguyên nhân chủ yếu là vì Triệu Quốc Đống. Thông qua chuyện này,
Tạ Đức Tiêu chắc đã có thể nhìn rõ bộ mặt thật của Triệu Quốc Đống. Trương Dương không phải là người có thù tất báo, nhưng Triệu Quốc Đống liên tiếp giở âm mưu thủ đoạn, đã kích khởi sự phẫn nộ của Trương Đại Quan Nhân, hắn sẽ không để cho Triệu Quốc Đống đắc ý quá lâu, muốn đối phó với một người, tất phải cắt đứt vây cánh của gã, khiến gã bị cô lập, nhưng Trương Dương cũng rõ, đối phó với Triệu Quốc Đống không phải là dễ dàng, dẫu sao thì ở sau lưng Triệu Quốc Đống còn có chỗ dựa là Thẩm Khánh Hoa, nếu không thì thằng Ôn này cũng không vững tâm như vậy. Cố Giai Đồng không tới đúng như hẹn, nguyên nhân là bởi vì cô ta bị phong hàn, Trương Dương nghe thấy Cố Giai Đồng bị bệnh thì rất lo lắng, hận không thể lập tức tới thăm cô ta, nhưng ngày mai mấy xí nghiệp gia và nhà đầu tư Giang Thành đều tới Phong Trạch, tham gia nghi thức khánh thành quỹ trợ học, thân là phó thị trưởng được phân quản giáo dục, Trương Dương phải có mặt. Cố Giai Đồng cũng nói là bệnh của mình không nặng, chỉ là cảm cúm bình thường thôi, nghỉ ngơi hai ngày là khỏi, bảo Trương Dương đừng lo lắng. Sáng ngày thứ bảy, mấy xí nghiệp gia và nhà đầu tư nổi danh của Giang Thành đều nhao nhao tới Phong Trạch, án chiếu theo sự an bài của Trương Dương, những người này toàn bộ đều nghỉ ngơi ở khách sạn Bạch Lộ, hội nghị cũng mở trong phòng hội nghị của khách sạn. Trương Dương vì chuyện này mà đặc biệt mời bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa ra mặt. Thẩm Khánh Hoa đối với chuyện Trương Dương xúc tiến tỏ ý khẳng định, y cũng dùng hành động thực tế để tỏ ý ủng hộ, tự mình tới khách sạn Bạch Lộ tham gia hội nghị. Khi xe buýt chở các quý khách của Giang Thành tới bãi đỗ xe của khách sạn Bạch Lộ, bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa, trưởng thư ký thị ủy Tề Quốc Viễn, phó thị trưởng Trương Dương, phó thị trưởng phân quản công nghiệp Lâu Quang Lượng, phó thị trưởng tạm thời Vương Hoa Chiêu, cục trưởng cục giáo dục Phong Trạch Lưu Cường đều tới bãi đỗ xe nghênh đón, dạng trân trọng này không thể nói là không long trọng. Trương Dương tới chủ yếu là bày tỏ sự trọng thị cao độ đối với chuyện lần này. Phó thị trưởng Lâu Quang Lượng tới là muốn gặp mặt với những xí nghiệp gia và nhà đầu tư nổi danh của Giang Thành, xem có cơ hội lôi kéo đầu tư hay không. Còn Vương Hoa Chiêu, gã là nhàn rỗi không có việc gì làm, theo tới xem náo nhiệt. Người từ trên xe xuống đầu tiên là quản đốc nhà máy máy móc công trình Giang Thành Tào Chính Dương, theo sau là tổng tài tập đoàn Thiên Kiêu Lâm Thanh Hồng, ở phía sau cô ta là chủ tịch tập đoàn Hối Thông Kiều Mộng Viện và An Ngữ Thần. Sau đó là quản đốc nhà máy rượu Lưu Kim Thành và Tiết Minh của nhà máy Phục Trang số 1, quản đốc nhà máy chế thuốc Giang Thành Thường Hải Thiên đi sau cùng, gã là thay mặt Cố Giai Đồng, còn có không ít đại biểu của các xí nghiệp cỡ vừa và nhỏ khác. Cho dù là Trương Dương cũng không ngờ lại có nhiều người tới như vậy, nhất thời có chút ngớ người, chuyện này người trực tiếp tổ chức là Thường Lăng Phong, Thường Lăng Phong mỉm cười bước tới nghênh đón, giới thiệu các vị xí nghiệp gia và nhà đầu tư cho bí thư thị ủy Phong Trạch Thẩm Khánh Hoa. Thẩm Khánh Hoa trước giờ vẻ mặt luôn nghiêm túc, nhưng lúc này cũng lộ ra nụ cười hiếm có, y mỉm cười bắt tay với khách. Án chiếu theo thứ tự, Trương Đại Quan Nhân xếp thứ 5, nhưng không ngờ giờ lại đứng sau phó thị trưởng tạm thời Vương Hoa Chiêu. Vương Hoa Chiêu gần đây chắc là bởi vì bạn gái tới, thể lực tiêu hao nên đầu óc có chút hồ đồ, ngay cả khách khí cũng không biết, tuét miệng ngây ngốc đứng ở phía trước Trương Dương, không ngờ lại không biết khiêm nhượng. Trương Dương trong lòng có chút bực bội, con mẹ nó. Hôm nay trừ Thẩm Khánh Hoa ra, ta nên là nhân vật chính, các người một người hai người đều đứng trước mặt ta, đám bạn của ta nhìn thấy, người ta không phải sẽ cảm thấy ta ở Phong Trạch lăn lộn quá kém ư. Lúc Lâm Thanh Hồng và Trương Dương bắt tay nhau, chủ động nhắc tới Lương Thành Long được thả rồi, đang muốn tới tìm cậu uống rượu đây. Trương Dương cười nói, hoan nghênh, trong lòng thì thầm nghĩ, đúng là trong chiều có người, sân vận động Đông Giang xảy ra chuyện lớn như vậy. Lương Thành Long vào khám lượn một vòng rồi ra, người xui xẻo nhất lại là đám tiểu hà mễ, có điều nghĩ tới chuyện đó Lương Thành Long cũng không sai gì nhiều, ít nhất thì chất lượng công trình đã được chứng minh là không có vấn đề gì, thân là bạn bè, vẫn hy vọng gã sớm được thả. Khí sắc của An Ngữ Thần không tồi, có điều da lại hơi đen, cũng không phải là đen bình thường mà đen kiểu lúa mạch khỏe mạnh, chất da cũng mịn màng, xem ra là bị cháy nắng, cô ta mỉm cười nháy mắt với Trương Dương, thị trưởng sư phụ. Tất cả mọi người đều ngây ra, xưng hào này có chút đặc biệt. Trương Dương cười nói, sao? Về Giang Thành mà không nói với tôi một tiếng. An Ngữ Thần nói, buổi tối mới tới, lần này nếu không phải là hiệu trưởng thường liên hệ với tôi về chuyện gây quỹ trợ học, tôi mới từ Hương Cảng về, còn không phải là vì nể mặt thị trưởng Trương Anh ư. Trong mắt cô ta không ngờ lại chỉ có Trương Dương, tới Phong Trạch đương nhiên là chỉ vì Trương Dương, nhưng câu thật lòng này được nói ra, những lãnh đạo khác đều không được thoải mái. Trương Dương cười nói ít thôi, lát nữa tôi sẽ giáo huấn cô. Nói xong hắn mỉm cười chia tay về phía Kiều Mộng Viện, Kiều Tổng, cô thật sự là nể mặt tôi, bận trăm công nghìn việc mà vẫn bớt chút thời gian tới Phong Trạch, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Khu
Khuôn mặt của Kiều Mộng Viện vẫn có chút trắng bệch, một đoạn thời gian không gặp, cô ta càng lúc càng gầy, Trương Dương thấy bộ dạng này của cô ta, trong lòng không khỏi thấy thương xót. Kiều Mộng Viện cười cười, chìa tay ra rất sụt rè bắt tay hắn, rất nhanh liền rút ra khỏi lòng bàn tay của Trương Dương. Không biết vì sao, ngón tay bị Trương Dương nắm lấy, một cỗ ấm áp từ sâu trong tim ùa ra, cảm giác này rất quen thuộc, nhưng lại khiến cô ta cảm thấy sợ hãi. Kiều Mộng Viện vẫn rất giỏi che giấu biến hóa trong lòng, nói khẽ chúng ta là bạn bè, công tác của anh thì chúng tôi đương nhiên phải toàn lực ủng hộ rồi. Lưu Kim Thành nói, đúng vậy, công tác của thị trưởng Trương chúng tôi đương nhiên phải toàn lực ủng hộ. Mọi người sau khi nghỉ ngơi một lát, toàn bộ đều tới phòng hội nghị của khách sạn Bạch Lộ mở họp. Trước đây, theo lý thì loại hội nghị cỡ lớn này trên cơ bản đều cử hành ở sở chiêu đãi chính phủ. Khách sạn Bạch Lộ tuy có hoàn cảnh và điều kiện không tồi, nhưng chưa bao giờ có cơ hội tiếp đãi dạng hội nghị quy cách này. Trương Dương giao chuyện này cho Lữ Yến, cũng coi như là một loại hồi báo cho cô ta. Lữ Yến chỉ bằng vào lần hội nghị này đã khiến lãnh đạo khách sạn đánh giá lại năng lực của cô ta, đối với một khách sạn mà nói. Đây chính là một chính thức chói mắt. Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, người chủ trì hội nghị là Trương Dương bắt đầu phát biểu. Trương Dương cười nói, hôm nay là ngày lành tháng tốt, trời trong nắng ấm, ngàn dặm không mây, gió xuân thoang thoảng, trăm hoa đua nở. Tất cả mọi người ở bên dưới đều cười rộ lên, người hiểu hắn đều biết rằng đây không phải là phong cách của Trương Đại Quan Nhân, thằng ôn này là cố ý chọc cười mọi người. Ngay cả bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa cũng không khỏi mỉm cười. Thẩm Khánh Hoa biết những người tới đây hôm nay đều là xí nghiệp gia và nhà đầu tư có trọng lượng ở Giang Thành, quỹ trợ học tuy không tính là chuyện lớn gì, nhưng ý nghĩa thì lại không tầm thường, nếu như mượn cơ hội này hấp dẫn những người này tới Phong Trạch đầu tư, đó chính là một chuyện tốt nhất cử lưỡng đắc. Trương Dương cười ha ha, nói, được, tôi phát hiện một người nếu quá có tài hoa cũng không phải là chuyện tốt, rất dễ bị người ta ghen tị, các vị cười tốt, rốt cuộc là hâm mộ hay là đố kỵ. An Ngữ Thần cười khúc khích. Nói, ghen tị. Trương Dương chỉ vào cô ta, lòng đố kỵ của phụ nữ mà nhiều quá thì không tốt đâu. Lưu Kim Thành nói, tôi thì hâm mộ, dạng tài hoa này, tôi cả đời cũng không có được, lúc uống nhiều thì cả ngày mới dặn ra nổi một câu, bà tử vấn thanh thiên, đối ảnh thành tam nhân. Phó thị trưởng tạm thời Vương Hoa Chiêu cũng có chút nghiên cứu về thi từ, gã cười chỉnh lại, nên là nang chén hỏi Minh Nguyệt, đối ảnh thành tam nhân. Tất cả mọi người đều bật cười. Lưu Kim Thành giơ ngón tay cái về phía Vương Hoa Chiêu, vẫn là ngài có tài. Vương Hoa Chiêu lúc này mới ý thức được là người ta cố ý nói sai, mình vừa rồi có chút ý tứ khoe khoang rồi, lập tức mặt nóng bừng, cười không được tự nhiên nữa. Trương Dương cười nói, hôm nay những người tới đều là bạn bè, đồng sự của tôi, thôi thì những lời hoan nghênh xin miễn nói, bởi vì tôi sợ nhất thời không nén được sự tài hoa của người, khiến cho mọi người chạy hết, tới lúc đó, người đố kỵ tôi càng nhiều hơn. Lại nghe thấy tiếng cười rộ lên. Thẩm Khánh Hoa mỉm cười nhìn Trương Dương, thằng ôn này không ngờ cũng giỏi tạo bầu không khí, chẳng trách trẻ như vậy mà đã trèo lên được vị trí này. Trương Dương nói, giờ chúng ta hoan nghênh bí thư Thẩm lên phát biểu. Tiếng vỗ tay như sấm. Thẩm Khánh Hoa sớm đã quen với bầu không khí này rồi, y mỉm cười kéo micro lại gần, nói, các vị khách quý, chào mọi người, trước tiên, tôi xin đại biểu thị ủy, chính phủ thành phố Phong Trạch. Đại biểu cho tất cả người dân và toàn thể học sinh Phong Trạch tỏ ý hoan nghênh tới sự có mặt của mọi người. Trương Dương vỗ tay trước tiên. Thẩm Khánh Hoa đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, lại nói, Phong Trạch thân là thành phố thuộc sự quản lý của Giang Thành, quan hệ với Giang Thành như cá với nước, lại như anh như em, Phong Trạch là một phần tử của Giang Thành, sự phồn vinh và giàu có của Giang Thành sẽ mang tới sự phát triển cho Phong Trạch, kinh tế Phong Trạch phát triển sẽ góp thêm một viên gạch cho Giang Thành. Hôm nay dưới sự nỗ lực của đồng chí Trương Dương, quỹ trợ học Phong Trạch chính thức được khởi động, giáo dục là căn bản của sự phát triển xã hội. Bất kể là quốc gia nào, xã hội nào, nếu giáo dục lạc hậu thì sẽ rớt lại phía sau, tôi tin chắc rằng, dưới sự nỗ lực chung của chúng ta, bắt đầu từ hiện tại, nền giáo dục của Phong Trạch tất sẽ bước lên một tầm cao mới. Bài phát biểu của Thẩm Khánh Hoa không dài, phong cách phát biểu của y thuộc kiểu hành chính, công văn tiêu chuẩn, rất là nghiêm túc. Không khơi dậy một chút hứng thú nào của mọi người, có điều mọi người vì lễ phép nên vẫn tặng một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Sau khi Thẩm Khánh Hoa kết thúc phát biểu, Phó Thị trưởng Lâu Quang Lượng, Cục trưởng Cục Giáo dục Lưu Cường trước sau lên phát biểu, phong cách phát biểu của họ cũng cùng một loại hình như Thẩm Khánh Hoa, lần này thì không ai nể mặt, tiếng vỗ tay lưa thưa lác đác. Sau cùng, Phó Thị trưởng Vương Hoa Chiêu vốn muốn góp vui nói hai câu nhưng cũng mất đi hứng thú,
gã nhìn ra, khí trường của mình không đủ, hay là thôi thì đừng tự chuốc lấy xấu mặt. Ở phía phương diện đoàn khách quý, tiến cử Kiều Mộng Viện làm đại biểu phát biểu, Kiều Mộng Viện mỉm cười đứng dậy, nói, rất vinh hạnh có thể đại biểu cho các xí nghiệp gia và nhà đầu tư của Giang Thành lên phát biểu. Chúng tôi tiếp nhận lời mời của thị trưởng Trương tới Phong Trạch, là vì quỹ trợ học, mọi người đều hiểu rằng đây là một việc tốt có lợi cho dân cho nước, bất kể là bạn của thị trưởng Trương hay là xí nghiệp gia Giang Thành, chúng tôi đều nguyện ý xuất một phần lực vì tương lai của Phong Trạch. Bí thư Trầm vừa rồi nói rất đúng, giáo dục lạc hậu sẽ dẫn tới tương lai bị tụt hậu, hy vọng chút sức mọn của chúng tôi có thể giúp đỡ thêm cho mấy đứa trẻ, có thể bồi dưỡng ra mấy nhân tài cho Phong Trạch và quốc gia của chúng ta. Trương Dương vỗ tay trước, thằng ôn này hôm nay dẫn đầu vỗ tay mấy lần rồi. Kiều Mộng Viện cười nói, tôi xin làm gương trước, tôi đại biểu cho tập đoàn Hối Thông Quyên 50 vạn nhân dân tệ cho quỹ trợ học. Giọng nói của Kiều Mộng Viện không lớn, nhưng lại giống như là sấm động trong lòng lãnh đạo Giang Thành. Đương nhiên là trừ Trương đại quan nhân ra, hắn hiểu rất rõ thực lực của những người này, 50 vạn đối với Kiều Mộng Viện thì chẳng tính là gì, cô ta đi đầu làm gương, là vì muốn ủng hộ cho công tác của hắn, Trương Dương trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Sự ra tay của một vị xí nghiệp gia đã triệt để làm chấn động đám lãnh đạo của Phong Trạch, bọn họ vốn cho rằng nghi thức khởi động quỹ trợ học hôm nay chẳng qua là hình thức mà thôi, không hy vọng có thể quyên được bao nhiêu tiền, nhưng sau khi Kiều Mộng Viện quyên 50 vạn, An Ngữ Thần cũng quyên 50 vạn, sau đó Lâm Thanh Hồng, Thường Hải Thiên đều đại biểu cho xí nghiệp lấy ra 50 vạn, những người khác cũng khẳng khái móc hầu bao, cuối cùng không ngờ lại quyên được 525 vạn cho quỹ khuyến học, ngay cả Thẩm Khánh Hoa cũng không ngờ hôm nay lại đạt được hiệu quả này. Người trước giờ trầm ổn như y cũng kích động đứng dậy tỏ ý cảm tạ. Trong mắt Phó Thị trưởng Lâu Quang Lượng, những người này đều là thần tài, nếu như có thể khiến bất kỳ một xí nghiệp nào trong đây mở nhà xưởng ở Phong Trạch, đều là một chính tích rất to. Lâu Quang Lượng nhìn hơn 500 vạn tiền quỹ đó, mắt đỏ bừng lên, cái này cũng khó trách, Phó Thị trưởng Phong Trạch đều không có đại quyền tài chính thực tế, đã bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy đâu. Trước khi bữa tiệc chưa bắt đầu, Trương Dương đi tới trước mặt Thẩm Khánh Hoa, giả vờ thành khẩn, nói, Bí thư Trầm, tôi xin thừa nhận sai lầm với ngài. Thẩm Khánh Hoa nói, sao, hôm nay anh tổ chức rất tốt mà. Trương Dương nói, Bí thư Trầm, tôi hôm nay tự tiện đề cao tiêu chuẩn chiêu đãi, mỗi bàn ăn đều án chiếu theo tiêu chuẩn 388, tổng cộng là 5 bàn, cái này đã làm trái quy định chiêu đãi của chính phủ thị ủy chúng ta. Khi thằng ôn này nói ra chuyện này, hai mắt liếc trộm Thẩm Khánh Hoa, kỳ thực gã chính là cố ý làm vậy, Bí thư Trầm ông không phải là thích 4 món thức ăn 1 món canh ư. Hôm nay tôi muốn khiêu chiến quyền uy của ông, tiêu chuẩn 388 này ông nhìn thế nào mà làm đi. Thẩm Khánh Hoa ngây ra rồi lập tức cười nói, đây có phải là sở chiêu đãi của chính phủ đâu, chiêu đãi những xí nghiệp gia này, không cần quá cứng nhắc, chính sách cũng phải vận dụng linh hoạt. Thẩm Khánh Hoa lõi đời cỡ nào chứ, trong lòng đã hiểu rồi, thằng nhóc, cậu là cố ý, nể tình hơn 500 vạn quyên được, tôi tha cho cậu. Trương Dương mừng thầm trong lòng, thằng ôn này thích nhất là được voi đòi tiên, lại nói, Bí thư Thẩm, những người này đều rất thích uống rượu, tôi nếu như không uống cùng họ. Vậy thì họ sẽ cảm thấy tôi không đủ nhiệt tình, tôi nếu uống thì lại làm trái lệnh cấm rượu rồi. Thẩm Khánh Hoa tức đến nỗi suýt nữa thì chửi bậy, thằng bố láo này đúng là được đằng chân lân đằng đầu, nhưng khoản tiền quyên góp 500 vạn sờ sờ ra đó, Thẩm Khánh Hoa không ngờ lại gật đầu, chỉ cần là vì công tác, uống chút rượu cũng không sao, có điều sau khi uống rượu thì đừng tới đơn vị, để mọi người nhìn thấy thì ảnh hưởng không tốt đâu. Thẩm Khánh Hoa có thể nói ra những lời này là nể mặt Trương Dương lắm rồi. Trương đại quan nhân mừng rơn, xem ra chế độ là nhắm vào quần thể cố định, ngay cả bí thư Thẩm trước giờ luôn câu nệ cố chấp, hiện tại cũng biết biến thông rồi. Tuy biết rõ thành phần rối lòng của Thẩm Khánh Hoa khá nhiều, nhưng Trương đại quan nhân vẫn cho rằng mình giành được một trận thắng lợi. Thẩm Khánh Hoa ở hiện trường sau khi kính một chén rượu thì lại vội vàng bỏ đi, tuy y cho phép Trương Dương trong thời gian công tác có thể ăn uống thoải mái, nhưng bản thân y lại không muốn ở lại đây, để tránh lưu lại một loại ấn tượng thiên vị cho những người khác. Thẩm Khánh Hoa mỉm cười giao lại hiện trường cho Trương Dương, mượn cớ còn phải mở cuộc họp bàn về kháng hạn nên đi trước. Phó thị trưởng Lâu Quang Lượng tiễn Thẩm Khánh Hoa ra khỏi khách sạn Bạch Lộ, Thẩm Khánh Hoa trước khi lên xe liền ra chỉ thị cho Lâu Quang Lượng, nhất định phải chiêu đãi những xí nghiệp gia đó cho tốt. Buổi chiều có thời gian thì mời họ tới khu phát triển của Phong Trạch tham quan. Lâu Quang Lượng vốn cũng có ý này, mỉm cười gật đầu không ngừng. Thẩm Khánh Hoa lần này không đi bộ, chủ yếu là bởi vì buổi chiều y còn phải tới xã Trấn Thị Sát,
thư ký thị ủy Tề Quốc Viễn theo y lên xe, có ý than, không ngờ Trương Dương lại biết quan hệ như vậy. Thẩm Khánh Hoa ý vị thâm trường nói, trước khi hắn tới Phong Trạch, cậu không phải là đã biết rồi ư? Tề Quốc Viễn cười nói, quá khứ là nghe nói, hôm nay là tận mắt nhìn thấy, tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Thẩm Khánh Hoa nói, có câu mèo trắng mèo đen chỉ cần bắt được chuột là mèo tốt, Trương Dương hôm nay làm chuyện này rất đẹp. Tề Quốc Viễn nói, hơn 500 vạn, dễ dàng kiếm tới tay, hắn thật sự là có bản sự. Những xí nghiệp ra đó đều có quan hệ rất tốt với gã, chẳng trách trước đây gã lại làm chủ nhiệm phòng chiêu thương. Thẩm Khánh Hoa nói, gã cũng rất thích hợp làm công tác chiêu thương. Tề Quốc Viễn từ câu này nghe ra môn đạo, nói khẽ, bí thư Thẩm, chẳng lẽ ngài muốn hắn chủ trì công tác chiêu thương? Thẩm Khánh Hoa có chút bất mãn nhìn Tề Quốc Viễn một cái, Lý Trung không phải là làm rất tốt ư? Tề Quốc Viễn không nói gì nữa, gã biết mình không cẩn thận chạm tới cái vẩy ngược của bí thư Thẩm rồi, chủ nhiệm phòng chiêu thương Lý Trung là một tay Thẩm Khánh Hoa đề bạt. Huống chi Thẩm Khánh Hoa ghét nhất là người khác nói những lời vượt cấp, phân công chức trách của cán bộ há phải là phạm vi quản hạt của Tề Quốc Viễn gã. Thẩm Khánh Hoa nhắm mắt lại, trong đầu lại nghĩ tới hành động vừa rồi của Trương Dương, thằng ôn này đang liều mạng kiếm vốn chính trị, rất rõ ràng, hắn muốn ở Phong Trạch xây dựng phạm vi thế lực của mình. So với Trương Dương thì Tôn Đông Cường thật thà hơn nhiều, sau khi Tôn Đông Cường tới Phong Trạch thì một mực tuân theo quy củ. Không công không tội, so hai người với nhau, Thẩm Khánh Hoa đều không thích cả hai, người trước thì quá ngông nghênh, người sau tuy nhún nhường, nhưng Thẩm Khánh Hoa tiên đoán rằng sự nhún nhường của Tôn Đông Cường chỉ là để che đi ánh sáng, gã có lẽ là đang chờ thời cơ, đợi một ngày lên thay mình. Thẩm Khánh Hoa trong lòng thầm cảm thán, xem ra thời gian thuộc về mình đã càng lúc càng ít rồi. Mỗi người đều sẽ có một ngày phải cáo biệt chính đàn, Cố Doãn Chi trên điểm này nhìn rất thoáng, nghĩ cũng rất thấu. Theo sự tới gần của ngày rời chức, ông ta đã giao hết công tác cơ bản cho Tống Hoài Minh, ngay cả hội thường ủy tỉnh ủy ngày hôm nay cũng không chủ trì mà để Tống Hoài Minh chủ trì thay. Cố Doãn Chi ở nhà, ông ta muốn chiếu cố cho con gái Cố Giai Đồng. Cố Giai Đồng hôm trước ở Tây Tiểu dính mưa, lúc về nhà thì bị cảm cúm, sốt mất 2 ngày, song vẫn chưa có hiện tượng đỡ sốt. Cố Doãn Chi vốn muốn đưa cô ta tới bệnh viện, nhưng Cố Giai Đồng lại không muốn đi, kiên trì ở nhà uống thuốc, nhưng bệnh tình vẫn không giảm mà càng lúc càng nặng. Cố Doãn Chi hôm nay sáng sớm đã gọi điện thoại cho chủ nhiệm khoa hô hấp Hàn Lập Quần của Bệnh viện Nhân dân tỉnh tới nhà, bí thư Cố không để ý loại tiểu tiết này, cái gì gọi là lạm dụng chức quyền, vì con gái, cái này gọi là biến thông. Hàn Lập Quần sau khi kiểm tra xong cho Cố Giai Đồng, kê một ít thuốc. Trước khi tới ông ta đã hỏi rõ bệnh tình và chuẩn bị một ít dược vật kháng độc, sau khi tiểu hộ sĩ phối thuốc xong liền truyền dịch cho Cố Giai Đồng. Cố Doãn Chi và Hàn Lập Quần đi ra ngoài, quan tâm hỏi, chủ nhiệm Hàn, con gái tôi sao rồi? Hàn Lập Quần cười nói, không có gì nặng đâu, chỉ là bị viêm đường hô hấp, có điều tôi kiến nghị cô ấy tốt nhất nên tới bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Cố Doãn Chi gật đầu, được, đợi nó truyền dịch xong tôi sẽ đưa nó tới. Cố Doãn Chi tiến Hàn Lập Quần đi rồi liền quay về phòng con gái, thấy con gái đang cầm máy tính sách tay, xem tình hình sổ sách của nhà máy dược tháng này. Cố Doãn Chi lập tức nghiêm mặt, nói con bé này, bị bệnh rồi mà còn muốn làm việc, chẳng lẽ không cần mạng nữa à? Cố Giai Đồng ho khan một tiếng, đặt máy tính xuống, không có gì mà cha, chỉ là cảm cúm bình thường thôi. Cha sao không đi làm? Thân là bí thư tỉnh ủy, cha dẫu đầu vi phạm kỷ luật lao động, thế là không tốt đâu. Cố Doãn Chi đếm đầu ngón tay, nói, ngày mai Kiều Trấn Lương tới chuẩn bị tiếp nhiệm vụ của cha đã hoàn thành rồi, cha không thể nào làm công tác đảng cả đời được, chưa tới muộn, chưa bỏ làm, nói sao cũng thử cảm thụ một lần. Cố Giai Đồng không nhịn được cười, cha sao có thể nói vậy được. Cô ta trong lòng biết rõ, cha mình sở dĩ không đi làm là bởi vì muốn chiếu cố cho mình. Cố Doãn Chi nói, hay là cha gọi điện thoại cho Trương Dương, bảo hắn tới, dựa vào y thuật của hắn. Nhất định có thể trị khỏi bệnh cho con. Cố Giai Đồng lắc đầu, cậu ấy vừa thượng nhiệm, đừng làm ảnh hưởng tới công tác của cậu ấy. Cố Doãn Chi nhìn khuôn mặt tiều tụy của con gái, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót. Ông ta sớm đã biết rõ quan hệ giữa con gái và Trương Dương, tuy ông ta đã ngầm thừa nhận sự thực, nhưng nhìn thấy bộ dạng hiện tại của con gái, trong lòng vẫn có chút bất bình cho cô ta. Cố Giai Đồng từ trong ánh mắt biến hóa của cha đoán ra được suy nghĩ trong lòng ông ta. Là chia tay ra nắm tay cha, kéo cha ngồi xuống cạnh mình, nói khẽ cha, chuyện của con cha đừng lo lắng, nhà ở Tây Tiểu đã sửa xong rồi, lúc nào tới đó xem nhé.
Cố Doãn Chi nói, ngày mai giao nhận công tác, đợi con khỏi bệnh rồi chúng ta tới đó ở một đoạn thời gian. Cố Giai Đồng mỉm cười gật đầu, đợi Dưỡng Dưỡng nghỉ học, vậy hãy tới Tây Tiểu vẽ thực vật. Bên ngoài truyền tới giọng nói của bảo mẫu, bí thư Cố, điện thoại. Cố Doãn Chi vỗ mờ u bàn tay con gái, đi ra ngoài, từ trong tay bảo mẫu nhận lấy điện thoại không dây, là Tống Hoài Minh gọi, bí thư tỉnh ủy tân nhiệm Kiều Trấn Lương tới trước một ngày, hiện tại đang ở tại sở chiêu đãi chính phủ tỉnh. Cố Doãn Chi nghe thấy tin tức này thì không khỏi nhíu mày, Kiều Trấn Lương dự định ngày mai mới tới, hiện tại tới trước một ngày, không biết trong đầu y có tính toán gì. Cố Doãn Chi nói, y thông chi cho anh à. Tống Hoài Minh nói, không, là phía sở chiêu đãi chính phủ tỉnh phản hồi tin tức tôi chuẩn bị đi gặp y đây. Cố Doãn Chi nói, tôi ngày mai về hưu rồi, những chuyện này không liên quan gì tới tôi cả. Nói xong Cố Doãn Chi liền gác máy, Cố Doãn Chi đối với những chuyện này quả thật có chút chán ghét. Quan viên đẳng cấp như họ, làm mỗi một chuyện đều có tính mục đích rõ ràng, Kiều Trấn Lương cũng vậy, Tống Hoài Minh nói cho mình biết tin tức này cũng là có dụng ý, Cố Doãn Chi lười chẳng buồn nghĩ, Kiều Trấn Lương đã tới Đông Giang, từ hôm nay ông ta chẳng khác nào từ nhiệm, cái gì gọi là đứng trên cương vị tới ngày cuối cùng, chẳng qua là tiến hành đấu tranh chính trị tới cùng, Cố Doãn Chi không muốn đấu nữa. Nhường lại chiến trường cho người khác, bí thư sau này là võ đài của Kiều Trấn Lương và Tống Hoài Minh. Cố Doãn Chi ông ta từ hôm nay lui khỏi đó trước, Cố Doãn Chi có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, tuy lờ mờ cảm thấy có chút mất mát, nhưng loại cảm giác nhẹ nhõm đó đã bao năm rồi ông ta chưa được cảm nhận. Lúc này chuông cửa nhà Cố ra reo, bảo mẫu ra mở cửa, ngoài cửa có một đôi vợ chồng trung niên đang đứng, chính là vợ chồng bí thư thị ủy Bình Hải Kiều Trấn Lương mới tới thượng nhiệm. Cố Doãn Chi nghe nói là vợ chồng Kiều Trấn Lương tới, không cảm thấy có gì bất ngờ, Kiều Trấn Lương tới Bình Hải tiếp nhiệm. Theo lý nên bái phỏng mình, ông ta mỉm cười đi ra cửa, đứng ở cửa căn nhà không tiếp tục ra nữa. Kiều Trấn Lương thấy bóng Cố Doãn Chi xuất hiện ở ngoài căn nhà, vội vàng gia tăng cước bộ, chìa tay về phía trước, nhoẻn miệng cười, bí thư Cố, tôi không mời mà tới, xin ngài bỏ qua cho. Cố Doãn Chi mỉm cười đứng đó, chìa tay ra, đợi Kiều Trấn Lương bắt tay mình xong liền một lời hai ý. Nói anh là bí thư ủy nhiệm của Bộ Trung Tổ, Bộ Tổ chức Trung Quốc, là danh chính ngôn thuận, nào có phải là không mời mà tới. Hai người đồng thanh bật cười. Cố Doãn Chi mời vợ chồng Kiều Trấn Lương vào phòng khác ngồi, bảo bảo mẫu đun một bình trà ngon. Kiều Trấn Lương nói, bí thư Cố, tôi tự lái xe tới, sáng ngày hôm nay xuất phát từ Vân Nam, sau 3 tiếng thì tới được Đông Giang. Cố Doãn Chi mỉm cười, đồng chí Trấn Lương đang độ tráng niên, thật là khiến tôi hâm mộ. Vợ của Kiều Trấn Lương, Mạnh Truyền Mỹ nói, tôi khuyên anh ấy mãi, người 50 tuổi rồi, mắt cũng hoa rồi, để tài xế lái xe là an toàn nhất, nhưng anh ấy cứ khăng khăng đòi tự lái. Cố Doãn Chi nói, làm lãnh đạo nên có tinh thần tự lực, chuyện mà mình có thể làm, tốt nhất đừng dựa vào người khác. Kiều Trấn Lương cười nói, bí thư Cố nghĩ giống tôi rồi, người khác lái xe tôi lại cảm thấy không yên tâm, tôi 30 năm nay, xe gì cũng từng lái, xe tăng, xe bọc thép. Ngay cả xe ba bánh cơ động tôi cũng biết lái. Cố Doãn Chi cũng không khỏi bật cười, đồng chí Trấn Lương đúng là lợi hại. Kiều Trấn Lương nói, thời đại đặc biệt tạo ra người đặc biệt, hiện tại người trẻ tuổi khó mà có được kinh lịch như chúng ta trước đây, đồng dạng, kinh lịch của bí thư Cố tôi cũng đừng hòng có được. Cố Doãn Chi cười nói, tôi già rồi, hiện tại rõ ràng là tinh lực không đủ. Kiều Trấn Lương nói, bí thư Cố, ngài đừng nói vậy, tôi hôm nay tới bái phỏng. Một là muốn báo cáo với ngài trước, hai là để mời ngài ở lại, ngài ở Bình Hải làm bí thư nhiều năm như vậy, thành tích mà Bình Hải có được dưới sự lãnh đạo của ngài mọi người đều thấy, tôi muốn mời ngài ở lại Bình Hải tiếp tục phát huy dư nhiệt. Cố Doãn Chi cười nói, tôi lúc trước đã biểu đạt rất rõ ràng ý định của mình rồi, đã về hưu thì phải đi thật sạch sẽ, tư duy và suy nghĩ của mỗi người đều khác nhau, tôi ở lại Bình Hải không những không mang lại tác dụng giúp đỡ gì, tương lai còn thành chướng ngại vật cho các anh. Già rồi thì là già rồi, ở lại thậm chí nghị chính thì còn gì thú vị nữa. Những ý kiến mà tôi đề xuất cũng không có tính hữu dụng gì, tới tuổi như tôi, phương thức lãnh đạo phần lớn là dựa vào kinh nghiệm, không phải là tôi muốn làm vậy mà là nhân tính sai khiến, bất giác sẽ làm vậy. Cố Doãn Chi dừng lại một chút rồi nói, có lẽ tôi ở lại có thể đề xuất một hai kiến nghị tốt, nhưng tôi sẽ mang lại nhiều phản tác dụng hơn, tôi cũng là từng trải, lúc ban đầu. Tôi cũng giống như đa số người tôn trọng ý kiến của những lão đồng chí, hy vọng lão đồng chí có thể giúp tôi, nhưng về sau tôi dần dần phát hiện, những lão đồng chí lại mang tới cho tôi hại nhiều hơn lợi, dần dần tôi đối với những lão đồng chí chỉ là tôn trọng họ chứ không còn là tôn trọng ý kiến họ.
Tới sau cùng, tôi dứt khoát nói với họ rằng, tôi làm những gì mà tôi nghĩ. Kiều Trấn Lương nghe xong những lời này thì không khỏi bật cười, sự sáng suốt của Cố Doãn Chi thật là hiếm có. Cố Doãn Chi cười nói, ngày mai sau cuộc họp thường ủy, tôi sẽ chính thức lui xuống, Bình Hải này giao lại cho anh cũng đừng trưng cầu ý kiến của tôi, trước đây, anh chính là bí thư tỉnh ủy Vân An làm rất tốt. Phong cách chấp chính của mỗi một lãnh đạo đều khác nhau, tôi án chiếu theo cách của tôi làm ở Bình Hải thì có thể là thuận lợi, nhưng anh chiếu theo phương pháp của tôi thì chưa chắc đã có thể thành công, cho nên, anh cứ án chiếu theo suy nghĩ của mình mà làm, nói chung chúng ta là người của đảng, chỉ cần có tinh thần vì mưu lợi hạnh phúc cho người dân, vì sự giàu mạnh của quốc gia mà phấn đấu, vậy là đủ rồi. Chỉ cần mục tiêu rõ ràng, bất kể là làm thế nào, cuối cùng cũng đi tới mục đích cuối cùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiều Trấn Lương chân thành nói, nghe thấy câu này của bí thư Cố, Kiều Mỗ như bừng tỉnh. Cố Doãn Chi mỉm cười, đồng chí Trấn Lương, nói một câu thật lòng, anh muốn tôi đi hay là muốn tôi ở lại? Kiều Trấn Lương có chút kinh ngạc nhìn Cố Doãn Chi, một lúc sau mới nói, khi tới sắp về hưu, tôi sẽ đưa ra lựa chọn giống như bí thư Cố. Hai người đều lộ ra nụ cười hiểu ý nhưng không nói ra. Tiểu hộ sĩ ở tầng 2 đang phụ trách chăm sóc cho Cố Giai Đồng đột nhiên kinh hoàng thất thố chạy xuống, bí thư Cố, Cố tiểu thư, nhiệt độ cơ thể của cô ấy đột nhiên tăng cao. Cố Doãn Chi biến sắc, lớn tiếng nói, chuẩn bị xe, lập tức tới bệnh viện. Trương Dương buổi trưa uống không ít rượu, có nhiều bạn bè tới như vậy, mọi người lại nể mặt như vậy, khiến cho nghi thức khởi động quỹ trợ học của hắn rất phong quang, ở phong trạch hắn đã viết xuống được một nét bút đậm. Trương Dương cầm chén tới ngồi giữa Kiều Mộng Viện và An Ngữ Thần, mỉm cười nói Tiểu An, Mộng Viện, hai người hôm nay không thể đi được, ở lại phong trạch một ngày đi, tôi dẫn hai người đi chơi. Kiều Mộng Viện nói, hảo ý của anh tôi xin tâm lĩnh, nhưng ăn xong là tôi phải đi rồi. An Ngữ Thần cũng gật đầu. Trương Dương nói, cô lại gây loạn gì à? An Ngữ Thần cười bảo, chị Mộng Viện tới Đông Giang, tôi đã hứa là sẽ đi cùng chị ấy rồi. Trương Dương ngây ra. Lập tức nhớ tới, gần đây cha của Kiều Mộng Viện sắp tới Bình Hải thượng nhiệm, Kiều Mộng Viện tới Đông Giang có 89 phần 10 là thăm cha mẹ, Trương Dương nói khẽ bí thư Kiều tới rồi à. Kiều Mộng Viện cũng không giấu hắn, gật đầu, nói, ngày mai là chính thức tiếp nhận công tác rồi. Trương Dương cười nói, cung hỉ, cô gặp bí thư Kiều đừng quên giúp tôi chúc ông ấy vinh thăng. Nói ra đến miệng thì nghĩ lại, hình như đâu phải là thăng chức, cũng giống như mình, thuộc loại điều động vị trí ngang bằng thôi mà. Kiều Mộng Viện cười nói, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ truyền đạt lại với ông ấy. An Ngữ Thần nói, tôi tới Đông Giang chơi 2 ngày, khi nào về sẽ lại tới làm phiền vị thị trưởng sư phụ này. Trương Dương cười nói, cẩn thận tôi phi lễ với cô đó. An Ngữ Thần lông mày dựng ngược, nói tôi chả sợ. Kiều Mộng Viện ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì trong lòng không khỏi bực bội, thế này mà giống sư đồ ư. Nhìn thế nào cũng thấy ám muội với nhau. Trương Dương đang uống thống khoái thì di động đột nhiên đổ chuông, hắn nhấc máy, lớn tiếng nói, ai đó. Cuối cùng cũng làm thị trưởng rồi, khí thế không phải là mạnh bình thường. Nhưng khi Trương Dương nghe thấy giọng nói trầm thấp của Cố Doãn Chi, lập tức mặt mày tươi cười, giọng nói cũng thấp đi 8 độ, bí thư Cố, tìm tôi có việc gì vậy? Kiều Mộng Viện và An Ngữ Thần ở bên cạnh đều nghe thấy, hai người đều rất khinh thường nhìn hắn, kẻ làm quan đổi sắc thật là nhanh. Trương Dương có chút xấu hổ cười cười, đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại, những lúc mình uốn gối khom lưng không thể để cho người khác nhìn thấy được. Giọng nói của Cố Doãn Chi lộ ra vẻ khẩn trương, Trương Dương, nhiệt độ cơ thể của Giai Đông không khống chế được, tôi đã đưa nó tới bệnh viện rồi, nhưng bác sĩ cũng không có biện pháp tốt nào cả. Trương Dương ngây ra, không khỏi có chút khẩn trương, hắn nói khẽ, bí thư Cố, ngài đừng lo quá, trước tiên kể lại tình hình cho tôi nghe đi, tôi sẽ tới Đông Giang. Cố Doãn Chi kể lại tình hình của Cố Giai Đồng một cách giản lược, Trương Đại Thần Y cho dù là có bản sự hơn nữa, nhưng từ trong tình huống miêu tả của Cố Doãn Chi cũng không thể nào đoán định được Cố Giai Đồng rốt cuộc là bị bệnh gì, hắn lập tức quyết định tới Đông Giang. Trương Dương gọi điện thoại cho chủ nhiệm văn phòng Trương Đăng Cao, chủ nhiệm Trương, tôi tới Đông Giang công tác. Trương Đăng Cao nghĩ thầm, nói đi công tác là đi công tác à? Gã muốn hỏi nhưng lại hơi sợ, tính khí của Trương Dương gã đã hiểu. Vạn nhất chọc giận người ta, người xui xẻo khẳng định là mình. Trương Dương tiếp theo lại đưa ra lý do, bí thư tỉnh ủy giao nhận công tác, tôi phải đi một chuyến. Trương Đăng Cao bực tức không thôi, thầm nghĩ phó thị trưởng Trương lợi hại quá nhỉ,
nhưng anh dẫu sao cũng chỉ là phó thị trưởng của thành phố cấp huyện, bí thư tỉnh ủy người ta giao nhận công tác thì có liên quan gì tới anh? Gã cân nhắc một chút rồi nói, thị trưởng Trương, hay là ngài nói với thị trưởng Tôn một tiếng đi. Trương Dương vừa nghe vậy liền nổi giận, anh nghĩ là tôi xin nghỉ à? Tôi đã nói với anh là tôi đi đâu rồi, anh muốn báo cáo cho thị trưởng Tôn thì cứ đi mà nói, tôi không cần phải xin anh ta. Trương đại quan nhân nói xong liền gác điện thoại. Quay về khách sạn, yến tiệc buổi trưa đã sắp kết thúc, Kiều Mộng Viện chuẩn bị đi, cô ta là định về Giang Thành trước, sau đó mới từ Giang Thành ngồi xe lửa tới Đông Giang. Trương Dương nói, hai cô đừng đi vội, tôi cũng đi, đợi tôi tiễn bọn họ xong, chúng ta lái xe tới Đông Giang. Kiều Mộng Viện hơi ngây ra, vừa rồi đâu có nghe hắn nói muốn tới Đông Giang, ra ngoài nhận một cuộc điện thoại là muốn đi cùng, chẳng lẽ là vì Cố Doãn Chi? Tâm tư của cô ta cẩn mật, tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không hỏi nhiều. An Ngữ Thần nghe thấy Trương Dương muốn cùng tới Đông Giang, tất nhiên là vui vẻ không thôi. Trương Dương tiễn đám xí nghiệp gia của Giang Thành lên xe, giản lược bàn giao lại công tác cho Thường Lăng Phong, rồi lái chiếc xe pick-up chở Kiều Mộng Viện và An Ngữ Thần cùng rời khỏi Phong Trạch. Bởi vì buổi trưa Trương Dương uống không ít rượu, cho nên Kiều Mộng Viện kiên quyết không cho hắn lái xe, rời khỏi Phong Trạch một đoạn thì Kiều Mộng Viện lái. Trương Dương lo lắng cho bệnh tình của Cố Giai Đồng, không ngừng dục Kiều Mộng Viện đi nhanh một chút, Kiều Mộng Viện lái xe không nhanh không chậm, tốc độ không vượt quá 100, sau cùng vẫn là An Ngữ Thần bị hắn dục cho bực quá, tiếp lấy tay lái, tăng nhanh tốc độ lái tới Đông Giang. Kiều Mộng Viện hỏi khẽ, lần này tới Đông Giang gấp như vậy có phải là có chuyện gì quan trọng không? Trương Dương gật đầu, nói cứu người. Kiều Mộng Viện lờ mờ đoán ra chuyện này rất có khả năng liên quan tới Cố Giai Đồng. Khi bóng tối mịt mù, bọn họ cuối cùng cũng tới Đông Giang, Trương Dương thả Kiều Mộng Viện và An Ngữ Thần ở cửa sở chiêu đãi tỉnh ủy, chẳng buồn giải thích nhiều, lái xe về phía Bệnh viện Nhân dân tỉnh. An Ngữ Thần thở dài, tên sư phụ này của tôi, đi đâu cũng vội vội vàng vàng. Kiều Mộng Viện mỉm cười, xem ra hắn thật sự là có chuyện gấp. Nhiệt độ cơ thể của Cố Giai Đồng vẫn hơn 39 độ, tạm thời đang ngủ, có điều đã bắt đầu nói mê rồi, Cố Doãn Chi ngồi ở bên cạnh trông con gái, nghe thấy cô ta không ngừng nói, Trương Dương. Trương Dương, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót, tình cảm của con gái mình đối với Trương Dương không ngờ lại sâu như vậy, nhưng tình cảm của chúng lại không được nhìn thấy ánh sáng, Cố Doãn Chi thở dài buồn bã, thầm hạ quyết định, có cơ hội nhất định phải nói chuyện thật rõ ràng với Trương Dương. Chính vào lúc Cố Doãn Chi sóng lòng nhấp nhô thì Trương Dương đẩy cửa bước vào, gã từ bãi đỗ xe chạy tới phòng bệnh, hơi thở có chút dồn dập, hắn ổn định lại tình tự rồi chào hỏi Cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi gật đầu, nói, hiện tại nhiệt độ cơ thể là 39. 5 độ, lúc cao nhất đạt tới 41. 0 độ, bác sĩ đã nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không giảm. Trương Dương đi tới cạnh giường, mặc kệ Cố Doãn Chi ở bên cạnh, chìa tay ra sờ trán Cố Giai Đồng. Cảm thấy trán của Cố Giai Đồng rất nóng. Hắn nhíu mày, lật cổ tay của Cố Giai Đồng lên, lấy ngón tay đặt lên mạch môn, mạch tức của Cố Giai Đồng dồn dập như lại đầy lực lượng. Trương Dương ý thức được đây là phản ứng của nội lực của bản thân Cố Giai Đồng, nội lực của Cố Giai Đồng đã có tiểu thành, sau khi bị ngoại lực thương hại, cô ta tự nhiên sẽ kích phát nội lực đối kháng loại thương hại này, có chút tương tự như cơ chế miễn dịch của cơ thể người. Trương Dương nắm chặt bàn tay của Cố Giai Đồng, hai mắt nhắm lại, một cỗ lực lượng từ từ rót vào trong kinh mạch của Cố Giai Đồng, hắn muốn dùng nội lực dò xét xem Cố Giai Đồng rốt cuộc là bị thương ở đâu. Nội lực của Trương Dương lưu chuyển trong kinh mạch của Cố Giai Đồng, vận hành một vòng, sau đó theo sự dẫn đường của nội lực của Cố Giai Đồng, cuối cùng đi tới mạch ở mắt cá chân của cô ta. Trương Dương mở hai mắt, lật chăn lên, cởi tất của Cố Giai Đồng ra, nhìn thấy trên mắt cá chân trắng nõn như ngọc lại có một vết màu đỏ sẫm. Cố Doãn Chi ghé tới, nhìn thấy vết đỏ không khỏi ngây ra, hỏi, gì thế? Trương Dương dùng ngón tay chạm khẽ vào da ở chỗ đó, cảm giác nóng bừng, hắn nhíu mày, nói, trúng độc, chắc là bị độc trùng cắn rồi. Hắn lấy hộp châm ra, từ bên trong rút ra một cây ngân châm, đâm vào trong da của Cố Giai Đồng, chiếc ngân châm đó mau chóng biến thành màu lam. Cố Doãn Chi hít một hơi lạnh, nói, sao lại có thể trúng độc được nhỉ? Trương Dương nói, bí thư Cố, chị Giai Đồng mấy hôm nay có đi đâu không? Cố Doãn Chi nghĩ một lát rồi nói, Tây Tiểu lão gia. Nói tới đây ông ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi, Gia Đồng từ Tây Tiểu về rồi bị bệnh, chẳng lẽ thật sự là bị độc trùng ở Tây Tiểu căn ư? Trương Dương gật đầu, hắn muốn liệu thương cho Cố Giai Đồng, nhưng Cố Doãn Chi ở bên cạnh thì không được tiện lắm.
Cố Doãn Chi già dặn cỡ nào chứ, liếc cái là nhìn ra chỗ khó xử của Trương Dương, ông ta nói khẽ, nếu như ở đây không tiện, chúng ta có thể đưa nó về nhà. Trương Dương nói, bí thư Cố, bảo ở nhà chuẩn bị một bồn nước tắm, tôi muốn bức độc cho cô ấy. Cố Giai Đồng lúc này từ từ tỉnh lại, cô ta sốt đến mê man, trong mông lung nhìn thấy Trương Dương, lập tức lao vào lòng Trương Dương, ôm chặt lấy Trương Dương, em nhớ anh lắm. Trương đại quan nhân ôm Cố Giai Đồng mà nhất thời lông tóc dựng ngược. Mẹ của tôi ơi, bí thư Cố đứng ngay bên cạnh, Trương đại quan nhân có thể cảm thấy hai đạo mục quang của bí thư Cố giống như là mũi dao gác lên cổ mình. Chương 374, nhà nội cũ mới. Trương Dương dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của bí thư Cố, ôm Cố Giai Đồng ra khỏi bệnh viện, bế cô ta lên xe, đưa về căn nhà số 9 đại biểu cho quyền lực tối cao tại tỉnh Bình Hải, rồi lại đưa cô ta vào phòng tắm. Biểu hiện của Cố Doãn Chi trong cả quá trình rất bình tĩnh, trầm mặc, giống như tất cả đều là chuyện đương nhiên. Lúc Trương Dương đóng cửa phòng tắm, có chút chột dạ cười nói với bí thư Cố, tôi không gọi thì ngài ngàn vạn lần đừng có vào đấy nhé. Cố Doãn Chi trong lòng dở khóc dở cười, trăm ngàn cảm xúc dâng lên trong lòng, con mẹ nó thế này là sao, con gái mình và thằng nhóc này rốt cuộc là có quan hệ gì, thật sự là chém không đứt mà còn dối thêm. Cố Doãn Chi biết mình cũng chẳng quản được nên cũng chả buồn hỏi, kệ mẹ hắn đi. Trương Dương không phải là lần đầu tiên cởi quần áo của Cố Giai Đồng, nhưng lần này tâm tình lại khẩn trương nhất, bí thư tỉnh ủy ở bên ngoài, mình không ngờ lại dám ở trong phòng tắm cởi quần áo của con gái ông ta. Lá gan này thật sự là hơi lớn một chút, Trương đại quan nhân lý giải rất sâu sắc câu này, muốn người ta không biết thì trừ phi đừng làm. Chút chuyện giữa mình và Cố Giai Đồng, có giấu cũng giấu không được, nói chung cũng có một ngày bị đưa ra ánh sáng. Nhìn Cố Giai Đồng thần trí mê man, Trương Dương lập tức ném tất cả phiền não sang một bên, cởi quần áo cũng phải có cảnh giới. Trương đại quan nhân lúc này đối diện với Cố Giai Đồng thân không một mảnh vải, nhưng trong đầu lại không có một chút dâm ý nào. Không phải là Cố Giai Đồng không đủ hấp dẫn, mà là vì hắn phải cứu người, Trương Dương đỡ Cố Giai Đồng ngồi vững trong bồn tắm, hai chân đỡ cô ta, tiềm vận nội lực lên song trưởng rồi áp lên tấm lưng đẹp vô cùng của Cố Giai Đồng đồng, nội lực liên miên bất tuyệt rót vào trong cơ thể của cô ta. Mục đích của Trương Dương là trước tiên thanh trừng dư độc ở miệng vết thương, sau đó dùng nội lực bức dư độc còn sót lại trong cơ thể của Cố Giai Đồng ra ngoài, nước ở trong bồn tắm rất nhanh biến thành một hồng nhạt, theo sự thúc đẩy của nội lực của Trương Dương. Nước càng lúc càng đậm màu. Khắp người Cố Giai Đồng bốc ra hơi nước, trong phòng tắm hơi nước mịt mù, giống như là sương mù. Nội lực của Trương Dương vận hành 3 vòng ở trong cơ thể của Cố Giai Đồng, từ từ thu hồi nội lực, Cố Giai Đồng chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy đầu óc đang mơ màng trong nháy mắt khôi phục lại sự tỉnh táo. Cô ta chớp chớp mắt, lúc này mới ý thức được nơi mình đang ở, không ngờ lại thân không một mảnh vải cùng Trương Dương ngâm mình trong bồn tắm. Càng khiến cô ta xấu hổ không thôi là bọn họ không ngờ lại ở trong nhà mình. Trương Dương cũng thân không một mảnh vải, trên người nước ướt sũng, hắn giang tay ra ôm thân hình mềm mại của Cố Giai Đồng vào trong lòng. Cố Giai Đồng vừa xấu hổ vừa tức giận, nói, làm bừa, đây là nhà em. Trương đại quan nhân cười một tiếng, chuyện này chỉ có thể giải thích sau với Cố Giai Đồng thôi, hắn từ trong bồn tắm bỏ ra, thằng ôn này suy nghĩ rất chu đáo. Cố gia không thể chuẩn bị quần áo cho hắn thay, cho nên hắn mới trần truồng bước vào bồn tắm. Trương Dương tắm dưới vòi hoa sen một lát, nhìn thấy Cố Giai Đồng mặt đỏ bừng từ trong bồn đi ra, nếu như trong nhà chỉ có bọn họ, Trương đại quan nhân tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tắm huyên ương này, nhưng làm gì cũng phải phân thời gian địa điểm, lúc này bí thư Cố đang ở bên ngoài nhìn chằm chằm, cho dù là cho Trương Dương mượn thêm một lá gan nữa thì hắn cũng chẳng dám ở bên trong làm bừa làm bậy. Trương Dương mặc quần áo xong, nói với Cố Giai Đồng, anh ra ngoài trước. Cố Giai Đồng xua xua tay, tỏ ý bảo hắn mau đi ra, tim cô ta đang loạn như ma, chuyện hôm nay không biết nên ăn nói thế nào với cha đây. Trương Dương rời khỏi phòng tắm, lấy hết can đảm đi ra phòng khách, thấy Cố Doãn Chi đang ngồi ở đó đọc báo. Trương Dương trong lòng minh bạch, bí thư Cố khẳng định là đang giả vờ, mình và con gái của ông ta trần truồng ở trong phòng tắm liệu thương. Cố Doãn Chi cho dù là tố chất tâm lý có tốt đến cỡ nào thì khẳng định cũng có tư tưởng dậy sóng. Trương Dương rất thật thà, rất câu thúc, có thể nói từ lúc nhận thức Cố Doãn Chi tới nay, chưa bao giờ thấy hắn câu thúc như vậy. Cố Doãn Chi không bảo hắn ngồi xuống, hắn ngay cả ngồi cũng không dám, cung kính nói, bí thư Cố, chị Giai Đồng không sao rồi. Kỳ thực từ lúc Trương Dương tới bệnh viện, Cố Doãn Chi đã thôi lo lắng, ông ta hiểu rất rõ y thuật của Trương Dương. Trương Dương đã có thể trị khỏi hai chân cho con gái út mình,
vậy thì bệnh của Giai Đồng tất nhiên là không thành vấn đề. Cố Doãn Chi đặt tờ báo xuống, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh, từ trên mặt ông ta không nhìn ra được là đang vui hay đang giận, chính bởi vì vậy, Trương Dương mới càng thấp thỏm, chuyện giữa hắn và Cố Giai Đồng hôm nay đã triệt để bày ra trước mặt bí thư Cố rồi, tuy trước đây Cố Doãn Chi cũng biết tư tình của họ, có điều lúc đó dẫu sao cũng chưa chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ cuối cùng, hiện giờ cái gì cũng chọc thủng hết rồi, Trương Dương lập tức cảm thấy khó xử. Cố Doãn Chi nói, ngồi đi. Kỳ thực bí thư Cố muốn nói là cực khổ cho cậu rồi, nhưng nghĩ thấy câu này lại không hợp lý lắm, thằng Ôn này ôm con gái mình vào phòng tắm rồi cởi sạch quần áo, mình không thể nào nói rằng hắn khổ cực được. Trương Dương cảm thấy khó xử, bí thư Cố cũng cảm thấy khó xử. Trương Dương ngồi xuống bên cạnh Cố Doãn Chi, kỳ thực ở đối diện cũng có chỗ, hắn nên ngồi xuống đối diện, có điều Trương Dương lại sợ nhìn thấy ánh mắt của bí thư Cố, ánh mắt thâm thúy có thể nhìn sâu vào trong lòng mình, nếu như dưới cái nhìn chằm chằm của bí thư Cố. Há chẳng phải là như ngồi trên kim châm, cho dù là ngồi ở bên cạnh mà trong lòng còn thấy không thoải mái. Cố Doãn Chi nói, Giai Đồng trúng độc à? Trương Dương gật đầu, đoán định sơ bộ chắc là bị rết cắn. Rết cắn ư, Cố Doãn Chi đối với những độc trùng này cũng không có nghiên cứu nhiều. Trương Dương nói, một loại độc trùng rất lợi hại, có điều cũng có phương pháp khắc chế. Hắn đứng dậy, nói, bí thư Cố, tôi ra ngoài mua ít thuốc cho chị Giai Đồng. Như vậy mới có thể thanh trừ sạch sẽ dư độc ở trong cơ thể. Cố Doãn Chi nói, mau đi đi. Sau khi Cố Giai Đồng tắm xong, thay quần áo rồi đi ra, trên mặt vẫn phủ lên một vẻ xấu hổ, đi tới trước mặt cha Lý Nhí nói, cha. Cố Doãn Chi ừ một tiếng, thấy con gái không sao, sự lo lắng trong lòng cũng triệt để tan biến. Cố Giai Đồng ngồi xuống cạnh cha, vừa hay ngồi xuống đúng vị trí mà Trương Dương vừa ngồi, cô ta xấu hổ không dám nhìn vào mắt cha. Cố Doãn Chi sờ sờ trán con gái, xác định nhiệt độ cơ thể của cô ta đã xuống thấp, trong lòng thấy an ủi vô cùng, nói khẽ Trương Dương nói con là bị rết cắn. Cố Giai Đồng nghe thấy cha nói vậy, nhớ kỹ lại rồi nói, đúng vậy, hôm trước lúc con tới Tây Tiểu nghiệm thu nhà, ở trong hậu viện hóng gió, một con rết bò lên chân con dùng quyển tạp chí đập chết nó, lúc đó không có gì lạ, không ngờ tới là vì nó nên mới bị bệnh. Cố Doãn Chi nói, trong nhà cũ muỗi nhiều lắm, con cẩn thận chút. Cố Giai Đồng nói vậy thì con phải kiếm ít thuốc sát trùng, thanh lý sạch sẽ Tây Tiểu một lượt. Cố Doãn Chi thầm cảm thấy may mắn, nói, may mà Trương Dương nghe thấy tin tức liền tới ngay, nếu không bệnh của con sẽ bị kéo dài. Nói tới đây ông ta không khỏi nhớ tới đám bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, tức giận bảo, cái gì mà giáo sư chuyên gia, cha thấy toàn là một đám lang băm, nếu như không phải là Trương Dương tới, bọn họ tới giờ chắc vẫn chưa tra ra được là con vì nguyên nhân gì mà bị sốt. Cố Giai Đồng nói, luận tới y thuật, trên thế giới này còn ai sánh bằng Trương Dương nữa. Cố Doãn Chi phát giác trong lời nói của con gái mình đầy vẻ tự hào, ông ta nhìn về phía con gái, Cố Giai Đồng cũng cảm thấy lời nói của mình hơi quá, xấu hổ cúi đầu xuống. Cố Doãn Chi một lúc sau mới nói, hắn đối với con cũng tính là tốt. Nghe thấy câu này của cha, Cố Giai Đồng mừng thầm trong lòng, đang định nói vài câu tốt đẹp cho Trương Dương thì lại có khách tới. Người tới thăm Cố Giai Đồng là Kiều Mộng Viện và An Ngữ Thần. Kiều Mộng Viện sau khi gặp cha, nghe thấy tin tức Cố Giai Đồng đột nhiên bị bệnh, liên tưởng tới việc Trương Dương vội vàng tới Đông Giang, lập tức đoán ra Trương Dương tới tất nhiên là có liên quan tới Cố Giai Đồng. Giao tình giữa Kiều Mộng Viện và Cố Giai Đồng tuy bình thường, nhưng dẫu sao cũng được coi là bạn bè, về tình về lý cô ta đều nên tới thăm một chuyến, hơn nữa cha cô ta cũng kiến nghị cô ta tới thăm. Thế là cô ta và An Ngữ Thần thương lượng với nhau. Hai người cùng tới Cố gia. Cố Giai Đồng thấy họ tới vì mình, mỉm cười ra đón, các cô sao lại tới đây? Kiều Mộng Viện cười nói, vừa rồi nghe cha tôi nói cô bị bệnh, cho nên tới bệnh viện thăm cô, nhưng tới bệnh viện thì nghe nói là cô đã về nhà rồi, cho nên tôi và Ngữ Thần cùng tới thăm. An Ngữ Thần đặt đồ dinh dưỡng ở trong tay xuống, Cố tiểu thư không sao là tốt rồi. Cố Giai Đồng dẫn họ tới trước mặt cha, giới thiệu bọn họ cho cha biết. Cố Doãn Chi cười nói, thì ra là con gái của Bí Thư Kiều, thật là xinh đẹp. An Ngữ Thần nói, Bí Thư Cố, ngài không thể chỉ khen có người của mình được, chẳng lẽ cháu rất xấu ư? Cố Doãn Chi cười ha ha, ông ta nghe Cố Giai Đồng giới thiệu An Ngữ Thần là cháu của Cảng Thương An Lão, Cố Doãn Chi rất nhiệt tình mời họ ngồi xuống, mỉm cười nói, lúc trước khi An Lão tới Bình Hải, tôi đã từng gặp mặt ông ta. An gia của các cô đầu tư vào Giang Thành, cống hiến đối với gia hương rất lớn. Là tấm gương của đồng bào Hương Cảng.
An Ngữ Thần nói, ông nội cháu thủy chung đều nhớ mình là người của gia hương, xuất lực, giúp đỡ cho gia hương được giàu mạnh chính là nguyện vọng lớn nhất của ông. Tuy lão nhân gia không còn, nhưng cháu sẽ tiếp tục duy trì, hoàn thành nguyện vọng của ông ấy. Cố Doãn Chi gật đầu đầy vẻ tán thưởng, sự phát triển của Bình Hải không thể nào thiếu được những thương nhân yêu nước từ gia hương ra nước ngoài như các cô. Cố Giai Đồng nhìn đồng hồ thì thấy đã sắp 9 giờ rồi, cô ta hỏi nhỏ các cô đã ăn cơm chưa? Kiều Mộng Viện cười nói, chúng tôi ăn xong mới tới. Lúc này Trương Dương mua thuốc về, thấy cả Kiều Mộng Viện và An Ngữ Thần đều tới, không thể không ngây ra, hắn cười nói, tới rồi à? An Ngữ Thần nói, sư phụ, chưa thấy ai như anh, Cố tiểu thư bị bệnh thì anh nói một tiếng đi, giả vờ thần bí, đừng quên chúng tôi cũng là bạn bè. Trương Dương nói, ai là bạn bè với cô là đồ đệ của tôi, là vãn bối của tôi. Mọi người đều bật cười, An Ngữ Thần tức đến nỗi dậm chân bình bịch. Cố Doãn Chi bởi vì con gái khỏi bệnh nên tâm tình cũng tốt, ông ta nói với mấy người trẻ tuổi, mấy đứa nói chuyện đi, tôi ở đây mọi người nói chuyện không tiện. Trương Dương đặt thuốc xuống, nói, không nói chuyện nữa đâu, giờ muộn rồi, bọn tôi cũng phải cáo từ rồi, chị Giai Đồng, tẹo nữa chị sắc thuốc uống nhé, tổng cộng là 3 thang thuốc. Mỗi ngày uống một thang, như vậy là có thể triệt để khỏi bệnh. Cái túi lớn đó là thuốc tẩy trùng mà tôi mua, bảo người cầm tới Tây Tiểu Lão Trạch, đốt ở trong phòng, dùng khói hun một lát, cho được đốt ra có thể bay khắp cả vườn, xà trùng bình thường sẽ không dám tới gần nhà nữa. Cố Giai Đồng gật đầu, cô ta vừa giải trừ độc tố xong, quả thật là có chút mệt mỏi, lại thêm cô ta cũng không muốn để bọn Kiều Mộng Viện nhìn ra quan hệ giữa mình và Trương Dương, liền nói khẽ tôi tiễn mọi người. Kiều Mộng Viện nói, không cần đâu, cô vừa khỏi bệnh, cứ ở trong nhà nghỉ ngơi đi, xe tôi đỗ ngay bên ngoài thôi. Trương Dương và Cố Giai Đồng nhìn nhau, hai bên đều nhìn thấy vẻ quyến luyến sâu trong mắt nhau. Trương Dương sợ để lộ sơ hở, đi ra ngoài trước. Cố Giai Đồng tiễn họ tới cửa lớn. Kiều Mộng Viện lái xe Jeep tới, Trương Dương không khỏi hâm mộ vỗ vỗ động cơ xe Jeep, xe ngon. Kiều Tổng đúng là có tiền. Kiều Mộng Viện cười nói, của đại ca tôi đấy. Đại ca cô ư? Kiều Mộng Viện gật đầu, cha cô ta tới Đông Giang Thượng Nhiệm, không những chỉ ông ta tới, mà đại ca của cô ta là Kiều Bằng Cử hôm nay cũng tới Đông Giang gặp cha mẹ. Trương Dương và Kiều Bằng Cử chưa từng gặp nhau, nhưng cũng không có quá nhiều ấn tượng tốt đối với Kiều gia. Gã lên xe Jeep ngồi vào ghế phụ, An Ngữ Thần ngồi ở phía sau hắn, dướn sát vào lưng ghế, ghé vào tai hắn nói nhỏ, chúng ta đi uống rượu đi. Trương Dương cười ha ha, nhìn Kiều Mộng Viện. Nói cái này thì phải hỏi Kiều Tổng. Kiều Mộng Viện nói, tử lượng của tôi không tốt, uống say rồi thì ai lái xe. Và lại hôm nay cũng mệt rồi, chúng ta để ngày mai hắn tính đi. Đang nói chuyện thì đại ca của cô ta gọi điện tới, chính là bảo cô ta tới Lam Ma Phương mới mở ở đường bộ hành Đông Giang chơi. Kiều Mộng Viện đặt điện thoại xuống, nói lại ý của đại ca. An Ngữ Thần là hạng không chịu ngồi yên, vừa nghe thấy đi chơi lập tức hoan hô ầm ĩ. Trương đại quan nhân vốn cũng có chút mệt rồi, nhưng thấy An Ngữ Thần có hứng chí cao như vậy, cũng không tiện làm cô ta mất hứng, và lại hôm nay gặp mặt đại ca của Kiều Mộng Viện cũng không phải là chuyện gì xấu, dẫu sao thì Kiều Trấn Lương ngày mai cũng thành bí thư tỉnh ủy Bình Hải, quen với con trai của y, cho dù không thành bạn bè thì ít nhất cũng không thành kẻ thù. Mang tâm thái này, Trương Dương theo bọn họ cùng tới Lam Ma Phương. Khiến Trương Dương không ngờ là... Ở Lam Ma Phương hắn không những gặp Kiều Bằng Tử mà còn gặp mấy người bạn, trong đó có tổng tài tập đoàn Phong Dụ Lương Thành Long vừa mới ra tù, chủ nhiệm bộ tín dụng ngân hàng công thương tỉnh Trần Thiệu Bân, còn có cả Đinh Triệu Dũng. Mấy người bọn Lương Thành Long không ngờ Trương Dương lại xuất hiện cùng bọn Kiều Mộng Viện, không khỏi ngây ra đó, nhưng bọn họ lại lập tức nhìn nhau cười, đám người này đều là con cháu quan to, cũng đều là hạng nhân tinh, bí thư Cố về hưu rồi, bí thư Kiều tới, ai cũng tìm mọi cách để nắm lấy cơ hội. Quan hệ tốt với con cái của Kiều gia, đây là căn bản để tiếp tục phát triển ở Bình Hải, từ trên người bọn họ có thể nhìn ra động hướng của bậc cha chú của họ. Trương Dương thầm cảm thán sự thực tế của những người này, nhưng ở trong mắt Lương Thành Long, Trương Dương so với họ còn cao minh hơn, bọn họ muốn thông qua Kiều Bằng Cửu mà bấu víu quan hệ với Bí Thư Kiều, Trương Dương người ta thì lại đã đi đường tắt, trực tiếp quan hệ với con gái của Bí Thư Kiều, loại thủ đoạn này thằng ôn này không phải là làm lần đầu tiên. Nhưng người ta chính là có bản sự. Người hâm mộ nhất là Trần Thiệu Bân, gã thực sự là bội phục duyên nữ nhân của Trương Dương tới sát đất. Đều là nam nhân, sao lại chênh lệch nhau nhiều như vậy? Kiều Bằng Cử không hòa ái như cha gã, người này khí vũ hiên ngang, thân hình khôi ngô.
Không đợi Kiều Mộng Viện giới thiệu, gã đã ha ha đứng dậy bước về phía Trương Dương, chủ động chia tay ra, nói, Trương Dương. Tôi biết anh. Trương Dương mỉm cười bắt tay với Kiều Bằng Cử, tôi hình như là chưa từng gặp mặt Kiều tiên sinh mà. Kiều Bằng Cử nói, anh là nhân vật phong vân, tôi ở trên TV thường nhìn thấy anh, cũng nghe cha tôi nhớ tới anh. Trương Dương nói, bí thư Kiều rất bình dị dễ gần. Kiều Bằng Cử cười nói, anh đừng vội vỗ mông ngựa, cha tôi giờ có ở đây đâu. Câu này khiến cho tất cả mọi người đều bật cười. Kiều Mộng Viện giới thiệu An Ngữ Thần cho mọi người, đám người sau khi ngồi xuống, Kiều Bằng Cử nói, Lam Ma Phương hôm nay mời nhóm nhạc Thiên Đường, anh nghĩ tới em là bởi vì bình thường thấy em rất thích nghe CD của họ, cho nên mới gọi em tới nghe. Kiều Mộng Viện vui vẻ vạn phần, nói thật ư. Kiều Bằng Cử nói, đương nhiên là thật rồi, người làm đại ca như anh đã bao giờ lừa em chưa? Ninh Triệu Dũng mở một bình chi hoa sĩ rót cho bọn Trương Dương, Trương Dương nói, tôi không uống quen thứ này, cho tôi bia đen. Lương Thành Long gọi phục vụ, một lát sau, một cô gái ăn mặc kiểu thỏ gợi cảm bước vào, Trương Đại Quan Nhân nhìn cách ăn mặc này, không khỏi có chút ngây ra, câu lạc bộ này xem ra ít nhiều có chút không đứng đắn, người nào dám ở Đông Giang chơi như vậy. Kiều Mộng Viện và An Ngữ Thần đều là người trải đời, không cảm thấy xấu hổ gì cả, trên thực tế có Kiều Bằng Cử ở đây, đám người này cũng không dám làm ra chuyện gì quá giới hạn. Cô gái đó bưng một chai bia tới trước mặt Trương Dương, lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng cười. Trương Đại Quan Nhân thấy tiếng cười này vô cùng quen thuộc, hắn theo tiếng nhìn đi, lại thấy Lương Tư Thân mặc kỳ bào màu lam đi vào, Trương Dương cũng nhận ra Lương Tư, biết rằng cô ta là em vợ của Cục trưởng Cục Điện lực tỉnh Lưu Hiểu Trung. Trương Dương nhớ rằng cô ta đã tiếp nhận bách nhạc môn của Chu Vân Phàm, không ngờ Lam Ma Phương này cũng là do cô ta mở. Lương Thành Long và cô ta có quan hệ không tồi, một mực đều gọi chị xưng em, chẳng trách lại chạy tới đây. Trần Thiệu Bân ghé vào tai Trương Dương, nói nhỏ, Lương Thành Long cũng có cổ phần trong câu lạc bộ này. Trương Dương gật đầu, xem ra Lương Thành Long đã bước ra khỏi ám ảnh của sự kiện sân vận động lần trước rồi. Lương Tư rất giỏi giao tiếp. Nhân cơ hội này trèo kéo quan hệ với Kiều Bằng Cử, Trương Dương bất giác nhớ tới Cố Minh Kiện ở trong tù, sau này giới công tử của Đông Giang tất nhiên sẽ bởi vì sự thay thế bí thư thị ủy mà xếp hạng lại, Kiều Bằng Cử tất sẽ trở thành hạch tâm của giới này. Lương Tư và Kiều Bằng Cử nói chuyện một lúc, mới chú ý tới Trương Dương, cô ta nâng chén về phía Trương Dương, nói, chủ nhiệm Trương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trương Dương cười cười, trí nhớ của Lương Tư cũng khá tốt. Lúc này nhóm Thiên Đường ở bên ngoài đã bắt đầu diễn xuất, Kiều Mộng Viện và An Ngữ Thần đứng dậy chạy ra xem. Trương Dương và Lương Thành Long chạm cốc với nhau, tôi nghe chị dâu nói anh ra rồi. Lương Thành Long nói, được phóng thích, hiện tại mỗi ngày đều thật thà báo cáo đi đâu làm gì. Trương Dương cười nói, anh cũng nên bị câu thúc một chút. Lương Thành Long rõ ràng là không muốn nhắc tới chuyện đã phát sinh trong quá khứ, gã thở dài, nói, chúng ta lâu như vậy rồi chưa gặp nhau. Đừng nói tới những chuyện không vui có được không? Trương Dương nói, vậy thì có chuyện gì vui? Ninh Triệu Dũng cầm chén ghé tới, ôm vai Trương Dương, nói, ví dụ như nói cậu trở thành phó thị trưởng Phong Trạch rồi. Trương Đại Quan Nhân cười khổ, nói, cái chức phó thị trưởng của tôi nghe thì hay lắm, nhưng trên thực tế vẫn là phó ban thôi. Kiều Bằng Cử nói, cậu còn trẻ như vậy đã là phó thị trưởng, tiền đồ sau này vẫn không thể hạn lượng. Trương Dương lúc này mới nhớ ra mình thủy chung chưa hỏi Kiều Bằng Cử hiện tại đang làm nghề gì, hắn mỉm cười, nói Kiều tiên sinh đang làm ở đâu. Kiều Bằng Cử nói, trước đây cũng làm mấy năm trong thể chế, đáng tiếc là chẳng làm được cái tích sự gì, cha tôi nói tôi không phải là người có thể làm quan, thế là tôi xuống biển buôn bán, muốn làm làn sóng của thời đại mới, đáng tiếc tôi lại không biết bơi, cả ngày bị say sóng. May mà tới giờ vẫn chưa bị chết đuối. Lương Thành Long cười nói, anh Kiều khiêm tốn quá rồi, tôi đang muốn thỉnh giáo anh về sinh ý đây. Kiều Bằng Cử mỉm cười, nói tôi làm sinh ý không giỏi đâu, cùng với mấy người bạn làm kỳ hóa bản thân chẳng hỏi bao giờ, may mà bọn họ đều rất lợi hại, tôi chỉ cần ngồi đợi thu tiền. Trương Dương đối với cổ phiếu, tài chính, kỳ hóa chỉ nghe nói tới chứ không hiểu nhiều, nhưng từ chiếc xe Jeep trị giá trăm vạn của Kiều Bằng Cử có thể thấy bản thân Kiều Bằng Cử không tầm thường. Lúc đứng dậy đi toilet, Trần Thiệu Bân đi ra cùng hắn, Trần Thiệu Bân nói, Kiều Bằng Cử này rất có năng lực, ở trong giới thái tử đảng kinh thần cũng rất có danh tiếng, tính tình cũng rất trượng nghĩa, có thể gọi là mạnh thường quân của thời đại mới. Đừng nhìn sinh ý của Lương Thành Long làm lớn, nhưng so với Kiều Bằng Cử, tiền mà gã kiếm được quá cực khổ, cổ phiếu của Kiều Bằng Cử kỳ hóa toàn diện xuất kích,
cùng mấy người bạn của gã mở một công ty tài chính kỷ nguyên mới, nghe nói thu nhập mỗi năm trên 100 triệu. Trương Dương cũng không khỏi líu lưỡi, nhiều tiền như vậy cơ à? Trần Thiệu Bân nói, tôi con mẹ nó ghen tức lắm, cả đời này tôi lăn lộn trong giới ngân hàng, còn lo lắng có một ngày không cẩn thận nhận hối lộ rồi bị bắt, người ta đều có thể làm kinh thương, tôi cũng làm kinh thương. Trương Dương tè xong liền vẩy vẩy, Trần Thiệu Bân không nhịn được thò đầu nhìn hàng của hắn. Trương Dương tức giận nói, nhìn cái gì mà nhìn, bản thân cậu không có à? Trần Thiệu Bân thở dài, nói, có thì có điều không phì nhiêu bằng cậu. Trương Dương cười mắng, có cách hình dung như vậy à? Của tôi đây gọi là uy mãnh. Trần Thiệu Bân cũng tự rát vàng lên mặt mình, của tôi thì gọi là nho nhã. Trương Dương nói, không làm người ta buồn nôn thì cậu chết à? Trần Thiệu Bân cười ha ha một tiếng, giơ cái bảo bối nho nhã của mình lên, tiếp tục đều tài vừa rồi, hiện tại làm tài chính mậu dịch, thị trường chứng khoán kỳ hóa phải có mấy người thực sự hiểu chuyên môn và biết được tin tức nội tình mới được. Trương Dương phát hiện trong ngôn ngữ của thằng ôn này có ý bất bình, rửa tay rồi nói, Thiệu Bân, cậu không phải là thật sự muốn xuống biển chứ? Trần Thiệu Bân gật đầu, nói, đương nhiên là thật rồi, người ta đều hướng về tiền, tôi mà không làm vậy thì là lạc hậu, mà lạc hậu thì kiểu gì cũng ăn đòn. Trương Dương cười nói, đúng là logic của Lưu Manh. Hai người rời khỏi The Wallet, Trần Thiệu Bân kéo Trương Dương tới quầy bar, lại gọi hai chai bia. Trần Thiệu Bân muốn nói hết những lời chất chứa trong lòng với Trương Dương cũng không muốn vào, đám người Lương Thành Long đang thi nhau tâng bốc kiểu bằng cử, người ta mới là điểm trung tâm được ngàn sao vây quanh, Trương Dương cũng không muốn vào làm vai phụ. Trên sân khấu nhỏ ở đằng xa, ban nhạc Thiên Đường đang diễn tấu nhạc nhẹ, nghe cũng rất thoải mái. Trần Thiệu Bân nhẹ nhàng lắc lư đầu theo tiết tấu của bài hát, Trương Dương bị gã lắc cho bực mình, tôi ích, đừng có lắc như vậy chim như thế. Trần Thiệu Bân suýt nữa thì hất cả cốc bia vào mặt Trương Dương, kiểu mắng người như vậy à. Cẩn thận tôi tố cáo cậu phỉ báng người khác đấy. Trương Dương cười ha ha, nói tôi bảo này người anh em, hướng gió của các cậu chuyển cũng nhanh thật, ngày mai bí thư Kiều lên nắm quyền, hôm nay đã trèo kéo đại công tử của Kiều ra, sau này Bình Hải vẫn là thiên hạ của đám người các cậu. Trần Thiệu Bân cười khổ, tôi con mẹ nó là bị Lương Thành Long kéo đi cho đủ số. Trương Dương cười nói, sao? Khúc mắt giữa cậu và Lương Thành Long vẫn chưa được mở à? Trần Thiệu Bân thở dài, sớm đã quên rồi, tôi coi như là nghĩ thông rồi, loại gái lăng lơ như Lê San San, cho dù là không thông qua Lương Thành Long, gặp nam nhân có tiền cũng sẽ bu vào như ruồi thôi. Khổ đại cừu thâm, đúng là khổ đại cừu thâm. Trương Dương đột nhiên ý thức được Trần Thiệu Bân sử dụng có ý nghĩ muốn xuống biển là kinh thường có 89 phần 10 là liên quan tới chuyện này. Trần Thiệu Bân nói, cha tôi cũng không còn được bao năm nữa, tôi ở đơn vị cũng không có tiền đồ gì, cậu biết đấy, tính tự chủ của tôi lại chẳng ra sao cả, rất dễ bị sự vật bên ngoài dụ hoặc, cho nên nhân lúc còn có quan hệ sớm ly khai, cố kiếm được ít tiền mới là chính đồ. Trương Dương cười cười, hiện giờ con cháu nhà quan to làm kinh thương là rất phổ biến, Trần Thiệu Bân có suy nghĩ này cũng là bình thường. Trần Thiệu Bân chỉ vào Kiều Mộng Viện ở đằng xa, quan hệ giữa cậu và Kiều Mộng Viện có vẻ không tồi. Trương Dương nói, vừa là bạn vừa là thù. Trần Thiệu Bân suýt nữa thì cười phun cả bia ra ngoài, tôi ích, cậu đừng có chơi trò thâm trầm như vậy nữa. Trương Dương nói, không phải là thâm trầm, thật đấy, cậu chắc biết, chồng chưa cưới Hứa Gia Dũng của cô ta và tôi là kẻ thù. Trương Dương sở dĩ nói vậy là không muốn người khác kéo hắn và Kiều Mộng Viện lại với nhau, cái miệng của tên Trần Thiệu Bân này rất là lợi hại. Trần Thiệu Bân nói, Kiều Mộng Viện thực sự là không tồi, bằng vào bản sự của cậu. Trương Dương tức giận lườm gã, dừng, những lời còn lại nuốt vào cho tôi là ai chứ? Cậu cho rằng nhân phẩm của tôi xấu như cậu à? Trần Thiệu Bân thở dài, so nhân phẩm với cậu thì là điều vũ nhục đối với tôi. Trương Dương nói, tôi cũng lấy làm lạ, cậu đối với tôi có phải là có ý kiến không? Trần Thiệu Bân uống chút rượu, tất nhiên là nói nhiều hơn, đương nhiên là có ý kiến rồi, nhưng phàm là nữ hài tử mà tôi nhìn chúng, đều thích dùng tiêu chuẩn của cậu để đánh giá tôi. Cậu nói xem trong lòng tôi có thể bình hành được không? Trương Dương cười nói, ai? Thường Hải Tâm. Trương Dương nghe thấy tên của Thường Hải Tâm lập tức không nói gì nữa. Trần Thiệu Bân vốn còn định nói tiếp, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào đằng xa. Trương Dương thuận theo ánh mắt của gã mà nhìn, thì thấy ca sĩ chính của ban nhạc Thiên Đường đang đứng cạnh Kiều Mộng Viện và An Ngữ Thần nói chuyện. Trần Thiệu Bân nói, người anh em, có kẻ muốn đào góc tường của cậu.
Trương Dương cười nói, cậu con mẹ nó có bệnh à, người ta chỉ là nói chuyện thôi. Chút tự do này mà cũng không có à. Lúc này Đinh Triệu Dũng đi ra tìm họ, tới gần Trương Dương, nói, Trương Dương, cậu chẳng trượng nghĩa tí nào cả, tới Đông Giang mà không nói trước một tiếng. Trương Dương giải thích, đột nhiên quyết định đến thôi mà, định ngày mai mới liên hệ với các cậu. Đinh Triệu Dũng gọi một chai bia, chạm với Trương Dương, uống một ngụm to rồi nói, lúc nào rảnh mời dì và chú cùng tới, hai nhà gặp mặt, ý của cha tôi đấy. Trương Dương cười cười, Đinh Nguy Phong là bí thư ủy ban chính pháp Bình Hải, y có thể đề xuất chuyện này thì thực sự là không tồi, phải biết rằng Triệu Tĩnh và Đinh Bân đều đang đi học, còn chưa tới mức bàn chuyện hôn nhân, Đinh Nguy Phong đề xuất gặp mặt, chẳng khác nào công nhận thân sự của hai đứa, chỉ từ phương diện Triệu Tĩnh và cha mẹ mà nói, địa vị của hai nhà cách biệt quá lớn, nhưng Trương Dương không nghi ngờ gì nữa đã tăng thêm một số cân quan trọng cho thân phận của Triệu Tĩnh, Trương Dương nói. Còn sớm quá. Đinh Triệu Dũng cười nói, tình cảm của hai đứa nó rất tốt, hiện tại cứ cuối tuần là Triệu Tĩnh lại tới nhà tôi ăn cơm, cha mẹ tôi đều thích nó lắm. Trương Dương gật đầu, tuy tới hiện tại hắn vẫn có chút canh cánh trong lòng hành vi hèn yếu lúc trước của Đinh Bân, nhưng Triệu Tĩnh đã có lựa chọn như vậy, hắn cũng không tiện nói gì, huống chi hiện tại hắn và Đinh Triệu Dũng đã là bạn bè tốt, trên mặt mũi cũng phải chú ý một chút, Trương Dương nói, được, khi nào về tôi sẽ hỏi ý kiến cha mẹ. Đinh Triệu Dũng cầm chai bia lên định uống với Trương Dương một ngụm thì đột nhiên nghe thấy tiếng náo loạn, hai người ngẩng đầu lên, thấy phía chỗ ngồi của Kiều Mộng Viện và An Ngữ Thần đều loạn cả lên, mấy thành viên của ban nhạc Thiên Đường đều nhảy xuống sân khấu. Người gây chuyện là Trần Thiệu Bân, thằng ôn này gần đây tâm khí không thuận, lại thêm tối nay uống chút rượu, thấy ca sĩ chính của ban nhạc Thiên Đường nói chuyện rất vui vẻ với Kiều Mộng Viện và An Ngữ Thần, một cỗ tà hỏa bốc lên, gã đi tới trước bàn, cầm chai rượu lên đập tên hát chính đó. Lần này chọc phải tổ ong rồi, mấy thành viên của ban nhạc Thiên Đường ở trên sân khấu thấy ca sĩ chính tự dưng bị đánh, toàn bộ đều xông tới, đánh hội đồng Trần Thiệu Bân. An Ngữ Thần và Kiều Mộng Viện đều không hiểu chuyện gì xảy ra, Kiều Mộng Viện rất thích âm nhạc của ban nhạc Thiên Đường, nói chuyện đang cao hứng thì tự dưng đâu ra một Trần Thiệu Bân, sau đó chàng diện loạn cả lên, An Ngữ Thần bảo vệ Kiều Mộng Viện lánh sang một bên. Bên này Trương Dương và Đinh Triệu Dũng đã xông tới, Trương Dương gầm lên, đừng đánh, đừng đánh. Mẹ kiếp, tôi bảo anh đừng đánh cơ mà. Thằng ôn này vốn ra can, liên tục dùng hai quyền đánh cho hai tên chơi đàn ngã xuống đất, sau đó nắm lấy bím tóc của tên đánh trống, kéo một cái, tên đánh trống cao gần 1m8 lăng không bay lên, hét thảm một tiếng rồi ngã lên sân khấu, mặt cắm xuống đất, tư thế chó ăn cứt tiêu chuẩn. Chương 375, tuyệt không cúi đầu. Đinh Triệu Dũng cũng không nhàn rỗi, một quyền đánh cho tên chơi guitar ngã gục. Trần Thiệu Bân lỗ mũi ăn trầu. Sách cổ áo tên hát chính lên tát lia lịa, muốn chết gà. Lương Tư nghe thấy tin tức vội vàng chạy tới, kêu khổ không thôi, nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đều là người của mình mà. Trần Thiệu Bân đã giết tới đỏ cả mắt rồi, trợn mắt lên, nói, ai con mẹ nó là người của mình với cô, cút sang một bên. Thằng ôn này lại tát thêm một phát nữa, đánh cho tên hát chính biến thành đầu heo. Kiều Bằng Cử và Lương Thành Long nghe thấy động tĩnh cũng chạy ra. Quan hệ giữa Lương Thành Long và Lương Tư trước giờ rất tốt, loại chuyện này gã đương nhiên phải ra mặt, lớn tiếng quát Trần Thiệu Bân, cậu dừng tay lại cho tôi. Trần Thiệu Bân đẩy tên hát chính xuống đất. Lương Thành Long hỏi rõ tình huống, thật sự là lửa cháy ngùn ngụt trong lòng, chỉ vào mũi Trần Thiệu Bân, nói cậu con mẹ nó làm trò gì vậy? Địa bàn của người mình mà cũng đập à? Trần Thiệu Bân chỉ vào tên hát chính đang nằm rên rỉ, tôi chính là không nhịn nổi mấy tên ngu ngốc đi hát xong. Cho rằng mình có thể lừa được con gái nhà người ta, lần sau để tao còn thấy mày như vậy nữa, tao sẽ đập chết mày. Kiều Mộng Viện tức đến nỗi mặt trắng bệch, anh thật là dã man, chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ, anh tại sao lại xông vào đánh người. Trần Thiệu Bân khí nóng sộc lên đầu, cũng chẳng buồn để ý tới thể diện, gã trừng mắt lên, nói tôi đã đánh rồi, thế thì sao? Các cô lớn vậy rồi mà sao dễ bị lừa thế, tôi là tới cứu các cô, không để cái đám cháu chắt này lừa đi thôi. Sắc mặt của Kiều Bằng Cử có chút khó coi. Lương Thành Long bước lên nắm tay Trần Thiệu Bân, nói cậu uống nhiều rồi, đi sang bên kia đi. Trần Thiệu Bân dùng sức hất tay gã rồi nói, anh thôi đừng có giả vờ làm người tốt nữa, không phải là người sao, tôi đền. Hắn từ trong ngực lấy ra một tập tiền mặt ném lên không trung. Trương Dương nhíu mày, hành vi của Trần Thiệu Bân hôm qua quả thật là vô lý. Hắn và Đinh Triệu Dũng xuất thủ là bởi vì không muốn để Trần Thiệu Bân bị ăn đòn. Bạn bè có nạn,
đương nhiên phải đứng ở lập trường của bạn bè, đây là nguyên tắc của Trương Dương. Lúc này một giọng nói vang lên, có tiền thì hay lắm à? Anh đánh người của tôi, thì phải xin lỗi tôi. Một thanh niên chậm rãi bước tới, lúc vừa rồi xảy ra chuyện, gã đang ngồi ở trong góc nói chuyện với một cô gái, cho nên không có ai chú ý tới gã. Trương Dương hơi ngây ra, hắn ngàn vạn lần không ngờ rằng người trẻ tuổi náu trong góc tối đó lại là Kiều Bằng Phi. Kiều Bằng Phi cũng không ngờ lại gặp Trương Dương ở đây, có điều hiện tại nhìn thấy Trương Dương, trong mắt gã đã không còn vẻ sợ hãi như lúc trước nữa, mục tiêu hiện tại của gã không phải là Trương Dương. Gã nhìn Trần Thiệu Bân, nói, ban nhạc là tôi mời tới, bọn họ đều là bạn của tôi, anh dựa vào gì mà đánh họ. Lương Thành Long mỉm cười giảng hòa, nước lớn nhấn chìm miếu Long Vương, người nhà không nhận ra người nhà. Nói một ngàn, nói một vạn, chúng ta đều là người của mình, tôi thấy hay là bỏ đi. Thiệu Bân, cậu uống nhiều đánh người là không đúng, mau xin lỗi vị huynh đệ này đi. Trần Thiệu Bân cũng là nhân vật cường hoành ở Đông Giang quen rồi. Bảo hắn ở nơi công công cúi đầu xin lỗi, chẳng khác nào là đánh vào mặt gã. Gã tức giận lườm Kiều Bằng Phi, nói anh con mẹ nó là ai vậy? Kiều Bằng Phi không dám ra tay, đây là bởi vì có mặt Trương Dương ở đây. Gã tuy võ công không tồi, nhưng so với Trương Dương thì còn kém nhiều, trong lòng vẫn hơi cố kỵ. Kiều Bằng Cử một mực không nói gì lúc này đã lên tiếng, quên không giới thiệu, đây là em họ của tôi, Kiều Bằng Phi, nó cũng tới Đông Giang chơi. Trần Thiệu Bân trong lòng ngây ra, gã thật sự không ngờ người trẻ tuổi này lại là em họ của Kiều Bằng Cử, hôm nay thật sự là chọc vào tổ ong rồi, nhưng chuyện đã tới nước này, gã có chút cưỡi hổ khó xuống. Trần Thiệu Bân nói, tôi cho rằng là gã muốn quấy rối bọn Kiều tiểu thư. Trần Thiệu Bân nói ra những câu này chẳng khác nào đã ở thế yếu. Lương Thành Long thầm thở phào, Trần Thiệu Bân nói ra câu này, chuyện cũng dễ giải quyết hơn, nhưng chuyện lại không thuận lợi như gã tưởng. Tên hát chính ôm cái miệng đang chảy máu không ngừng đứng dậy. Kiều Bằng Phi nói, tôi cho anh hai lựa chọn, hoặc là khấu đầu nhận sai, hoặc là để Lượng Tử tát lại anh. Tên ca sĩ tên là Lượng Tử đó chống nạnh, lúc này lập tức ra vẻ, trừng mắt lên lườm Trần Thiệu Bân, có gan thì mày đánh nữa đi. Lương Thành Long nói với Kiều Bằng Cử, anh Kiều, đều là người của mình mà. Kiều Bằng Cử cũng cảm thấy yêu cầu của Kiều Bằng Phi có chút quá đáng, gã nói với Kiều Bằng Phi, Tiểu Phi. Là hiểu lầm thôi. Kiều Bằng Phi không thể không nể mặt vị anh họ này, gã gật đầu, nói, được, nể mặt anh tôi lùi một bước, anh không thể đánh không người ta được, anh rót trà nhận sai với Lượng Tử đi. Lương Thành Long kéo kéo tay Trần Thiệu Bân, nói nhỏ thế cũng được mà. Trần Thiệu Bân đã bao giờ phải chịu uất ức thế này đâu, kiên quyết lắc đầu, nói tiền thuốc men tôi trả, dâng trà nhận sai thì tôi không làm. Kiều Bằng Phi lạnh lùng nói, đại ca, người ta là không nể mặt anh rồi. Kiều Bằng Cử nhíu mày, gã cho rằng mình đã cho Trần Thiệu Bân đủ mặt mũi rồi, nhưng Trần Thiệu Bân này rõ ràng là có chút không biết tốt xấu. Trương Dương lạnh lùng nhìn những gì xảy ra ở trước mặt, chuyện này ngoài mặt thì đơn giản, nhưng ý nghĩa chân chính thì lại không tầm thường, cái này đại biểu cho sự va chạm giữa nhà nội cũ và mới. Trần Thiệu Bân nếu như cúi đầu, đại biểu cho đám người bọn họ cúi đầu trước Kiều Bằng Cử, Trần Thiệu Bân bình thường tuy bất cần đời. Nhưng gã không phải là kẻ hồ đồ. Gã cũng có đại cục quan, gã hiểu ý nghĩa của chuyện này, cho nên cái sai này không thể nhận được. Lương Thành Long lại nói, Thiệu Bân, gã muốn khuyên Trần Thiệu Bân làm theo lời Kiều Bằng Phi. Trần Thiệu Bân tức giận gầm lên, con mẹ nó đừng có gọi tôi, đánh cũng đánh rồi, sao chứ? Hai anh em Kiều Bằng Cử lập tức sầm mặt. Lương Thành Long cười bồi nói, xin lỗi, Trần Thiệu Bân uống nhiều rồi, Lượng Tử, tôi đưa anh tới bệnh viện. Phí diễn xuất lần này tôi sẽ trả gấp đôi. Kiều Bằng Phi nói, Lượng Tử là anh em tốt của tôi, đánh anh ta cũng chính là đánh tôi. Trần Thiệu Bân, bảo anh dâng trà là tiện nghi cho anh rồi. Đừng có được nể mặt mà vẫn không biết điều. Trần Thiệu Bân nói, người thì tôi đánh rồi, nhưng muốn tôi xin lỗi thì không có cửa đâu. Lương Thành Long liều mạng đánh mắt ra hiệu cho Trương Dương, ý bảo Trương Dương lên tiếng. Trương Đại Quan Nhân cười nói, Thành Long, anh muốn tôi nói hả? Lương Thành Long thầm nghĩ cậu nói vậy không phải là bán đứng tôi ư. Trương Dương bước lên trước một bước, vỗ vai Trần Thiệu Bân, nói, ở Đông Giang nhắc tới Trần Thiệu Bân cậu, nói sao cũng tính là một nhân vật, mặt mũi không thể mất, nam tử Hán đại trượng phu, đầu có thể mất, máu có thể chảy, nhưng tôn nghiêm thì tuyệt không thể vứt đi được. Câu này nói đúng tâm ý của Trần Thiệu Bân, gã kích động gật đầu, nói rất đúng, đây mới là anh em tốt của tôi. Kiều Bằng Phi lạnh lùng nhìn, anh ta cần tôn nghiêm.
còn anh em của tôi không cần tôn nghiêm à? Trương Dương kinh thường, nói, một tên hát xong thì nói gì tới tôn nghiêm. Câu nói này vừa được nói ra, mấy thành viên của ban nhạc Thiên Đường lập tức bốc hỏa, bọn họ vây tới, mày con mẹ nó nói ai đây? Trương đại quan nhân cười lạnh, nói chúng mày đấy. Không có việc gì thì ở trên sân khấu thật thà ca hát đi, chạy xuống làm cái gì? Nhìn cái bộ dạng đầu giàu ma phấn của mày, nhìn thôi là muốn đánh rồi, đánh mày là sai à? Trong thời gian công tác không ở trên sân khấu chạy xuống làm gì, mày thế gọi là bỏ cương vị. Trương đại quan nhân vừa rồi đã bạo lộ ra một bộ phận vũ lực, mấy thành viên của ban nhạc Thiên Đường tuy tức giận nhưng không dám thật sự ra tay. Kiều Bằng Cử lặng lẽ nhìn Trương Dương, gã không hề tức giận. Trong mắt ngược lại còn lộ ra mấy phần hân thưởng, cha gã ngày mai tiếp nhận chức bí thư Bình Hải, ngay cả dạng nhân vật cường thế như Lương Thành Long cũng muốn chèo kéo quan hệ với mình, nhưng Trương Dương thì vẫn dám giữ vững lập trường, người này không chỉ là cứng cỏi, cũng có trí tuệ, chẳng trách lúc trước em họ mình chịu thiệt dưới tay hắn. Kiều Bằng Cử rất hân thưởng người có lập trường. Lương Thành Long lo lắng Trương Dương lại làm chuyện này loạn tới mức không thể thu thập, vội vàng ngắt lời Trương Dương, cậu nói ít đi vài câu đi. Trương Dương căn bản không thèm để ý tới Lương Thành Long, bước lên một bước, nhìn Kiều Bằng Phi với vẻ gây hấn, Kiều Bằng Phi, vừa rồi tôi cũng đánh người đấy, anh có yêu cầu tôi xin lỗi không? Kiều Bằng Phi và Trương Dương nhìn chằm chằm vào nhau, hai người đối chọi gay gắt, nộ hỏa trong lòng chỉ chạm cái là bùng phát. Lúc này Kiều Mộng Viện lên tiếng, các anh làm cái gì thế? Đã nói là hiểu lầm, giải thích rõ rồi thì thôi, chẳng lẽ muốn đánh một trận để người khác thấy mà cười cho à? An Ngữ Thần đi tới cạnh Trương Dương, đánh thì đánh, tôi đứng ở phía sư phụ một cách vô điều kiện. Kiều Bằng Phi trong lòng cũng hiểu, vũ lực của mình kém hơn Trương Dương nhiều, cho dù đánh nhau cũng chẳng chiếm được tiện nghi. Kiều Bằng Cử cười ha ha, nói, bỏ đi, mọi người đều là người của mình. Nể mặt nhau đi, bỏ đi. Lương Thành Long nói, đúng vậy, đều là người của mình, tất cả tổn thất do tôi chịu, chúng ta không đánh không quen nhau. Kiều Bằng Phi muốn nói gì đó, nhưng lại bị Kiều Mộng Viện kéo tay lôi đi, mấy thành viên của ban nhạc Thiên Đường thấy Kiều Bằng Phi đi rồi, cũng không còn chỗ dựa, tất nhiên là không dám làm loạn nữa. Lương Thành Long âm thầm kéo tên hát chính ra một bên, đưa cho hắn một số tiền khiến hắn động lòng, chuyện này tạm thời tới đây là xong. Kiều Bằng Cử cũng không nói nhiều, mỉm cười gật đầu với Trương Dương, xin lỗi các vị, tôi xin đi trước. Trương đại quan nhân rất lịch sự cười cười, gã và Kiều Bằng Phi có khúc mắc, nhưng với Kiều Bằng Cử thì không trở mặt, không cần thiết phải như kẻ thù. Sau khi Kiều Bằng Cử đi, Lương Thành Long không nhịn được liền oán trách, tôi bảo này, các cậu có cần phải vậy không? Trần Thiệu Bân lạnh lùng nói, sau này những chuyện vỗ mông ngựa như thế này thì đừng có gọi tôi. Gã quay người đi ra ngoài cửa. Trương Dương lắc đầu với Lương Thành Long, cũng không nói gì, quay người bỏ đi, An Ngữ Thần tất nhiên là đi cùng hắn. Ra tới bên ngoài, không biết trời đổ mưa từ lúc nào, Trần Thiệu Bân đứng ở ngoài cửa đợi họ, nhìn thấy Trương Dương đi ra liền lao tới nắm tay Trương Dương nói, anh là anh em tốt của tôi và Lương Thành Long từ giờ thành người xa lạ. Ninh Triệu Dũng lúc này cũng chạy ra theo, gã thở dài một hơi, nói, là anh em chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, còn cần phải vậy không? Trần Thiệu Bân nói, tôi mặc kệ, cái đầu của tôi không thể cúi xuống được, tôi cần mặt mũi, mất mặt mũi, tôi con mẹ nó sau này không thể ngẩng đầu lên ở Đông Giang này nữa, là anh em của tôi thì nên ủng hộ tôi. Mắt gã đỏ lên, lớn tiếng nói, Trương Dương, cậu là anh em của tôi, chuyện ngày hôm nay, Trần Thiệu Bân tôi nhớ kỹ, sau này chỉ cần có chỗ cần Trần Thiệu Bân tôi, dù phải lên núi đao xuống biển lửa, tôi mà nhíu máy một cái thì là cháu cậu. Trương Dương trong lòng cũng có chút cảm động. Hắn vỗ vai Trần Thiệu Bân, nói, Thiệu Bân, cậu uống nhiều rồi. Trần Thiệu Bân nói, tôi không uống nhiều, tôi tỉnh rồi, Triệu Dũng, cậu cũng là anh em của tôi, còn Lương Thành Long thì không phải. Tôi nhìn thấu gã rồi. Ninh Triệu Dũng bước lên đỡ Trần Thiệu Bân, tôi đưa cậu về. An Ngữ Thần đã bắt taxi, mấy người khuyên mãi mới đưa được Trần Thiệu Bân lên xe taxi. Nhìn xe taxi đi xa, An Ngữ Thần bất giác bật cười. Trương Dương có chút không hiểu nhìn cô ta, cô nói đi tiểu yêu, cô cười cái gì? An Ngữ Thần nói, tôi cười anh vừa rồi lúc đối diện với Kiều Bằng Phi thật sự là uy phong, sát khí, ngu ngốc. Trương đại quan nhân không khỏi đắc ý, nói tôi trước giờ luôn là anh Tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong. Đỏm dáng. Trương Dương cười ha ha, nói, sống ở đâu? Tôi đưa cô về.
An Ngữ Thần nói, sở chiêu đãi chính phủ thành phố, ở cùng với Kiều Mộng Viện. Còn anh, Trương Dương lúc này mới nhớ ra là mình chưa an bài chỗ ở, chiếc xe pick-up của hắn còn đỡ ở bãi đỗ xe của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, đã muộn như vậy rồi mà trời còn đổ mưa, hắn cũng lười chẳng muốn về biệt thự ở Hồ Thu Hà, và lại Cố Giai Đồng tối nay cũng không thể nào đến được, mình ở một mình cũng chẳng có gì thú vị. Trương Dương nói, hay là tôi ở với cô? An Ngữ Thần ái chà một tiếng, mặt mũi đỏ bừng, nói, anh sao có thể nói vậy được? Sao không, tôi là tới sở chiêu đãi chính phủ tỉnh ở, chứ có nói là ở cùng một phòng với cô đâu. Trương Dương hiểu rằng cô ta hiểu lầm ý mình, nhưng vẫn cố ý trêu. An Ngữ Thần vừa tức giận lại vừa xấu hổ, vung quyền định đánh hắn. Kẻ làm sư phụ sao có thể để cho đồ đệ đánh, Trương Đại Quan Nhân nhẹ nhàng bắt lấy tay An Ngữ Thần. Cười nói, ở nơi công cộng, chú ý ảnh hưởng, tôi là cán bộ quốc gia đó. Giọng nói của Lương Thành Long ở phía sau vang lên, làm cái gì thế, các người chạy tới đây tán tỉnh nhau à? An Ngữ Thần quay lại trừng mắt lườm gã, miệng chó không mọc được ngà voi. Lương Thành Long cười ha ha một tiếng, nhìn xung quanh, nói Trần Thiệu Bân đâu? Trương Dương nói, Triệu Dũng đưa gã về rồi. Lương Thành Long nói, gã giận tôi rồi, kỳ thực chuyện tối nay gã làm hơi quá. Trương Dương nói, anh thôi đi, chuyện là ở bản thân anh ấy, không thể nào bảo người khác cúi đầu được. Lương Thành Long nói, có gì mà không thể cúi đầu, nam tử hán đại trượng phu, có thể duỗi. An Ngữ Thần bắt một chiếc taxi, đẩy Trương Dương lên xe. Lương Thành Long nói, tôi tiễn hai người. Ấn tượng của An Ngữ Thần đối với Lương Thành Long không tốt, xua tay nói, không cần phiền anh. Trương Dương lên xe taxi, An Ngữ Thần nói, tôi không thích gã. Trương Dương biết An Ngữ Thần trước giờ luôn thẳng tính, hắn nói khẽ, mỗi người đều có phương thức làm người xử thế của mình, cô có thể không thích, nhưng người ta cũng có quyền lựa chọn cách sống. An Ngữ Thần có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương, nói khẽ tôi phát hiện anh so với trước đây thì nội hàm hơn nhiều. Trương Đại Quan Nhân nói, sai, tôi trước giờ luôn nội hàm, là sức nhận thức của cô đề thăng. An Ngữ Thần đang định đấu võ miệng với hắn thì Kiều Mộng Viện gọi điện thoại tới. Vốn là Kiều Mộng Viện đã về tới sở chiêu đãi chính phủ, nghe nói An Ngữ Thần đi cùng Trương Dương nên cũng yên tâm. Trương Dương và An Ngữ Thần đi tới sở chiêu đãi chính phủ tỉnh, mưa không những bớt mà càng lúc càng to, trên trời không ngừng lóe sấm chớp, sấm đánh không ngừng. Lúc Trương Dương làm thủ tục vào ở thì Kiều Mộng Viện đi tới, nghe nói Trương Dương cũng muốn vào ở liền nói khẽ, không cần thuê phòng đâu, chỗ chúng tôi còn trống cái phòng khách, cha tôi vừa rồi còn nhắc tới anh. Trương Dương giả vờ nói, thế có mạo muội quá không? Kiều Mộng Viện nói, cũng không phải là cho anh ở không, mẹ tôi gần đây đau thắt lưng, anh khám giúp cho bà ấy đi. Kiều Mộng Viện đã kiến thức y thuật của Trương Dương, lúc trước khi hắn cứu thời Duy Kiều Mộng Viện cũng ở bên cạnh. Trương Dương cười ha ha, nói thế thì tôi cũng đỡ ngại. Một nhà Kiều Trấn Lương ở trong lầu quan vân của sở chiêu đãi chính phủ, tòa tiểu lâu này là để đặc biệt chiêu đãi quan viên cấp tỉnh bộ. Quan vân cũng thầm hợp với hai chữ quan vận, các lão đạo đối với những cái này cũng rất để ý, có ai mà không muốn để quan vận của mình thuận lợi, từng bước lên cao. Tuy đã là 10 rưỡi tối, Kiều Trấn Lương vẫn không ngủ, ở trong phòng cách giúp vợ Mạnh Truyền Mỹ đám bóp thắng lưng, nhìn thấy Kiều Mộng Viện dẫn Trương Dương và An Ngữ Thần vào, Kiều Trấn Lương cười ha ha gật đầu, Trương Dương tới rồi à, mau ngồi xuống đi. Trương Dương rất là buồn bực, con người của Kiều Trấn Lương thực sự là khó hiểu. Một quan cao cấp tỉnh bộ, bình dị dễ thân cận, khiêm hòa giống như một người dân bình thường, nhưng ở bên ngoài lời đồn liên quan tới ông ta rốt cuộc là thật hay giả. Mạnh Truyền Mỹ thấy có khách tới, muốn đứng dậy, nhưng chẳng may lại động tới vết thương cũ ở phần eo, đau đến nỗi kêu lên ái chà. Trương Dương ân cần nói, dì Mạnh, để cháu xem giúp gì. Kiều Trấn Lương có chút kinh ngạc, nói cậu biết xoa bóp à. An Ngữ Thần vội vàng giới thiệu, chú Kiều. Sư phụ của cháu chính là tốt nghiệp sinh vệ giáo. Trương Đại Quan Nhân dở khóc dở cười, con bé này là khen mình hay là hại mình đây? Mạnh Truyền Mỹ đau đến toát mồ hôi, tiểu Trương, đây là vết thương cũ của tôi, lúc còn trẻ đã bị, cứ mỗi khi trái gió trở trời là phần eo lại đau. Ôi trời, Phật Tổ phù hộ, Mạnh Truyền Mỹ tin Phật, lúc này vẫn không quên hô Phật Tổ phù hộ. Trương Dương cười thầm trong lòng, Phật Tổ không phù hộ được bà rồi, thôi thì để tôi vậy. Thằng ôn này hôm nay là giáp tâm muốn thể hiện, ngày mai Kiều Trấn Lương chính là bí thư tỉnh ủy Bình Hải rồi, mượn cơ hội này kéo gần quan hệ với ông ta cũng không tồi. Trương Dương bảo Mạnh Truyền Mỹ nằm lên salon, hắn vận chỉ như gió,
lần lượt điểm vào mấy huyệt đạo ở sau lưng Mạnh Truyền Mỹ. Mạnh Truyền Mỹ lập tức cảm thấy phần eo hoàn toàn hết đau, bà ta vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, vừa rồi đối với Trương Dương còn bán tính bán nghi, nhưng lúc này thì đã tin tới 8 phần. Trương Dương trước tiên trần mạch cho Mạnh Truyền Mỹ, mỉm cười nói, dì Mạnh, dì là bị tổn thương từ lâu rồi, vết thương ở phần eo, chắc là bắt đầu bị từ 25 năm trước. Mạnh Truyền Mỹ và Kiều Trấn Lương đồng thời ồ lên kinh ngạc, hai người đồng thời nói, sao cậu biết? Trương Dương vừa xoa bóp phần eo cho Mạnh Truyền Mỹ vừa nói, căn cứ vào mạch tượng cho thấy, chắc là bị vào mùa đông, đại khái là tháng chạp, năm đó khi dì sinh đẻ có phải là xảy ra một chút vấn đề không? Trương Dương nói rất bình đạm, nhưng hai vợ chồng Mạnh Truyền Mỹ và Kiều Trấn Lương thì đã há miệng trợn mắt. Mạnh Truyền Mỹ vào năm 25 tuổi thì sinh Kiều Mộng Việt, lúc sinh bị đẻ khó, lúc đó suýt nữa thì chết, trên đường tới bệnh viện lại bị phong hàn, từ đó bị chứng bệnh đau eo, chuyện này ngay cả Kiều Mộng Việt cũng không biết, nhưng không biết vì sao Trương Dương lại đoán ra. Nghe mẹ kể xong chuyện này, Kiều Mộng Việt trong lòng đau xót, mẹ vì mình mà phải chịu biết bao đau đớn, cô ta nói khẽ Trương Dương, anh nhất định phải trị khỏi bệnh cho mẹ tôi đó. Trương Dương cười nói, nể phần hiếu tâm này của cô, tôi sẽ giúp. Có điều bệnh của dì Mạnh không phải là ở ngoài mà là ở trong, muốn triệt để chữa dứt bệnh đau eo này thì phải dùng thuốc. Hắn bảo Kiều Mộng Viện đi lấy giấy bút, ở ngay tại chỗ viết phương thuốc, án chiếu theo phương thuốc của hắn, uống liền thảo dược một tháng, nhất định có thể trị được bệnh này tận gốc. Lúc Trương Dương viết phương thuốc, Kiều Bằng Cử cũng tới, thấy Trương Dương tới thì cảm thấy kinh ngạc, có điều vẫn rất lịch sự chào Trương Dương. Bọn họ không ai nhắc tới chuyện không vui tối nay, Kiều Trấn Lương và Mạnh Truyền Mỹ đi nghỉ ngơi trước. Ăn Ngữ Thần và Kiều Mộng Viện cùng lên lầu. Trong phòng khách chỉ còn là Trương Dương và Kiều Bằng Cử, Trương Dương cười nói, ngại quá, khuya vậy rồi còn làm phiền. Kiều Bằng Cử cười bảo, kể ra cũng là người nhà, việc gì phải khách khí, anh giúp mẹ tôi chữa bệnh đau eo, tôi cảm ơn anh còn không kịp nữa là. Trương Dương nói, việc nhỏ thôi mà, cần gì phải cảm ơn. Kiều Bằng Cử đối với y thuật của Trương Dương vẫn có chút thái độ hoài nghi, có điều vừa rồi gã đã thấy mẹ bình thường quay về phòng, chứng tỏ Trương Dương cũng có chút thủ đoạn, Kiều Bằng Cử nói, uống rượu không? Trương Dương cười cười, Kiều Bằng Cử đã mời thì hắn tất nhiên là không tiện từ chối. Thiết bị đồng bộ của lầu Quan Vân rất tốt, dưới lầu có phòng bếp và nhà ăn, Kiều Bằng Cử mở tủ lạnh, phát hiện bên trong có mấy túi lạc, còn có một con vịt quay, Kiều Bằng Cử cười nói, không ngờ còn rất thịnh soạn. Hai người cùng động thủ, Kiều Bằng Cử đi rang lạc, Trương Dương thì đi chặt thịt. Bọn họ ngồi trước bàn ăn, Kiều Bằng Cử mở một bình Phi Thiên Mao Đài, cười nói, kỳ thực tôi không thích uống rượu Tây. Trương Dương cũng cười nói, tôi cũng không thích uống thứ đó, có điều ai cũng nói uống thứ đó mới có tình cảm. Kiều Bằng Cử cười ha ha, nói, một nam một nữ uống rượu Tây thì ít nhiều có chút lãng mạn, còn hai thằng đàn ông chúng ta mà uống thì gọi là giả bộ. Trương Dương phát hiện Kiều Bằng Cử này rất thú vị, hắn cầm chén pha ly được rót đầy lên, nói cạn. Kiều Bằng Cử không ngờ cũng không chút hàm hồ, nói cạn. Hai người ngửa cổ uống cạn hai chén rượu trắng, mưa gió ở bên ngoài càng lúc càng lớn. Kiều Bằng Cử nhẹ nhàng đặt cái chén không xuống bàn, Trương Dương cầm bình rượu lên rót đầy cho gã. Cái này gọi là câu thông. Kiều Bằng Cử nói, tôi sớm đã nghe nói tới tên của anh. Trương Dương cười nói, có phải là bởi vì chuyện tôi đánh em họ anh không? Kiều Bằng Cử cười ha ha, nói, Bằng Phi từ nhỏ đã tập võ, là môn sinh đắc ý của Sử lão gia tử của Bát Quái Môn, không ngờ lại chỉ có nước bại dưới tay anh. Trương Dương nói, chuyện của quá khứ rồi, có thể là hai chúng tôi kiếp trước có thù, cứ mỗi lần gặp nhau lại luôn phát sinh chuyện không vui. Kiều Bằng Cử nói, tối nay nếu tôi ở vị trí của anh, tôi cũng sẽ đứng ở phía Trần Thiệu Bân. Trương Dương hơi ngây ra. Câu này của Kiều Bằng Cử cũng có chút nằm ngoài ý liệu của hắn. Kiều Bằng Cử nâng chén lại chạm cốc với Trương Dương, mỉm cười nói, Lương Thành Long lôi kéo làm quen với tôi, không gì ngoài nhắm vào cha tôi, phần tôn kính của gã đối với tôi là trái với lòng, ngoài mặt thì ăn nói ngon ngọt với tôi, nhưng trong lòng không biết mắng tôi thành thế nào, Trần Thiệu Bân đánh tên ca sĩ đó, lửa của gã không phải là nhắm vào Lượng Tử mà là vì tôi nên gã không vui. Sự có mặt của tôi khiến cho gã cảm thấy địa vị bị uy hiếp, mâu thuẫn ở trong lòng quá nhiều thì tất nhiên là phải bạo phát. Em họ tôi bảo gã cúi đầu, nếu như gã làm theo, sau này ở Đông Giang không còn mặt mũi nào mà lăn lộn nữa, bởi vì gã cúi đầu không chỉ đại biểu cho bản thân gã mà là đại biểu cho cả một đám người. Trương Dương có chút bội phục Kiều Bằng Cử, người này không ngờ lại có thể nhìn chuyện một cách thấu triệt như vậy,
Trần Thiệu Bân sở dĩ thà chết chứ không chịu cúi mình chính là bởi vì nguyên nhân này, cái mà gã đại biểu chính là một đám nha nội có thế lực nhất Bình Hải ngày trước, mà Kiều Bằng Cử thì lại đại biểu cho nha nội có thế lực nhất Bình Hải trong tương lai, chuyện hôm nay là va chạm giữa nha nội cũ và mới. Trần Thiệu Bân không thể nhún nhường, từ một loại ý nghĩ nào đó mà nói, sự cứng rắn của gã cũng đại biểu cho lợi ích của Lương Thành Long, nhưng lập trường của Lương Thành Long không rõ ràng, khiến Trần Thiệu Bân rất phẫn nộ, Kiều Bằng Cử người ta thì nhìn thấy rất rõ ràng. Trương Dương nói, tôi không nghĩ vậy, có điều con người tôi coi trọng nhất là bạn bè xảy ra chuyện, tôi đương nhiên phải đứng ở phía bạn bè, cho dù là gã sai đi nữa. Kiều Bằng Cử gật đầu khen ngợi, có thể trở thành bạn của anh nhất định là rất may mắn. Trương Dương nói, bạn của tôi chưa chắc mỗi người đều may mắn, nhưng địch nhân của tôi thì khẳng định là bất hạnh. Kiều Bằng Cử bị câu nói ngông cuồng của thằng ôn này khiến cho bật cười, gã nghe ra hàm nghĩa phía sau câu nói này của Trương Dương, người ta là đang biểu lộ thực lực với mình. Kiều Bằng Cử đột nhiên hỏi, Hứa Gia Dũng là địch nhân của anh à? Trương Dương bị gã hỏi đột ngột, ngây ra một lúc, hắn cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, nghĩ rất tử tế, một lúc sau mới lắc đầu, nói, gã không xứng. Kiều Bằng Cử mỉm cười, nói, nhưng gã là địch nhân của anh. Trương Dương nói, em họ anh cũng là địch nhân của tôi, nhưng tôi bình thường đều không nghĩ tới gã. Lời bình của Kiều Bằng Cử đối với thằng ôn này lại có thêm hai chữ cuồng vọng. Kiều Bằng Cử nói, hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè. Trương Dương bật cười, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, nụ cười của gã rất có lực tương tác, khiến cho người ta dễ dàng nảy sinh hào cảm, chắc là có thể, anh là anh trai của Kiều Mộng Việt, lại là anh họ của Thời Duy, họ đều là bạn của tôi. Kiều Bằng Cử cười rất vui vẻ, con người của Trương Dương rất thú vị, lần gặp mặt này của họ không hề khiến Kiều Bằng Cử thất vọng. Đương nhiên bọn họ nói chuyện tới rất khuya, hơn 2 giờ sáng mới ai về phòng nấy. Sáng hôm sau Trương Dương dậy rất sớm, ở trong vườn nhìn thấy Kiều Trấn Lương đang tập thể dục buổi sáng, Trương Dương bước tới chào hỏi, cự tuyệt lời mời cùng ăn sáng. Rời khỏi sở chiêu đãi chính phủ thành phố không bao lâu, mưa lại bắt đầu rơi, Trương Dương ngồi trong xe taxi. Nhìn mưa lớn ở bên ngoài, trong lòng không khỏi nghĩ rằng, trận mưa này nếu rơi ở Phong Trạch thì tốt, tình hình hạn hán của Phong Trạch khẳng định sẽ vì vậy mà được hóa giải, Trương đại quan nhân ý thức được trong lòng mình lại có thêm một nỗi bận tâm. Đây là sự bận tâm đối với Phong Trạch, làm quan trách nhiệm tạo phúc một phương, Trương đại quan nhân vẫn rất chuyên nghiệp. Hắn trước tiên đi tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh lấy xe Nissan Pickup, vừa ngồi vào trong xe thì Lương Thành Long gọi điện thoại tới, Lương Thành Long đêm qua cũng ngủ không ngon. Trong đám bạn này thì tình cảm giữa gã và Trần Thiệu Bân là sâu đậm nhất, thời gian ở với nhau cũng lâu nhất, chuyện tối qua đã làm tổn thương nghiêm trọng tới quan hệ giữa gã và Trần Thiệu Bân, cho nên Lương Thành Long muốn thông qua Trương Dương để vãn hồi, đề xuất bữa trưa tẩy trần cho Trương Dương. Trương Dương hiểu ý của gã, nhưng Trương Dương cho rằng giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện, nên bảo Lương Thành Long để qua một đoạn thời gian nữa hắn nói. Sau khi gác điện thoại, Trương Dương nghĩ một chút, gọi điện thoại tới nhà Tống Hoài Minh, đã tới tỉnh thành, kiểu gì cũng phải chào hỏi phía bố vợ tương lai, người nhận điện thoại là Liễu Ngọc Oánh, bà ta nghe nói Trương Dương tới Đông Giang thì vô cùng vui mừng, có điều trong lúc nói chuyện lộ ra rằng vẫn có chút tâm sự, Trương Dương sau khi hỏi ra mới biết, gần đây tâm tình của Tống Hoài Minh không được tốt lắm, thế là liền bỏ ý định tới nhà Tống ra thăm hỏi. Đặt điện thoại xuống, nghĩ một chút, cũng khó trách tâm tình của Tống Hoài Minh không tốt, vốn là sau khi Cố Doãn Chi về hưu. Vị trí người lãnh đạo số 1 của Bình Hải nên là tới lượt y ngồi, nhưng nửa đường lại hiện ra một Kiều Trấn Lương, hoàn toàn đả loạn tính toán của Tống Hoài Minh. Trương Dương đang tính xem hôm nay có nên tới Lam Sơn thăm Triệu Tĩnh hay không thì Cố Giai Đồng gọi điện thoại tới, cô ta ở nhà, bảo Trương Dương tới đón cô ta, có việc quan trọng cần bàn. Đối với Cố Doãn Chi mà nói, hôm nay là ngày cuối cùng ông ta ngồi ở vị trí bí thư tỉnh ủy, bất kỳ người nào vào lúc này tâm tình cũng sẽ biến thành phức tạp. Cố Doãn Chi cũng không ngoại lệ, khi ông ta và Kiều Trấn Lương cùng nhau bước vào phòng hội nghị, tất cả thường ủy đồng thời đứng dậy, dưới sự dẫn đầu của tỉnh trưởng, trong phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cố Doãn Chi mỉm cười, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì dậy sóng. Kiều Trấn Lương rất lễ phép kéo ghế cho Cố Doãn Chi, Cố Doãn Chi mỉm cười ngồi xuống, ông ta ra hiệu cho mọi người dừng vỗ tay, mỉm cười nói, vừa rồi khi đồng chí Trấn Lương giúp tôi kéo ghế, tôi cảm thấy mình thật sự già rồi. Tôi nhớ lúc trước khi tôi tiếp nhiệm từ bí thư Lưu, cũng là kéo ghế giúp ông ý như vậy. Tất cả mọi người đều bật cười. Cố Doãn Chi nói, đây là cuộc họp thường ủy cuối cùng mà tôi chủ trì, trước tôi,
chúng ta hoan nghênh sự có mặt của bí thư Kiều Trấn Lương, từ giờ về sau, đồng chí Trấn Lương sẽ dẫn dắt chiếc thuyền mẹ cỡ lớn Bình Hải này, tiếp tục rẽ sóng tiến lên trước trong con nước lớn cải cách. Hiện trường lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Kiều Trấn Lương đứng dậy, cúi người hỏi thăm tất cả mọi người, Kiều Trấn Lương cười rất có lực tương tác, y không nói gì, lập tức ngồi xuống, hiện tại vẫn chưa đến lúc để y lên tiếng. Cố Doãn Chi nói, trước lúc đi, trong lòng nếu không có chút cảm xúc nào thì là giả, nhưng những cảm xúc này tôi chuẩn bị cất giấu, sự được mất trong công tác của tôi, tựa hồ thời gian phán xét, tôi tin rằng sự có mặt của đồng chí Trấn Lương sẽ dẫn dắt Bình Hải tiếp tục phát triển bình ổn, sẽ mang tới ngày mai tươi sáng hơn cho Bình Hải. Lần này Kiều Trấn Lương dẫn đầu vỗ tay. Cố Doãn Chi đứng dậy, nói tôi không muốn nói những lời trái với lòng, trước khi tôi đi, tôi chỉ hy vọng mọi người hãy coi Bình Hải là nhà của mình để trân trọng và giữ gìn, coi người dân Bình Hải thành cha mẹ thân nhân của mình để ân cần chiếu cố, chỉ có như vậy, chúng ta mới thật sự có thể thật sự nỗ lực hết sức mình. Ông ta bắt đầu bắt tay từ Tống Hoài Minh, sau cùng tới trước mặt Kiều Trấn Lương, bắt tay với Kiều Trấn Lương, ngữ trọng tâm trường nói, Trấn Lương, sau này phải trông vào anh rồi. Kiều Trấn Lương nói với vẻ đầy tôn kính, bí thư Cố yên tâm, tôi và ban lãnh đạo Bình Hải tuyệt sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài. Cố Doãn Chi gật đầu, vỗ vỗ lên mu bàn tay của Kiều Trấn Lương, sau đó quay người bước ra ngoài cửa, đã đi thì phải đi thật thoải mái. Tất cả thường ủy đều nhìn bóng lưng của Cố Doãn Chi, cho tới khi cửa phòng hội nghị được đóng lại ở sau lưng ông ta, trong hội trường mới phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay này là lời khẳng định đối với nhiều năm cực khổ của Cố Doãn Chi, cũng là để tiễn đưa vị bí thư tỉnh ủy này. Ánh mắt của Kiều Trấn Lương quét qua các vị thường ủy, y nói khẽ, bắt đầu từ hôm nay, đoàn đội này của chúng ta sẽ nỗ lực vì tương lai của Bình Hải, không thể cô phụ kỳ vọng của bí thư Cố, không thể cô phụ sự kỳ vọng của người dân Bình Hải. Cố Doãn Chi đứng ở trước cửa phòng hội nghị, cho tới khi tiếng vỗ tay dừng lại, ông ta mới tiếp tục chậm rãi bước về phía trước. Cố Doãn Chi từng vô số lần nghĩ xem lên nói gì ở trên hội thường ủy cuối cùng này, nhưng sau cùng vẫn quyết định không nói gì cả, thị phi công tội tự có phán xét, trên lịch sử phát triển của Bình Hải tự sẽ có tên của ông ta, chỉ cần không thẹn với lòng là đủ rồi. Cố Doãn Chi chưa dự xong cuộc họp thường ủy lần cuối này, mình ngồi thêm ở vị trí đó thêm một giây, nhiệm kỳ của Kiều Trấn Lương lại ít đi một giây, sau khi giao quyền lực lại xong, Cố Doãn Chi không ngờ lại không hề có cảm giác mất mát như trong tưởng tượng. Ông ta cảm thấy nhẹ nhõm, khi bước ra khỏi trụ sở văn phòng tỉnh ủy, ngẩng đầu nhìn trời cao, bầu trời sau cơn mưa vẫn còn âm u, trong không khí vẫn còn mưa bụi, rơi lên mặt, mát lạnh sảng khoái vô cùng. Cố Doãn Chi nhìn thấy lái xe của mình, ông ta mỉm cười xua xua tay, tỏ ý bảo không cần đi theo, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ông ta có cảm giác làm người bình thường, không cần ai bảo hộ, không cần thủ hạ vây quanh, không sợ bị phóng viên theo đuôi, ngày tháng như vậy mới có nhân khí chứ. Cố Doãn Chi men theo đường đi bộ chậm rãi đi về nhà, ông ta nghe thấy tiếng hót của chim, tiếng giao hàng của những người bán rong ven giường, tiếng chuông leng keng của xe đạp, tiếng xe hơi đi lại như con thoi, ông ta đã lâu rồi chưa chú ý tới những điểm tầm thường này, Cố Doãn Chi cảm thấy đột nhiên như quay trở lại thế giới quen thuộc của ngày xưa. Cố Doãn Chi phát giác ở phía sau có một chiếc xe hơi đang chậm rãi đi theo mình, ông ta có chút tức giận quay đầu lại, cho rằng lái xe của mình lại đi theo. Nhưng lúc quay lại thì thấy là xe Mercedes của con gái, người lái xe là Trương Dương, Cố Giai Đồng ngồi ở ghế phụ, thò mặt ra khỏi cửa sổ, nói, bí thư Cố, xe riêng của ngài tới rồi. Cố Doãn Chi mỉm cười, ông ta kéo cửa ngồi vào trong, nói, không phải nói là ở nhà đợi cha ư. Cố Giai Đồng cười khúc khích, nói con lo cha ngồi xe riêng quen rồi, không quen đi bộ, cho nên tới đón cha. Cố Doãn Chi rất thoải mái dựa ra sau, nhắm mắt lại. Nói, ngồi xe Mercedes xem ra vẫn thoải mái hơn ngồi xe Hồng Kỳ. Trương Dương cũng không nhịn được mà bật cười. Cố Doãn Chi nói, tới Tây Tiểu đi, trưa nay cha mời hai đứa ăn ở khách sạn Cổ Phong. Cố Doãn Chi muốn tới Tây Tiểu không phải là nhất thời nổi hứng, ông ta muốn tới Tây Tiểu xem lão Trạch, hôm qua sau ông ta quyết định sau khi rời nhiệm sẽ tới đó, tạm thời ông ta không muốn về trụ sở tỉnh ủy. Một bộ phận nguyên nhân trong đó là ông ta không muốn thể hội cái gì gọi là người vừa đi thì trà nguội lạnh, bí thư Cố cũng có một mặt không muốn người ta biết. Từ Đông Giang tới Nam Tích mất 200 km, Tây Tiểu nằm ở Tây Nam Nam Tích, nơi này sông nước dải khắp, danh lam thắng cảnh rất nhiều, Nam Tích là thành thị được phát triển du lịch tốt nhất của Bình Hải. Tây Tiểu không phải là trấn cổ nổi danh nhất Nam Tích, nhưng Tây Tiểu lại là trấn cổ có sắc thái nhân văn nhất Nam Tích, phát triển du lịch hiện tại đang được tiến hành.
Từ Đông Giang tới Tây Tiểu đi hết 2 tiếng, bởi vì làm lái xe của Cố Doãn Chi cho nên Trương Đại Quan Nhân cố gắng lái thật an toàn. Lúc lái xe, hắn nhìn kính chiếu hậu, phát hiện vị bí thư tỉnh ủy vừa rời nhiệm không ngờ đã dựa vào ghế mà ngủ rồi. Trương Dương trước giờ chưa từng tới Nam Tích, đối với Nam Tích cũng có chút ấn tượng, thị trưởng của Nam Tích là Hạ Bá Đạt. Hạ Bá Đạt trước đây là thư ký của Cố Doãn Chi, quan hệ giữa y và Cố Doãn Chi giống như người nhà. Bí thư thị ủy của Nam Tích là Từ Quang Nhiên, Trương Dương từng giúp y chữa khỏi bệnh đau nhức, kể ra Từ Quang Nhiên còn thiếu hắn một phần nhân tình. Phó thị trưởng thường vụ Nam Tích Thường Lăng Không là anh ruột của Thường Lăng Phong, nghĩ tới những người này, Trương Dương bất giác bật cười, xem ra Bình Hải cũng không phải là lớn, đi đâu cũng có người quen. Cố Giai Đồng bởi vì thân thể vừa khỏe lại, cũng có chút mệt mỏi, nói chuyện với Trương Dương một lúc thì cũng dựa vào ghế mà ngủ. Trương Dương một mực lái xe tới cửa vào Tây Tiều, ở cửa lớn bị người ta cản lại, cảnh vệ mời hắn mua vé vào cửa, hiện tại Tây Tiều thành khu du lịch, du khách vào thôn đều phải mua một vé vào cửa giá 10 đồng một tấm. Cố Doãn Chi lúc này cùng Cố Giai Đồng đều tỉnh lại, nhìn thấy Trương Dương đang chuẩn bị lấy tiền, Cố Giai Đồng nói, không cần, em có giấy thông hành. Cô ta từ trong túi đeo lấy ra giấy thông hành giao cho cảnh vệ. Cảnh vệ nhìn thấy giấy thông hành, lập tức mỉm cười cho qua. Cố Doãn Chi nói, nhiều năm rồi không trở lại, không ngờ về nhà còn phải mua vé. Cố Giai Đồng cười nói, bí thư Cố ra sức đề xướng phát triển kinh tế Bình Hải, quê hương của chúng ta phát triển sự nghiệp du lịch, coi như mua phiếu cũng là ủng hộ cho sự phát triển của quê hương. Trương Dương cười theo. Cố Giai Đồng chỉ cho Trương Dương đỗ xe ở bãi đỗ xe cách Lão Trạch không xa, ánh mắt của Cố Doãn Chi bị một cây hòe già ở phía trước bãi đỗ xe hấp dẫn, ông ta bước tới, sờ sờ cành cây, nói khẽ, nhớ rằng lúc cha còn nhỏ thường ngồi chơi dưới gốc cây này, có một lần bởi vì bướng bỉnh, chơi đến sứt cả đầu, bà nội con liền bẻ cánh nấu trứng gà cho cha ăn. Trương Dương cười nói, bí thư Cố cũng bướng bỉnh ư. Cố Doãn Chi cười nói, tôi đâu phải vừa sinh ra đã là ông già. Câu nói này khiến cho mọi người đều bật cười. Thôn Tây Tiểu bị một con sông nhỏ chia thành hai phần đông tây, từ bãi đỗ xe nhìn về con sông, có thể thấy Lão Trạch của Cố gia, mỗi một cành cây ngọn cỏ ở nơi này đều khiến Cố Doãn Chi cảm thấy thân thiết. Ông ta chắp tay bước lên câu cầu, đứng ở điểm cao của cây cầu nhìn về hướng bắc, lại thấy từng bóng cầu thấp thoáng dưới liễu rủ, phong tư kỳ lạ, Tây Tiểu không những bảo tồn tốt nhất cây cầu cổ, toàn trấn dựa vào sông mà thành phố, cầu đường nối nhau, hình dáng cổ xưa yên tĩnh. Có vị đạo cầu nhỏ nước chảy nhà cửa điển hình. Cố Doãn Chi nói, Tây Tiều lúc ở trấn Tây đã hình thành, hưng thịnh từ đời Đường, về sau bị hủy trong chiến hỏa, trải qua mấy lần xây dựng lại, lúc ở năm vạn lịch thời Minh đạt tới thịnh vượng đỉnh cao, lúc đó thương nhân giàu có tụ tập, thương khách đi lại như mắc cửi. Sau khi thanh binh nhập quan, nơi này trải qua một lần cướp bóc, tiểu trấn bị đốt, cho tới năm Càn Long mới khôi phục lại được một chút nguyên khí. Những căn nhà mà hiện tại hai đứa thấy đều là kiến trúc xây dựng thời Thanh Mạt, có điều di tích cổ trong trận rất nhiều, chỉ cần hơi để ý chút là có thể nhìn thấy dấu vết của lịch sử. Trương Dương nói, lát nữa tôi phải du lãm một phen mới được. Cố Giai Đồng lấy di động ra chụp cho cha kiểu ảnh, Trương Dương cũng chụp một kiểu ảnh với bí thư Cố. Đi qua cầu cầy về phía nam thêm 20 mét là Lão Trạch của Cố gia, Cố Giai Đồng đã sai người sửa sang lại mua trạch viện ở hai bên xung quanh. Liền thành một khu nhà lớn, trước cửa còn trồng hai cây đại thụ, cửa cũng mới được sơn lại, đẩy cửa vào, nhìn thấy giếng trời và chính sảnh, ánh sáng của loại lão trạch này không được tốt, bởi vì trời vừa đổ mưa, trên nóc nhà vẫn còn nước đọng, từng giọt rơi vào trong ao tụ nước dưới giếng trời, đây là ý tụ tài. Hành lang, cột, xà nhà toàn bộ đều được chạm trổ, trên tường còn treo không ít mộc điêu. Trương Dương than, đại hộ nhân gia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 375.